Quan thần, hạ tưởng. Tập 11. Rất được, ra tay giỏi, có thể hoàn toàn phá giải thủ đoạn chỉnh người của em, còn lừa được em, bảo sao không lừa được Thù Lê mà bọn em cho rằng là người khó bị nam sinh đả động nhất. Chẳng qua nói thật anh trông rất bình thường. Hạ tưởng cười nói. Lý tưởng của anh đó là đẹp trong hơn đẹp ngoài mà. Ấn Tiểu Song cười cười đến độ ôm eo mà nói. Nếu anh không đen mấy, người cao khoảng hơn 1m85 thì có thể cũng được. Chẳng qua ăn nói cũng được, coi như thông qua kiểm tra của em. Bây giờ em giới thiệu mấy người đẹp trong ký túc với anh. Nhưng phải cảnh cáo trước, ngoài em ra thì mấy người đẹp khác đều là hoa có chủ, anh không được đặt tên loạn cho hoa có chủ, cũng không được có ý đồ xấu xa. Hạ tưởng thiếu chút nữa đổ mồ hôi. Ngoài Ấn Tiểu Song còn có 4 người, phân biệt là Tả Phi Yến, Bàng Quy, Trình Duy và Lam Miệt. Tả Phi Yến, Bàng Quy, Trình Duy sống khá nội tâm, cũng không nói chuyện mấy với Hạ Tưởng, chỉ có Lam Miệt là chu miệng cười, lén đánh giá hắn. Cái tên Lam Miệt có chút kỳ lạ, chẳng qua cô trông cũng được, coi như là người đẹp loại thứ hai, rất dễ nhìn. Cô nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng không tha, điều này làm Hạ Tưởng có chút xấu hổ sờ sờ mũi mà nói. Sao, trước đó em đã gặp anh rồi sao? Lam Miệt lắc đầu nói. Không, chẳng qua ngày mai em có thể nói trước đó em đã gặp anh. Hạ tưởng nhìn Tào Thù Lê rồi có chút tò mò nói. Lam Miệt, cái tên này khá kỳ lạ, có lai lịch gì không? Lam Miệt cười cười không nói, Tào Thù Lê kéo Hạ tưởng mà nói. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, anh biết như thế này là được rồi, phòng là do Lam Miệt tìm giúp anh, còn không mau cảm ơn. Xuống lầu. Mọi người định tới khu dân cư Hưng Vinh xem. Lam Miệt là người giới thiệu nên đương nhiên đi cùng. Ấn Tiểu Song cũng đòi đi theo, Hạ Tưởng không phát biểu ý kiến, tất cả do Tào Thù Lê quyết định. Tào Thù Lê do dự một chút rồi nói. Tha cho bà một lần, để bà ra ngoài hóng gió. Ấn Tiểu Song vui vẻ nhảy dựng lên. Tốt quá, sau này chỉ cần Thù Lê không về phòng, mình có thể dễ dàng tới đó bắt gian tại giường. Tào Thù Lê rất xấu hổ. Túm lấy Ấn Tiểu Song mà chòng ghẹo. Hạ tưởng không thể làm gì khác hơn là giả vờ không nghe thấy. Hắn gãi đầu nói chuyện với Lam Miệt. Đường từ ký túc xá nữ tới cổng trường không quá xa, nhiều lắm 100 mét, dọc đường đi Hạ tưởng gặp phải vô số ánh mắt thù địch và tức giận của nam sinh. Chẳng qua hầu hết là giận không dám nói gì, chỉ là trừng mắt nhìn Hạ tưởng từ phía xa, sau đó rất không cam lòng nhìn Tào Thù Lê. Trong mắt lộ rõ vẻ buồn bã khi thứ mình yêu thích bị người cướp đi. Hạ tưởng bất đắc dĩ lắc đầu xin lỗi với ý, Tào Thù Lê là của anh đây, các chú chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Khi mấy người tới cổng trường thì cuối cùng đã có một nam sinh to gan đứng ra, dùng hai tay cản đường Hạ tưởng. Cậu thanh niên này búng búng tay, rất khó chịu nói. Anh từ đâu tới mà dám câu đi người đẹp nhất học viện kiến trúc chúng tôi? Có phải cảm thấy học viện kiến trúc không có nam sinh phải không? Lại đây, tôi đấu một mình với anh. Một tên thanh niên nhiệt huyết, mặt đầy mụn mà muốn đấu tay đôi với mình. Những năm 90 đúng là thời kỳ phim Hong Kong phát triển mạnh, những phim kiếm hiệp, xã hội đen đang được hâm mộ. Gần như mỗi người đều xem vài bộ, trong cuộc sống thực tế cũng bị ảnh hưởng không ít. Hạ tưởng không có hứng thú với tên thanh niên động tí là muốn đánh nhau này. Hắn rất nhẹ nhàng nói. Cậu bạn, mời cậu ra khỏi cổng trường, đi về bên phải 4 mét, sau đó rẽ trái. Đi thẳng 24 mét, sau đó phía nam có một quán, cậu vào đó bỏ ra 5 tệ là có thể đánh giết giết tới tối. Tào Thù Lê cười hì hì nói. Ở đâu mà có thể đánh giết giết cả tối thế anh? Ấn Tiểu Song lắc đầu ra vẻ không biết, Lam Miệt lại nói. Là cửa hàng chiếu phim, ngày nào cũng chiếu phim đánh nhau, 5 đồng là xem mãi được. Tên thanh niên mặt dỗ cảm thấy mình bị làm nhục mà kêu lên một tiếng, cúi đầu lao về phía Hạ tưởng. Tào Thù Lê đã thấy Hạ tưởng đánh người nên không hề lo lắng. Cô kéo Ấn Tiểu Song và Lam Miệt lại rồi nói. Đứng xa bọn họ một chút xem trò cũng hay. Ấn Tiểu Song và Lam Miệt há hốc mồm nói. Không phải chứ, Thù Lê, bạn không sợ Tôn Cải Nhạc kia đánh Hạ tưởng sao? Tào Thù Lê chớp chớp mắt nói. Tôn Cải Nhạc mới là người phải lo lắng. Y cứ quấn lấy bạn, bạn không thấy phiền sao? Vừa lúc để anh Hạ tưởng cho y chút đau khổ. Làm y sau này cách bạn xa một chút. Y mà đòi quấn lấy mình ư. Ấn Tiểu Song lạnh nhạt nói.
y thấy ai là thích kẻ đó, thích ai là tặng hoa. Người ta không cần thì y thất tình, sau đó lại về ký túc hát mấy bài hát buồn tình. Y là kẻ yêu điên, chỉ cần cô gái xinh một chút là y tặng hoa, gửi thư tình. Đây coi như thả lưới trong phạm vi rộng, bắt được con cá nào thì tốt. Lam Miệt, có phải bạn cũng nhận được thư tình của y không? Lam Miệt khẽ gật đầu ừ một tiếng rồi không nói gì, cô nhìn chằm chằm vào giữa sân. Ấn Tiểu Song lén cấu cấu eo Tào Thù Lê mà nói. Chết rồi, Thù Lê, Lam Miệt coi trọng Hạ Tưởng nhà bạn, bạn phải cẩn thận đó, đừng có mà khinh thường rồi để người ta lấy thành quả thắng lợi. Tào Thù Lê ngẩng mặt lên đầy tự tin nói. Đàn ông muốn quản cũng không được, hắn muốn chạy bạn có lưu lại cũng vô ích, chẳng qua Hạ Tưởng không phải người hay chạy loạn, hơn nữa Lam Miệt không phải loại người mà anh ấy thích. Tôn Cải Nhạc hung hăng dương nanh múa vuốt lao tới. Hạ Tưởng không hề né tránh, nghiêng người, sau đó tiện tay đẩy tới. Tôn Cải Nhạc không thể giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất trước mặt mọi người. Tôn Cải Nhạc thẹn quá hóa giận gào lên, chẳng qua lại xảy ra một chuyện không ai nghĩ tới, không ai ngờ sẽ xảy ra. Tôn Cải Nhạc lăn trên mặt đất rồi bò dậy, mặt cười hì hì tới gần nói. Thân thủ quá giỏi, thằng em sau này đi theo anh. Đại ca tên gì vậy? Làm Hạ Tưởng dở khóc dở cười chính là Tôn Cải Nhạc như dán vào hắn, đi theo hắn, đuổi không đuổi được. Không ai để ý tới Tôn Cải Nhạc, y vừa đi vừa lại nhải. Đại ca, anh nhất định là bạn trai của Tào Thù Lê. Trong ba người đẹp thì Tào Thù Lê là đẹp nhất, cũng cô gái mọi người thèm nhất. Em đã viết cho cô ấy ba bức thư tình, tặng hoa ba lần, kết quả rất rõ ràng, lãng phí tiền bưu tem thư của em, cũng may hoa hái ở trong vườn trường, không mất tiền. Y lại nhìn Ấn Tiểu Song và Lam Miệt vài lần, cười cười ngây ngô nói. Ấn Tiểu Song và Lam Miệt thì em đều nghĩ tới, mỗi người một bức thư, một bông hoa phải không? Kết quả cũng thế, không có hồi âm, làm hại em đau lòng 5 phút, hát hết một bài. Ấn Tiểu Song cắt ngang lời y nói. Tôn Cải Nhạc, ông không có quan hệ gì với chúng tôi, sao lại biết chúng tôi? Tôn Cải Nhạc cười hì hì nói. Tôi có một biệt danh là máy chứa tài liệu người đẹp. Trong đầu có tất cả tài liệu về người đẹp của Học viện Kiến trúc, chi tiết về tuổi, chiều cao, lớp học, cả sở thích, số đo ba vòng. Mục tiêu của tôi là không chỉ thành máy chứa người đẹp Học viện Kiến trúc, còn muốn thành máy chứa người đẹp tất cả các trường đại học trong khu vực, làm bọn họ hâm mộ chết được. Mình bây giờ đang sưu tầm tài liệu về các người đẹp trường xung quanh. Ví dụ như Đại học Sư phạm có Phượng Mỹ Mỹ, Học viện Âm nhạc có Hà Nhất Tịnh, Học viện Bưu điện có Phượng Mỹ Mỹ, Hạ Tưởng hơi động tâm, rất nhiều ký ức xưa liền trở lại. Hắn biết Phượng Mỹ Mỹ tốt nghiệp Đại học Sư phạm, cũng không biết cô bây giờ học năm mấy nên tò mò nói. Phượng Mỹ Mỹ học năm mấy? Ngành nào? Tôn Cải Nhạc cười hì hì như kẻ trộm, nghe thấy Hạ Tưởng hỏi. Y đầu tiên không nói mà nhìn Tào Thù Lê. Tào Thù Lê đang chắp tay sau lưng vui vẻ bước đi, coi như không để ý tới câu hỏi vừa nãy của Hạ Tưởng. Tôn Cải Nhạc lúc này mới yên tâm mà gật đầu nói. Phượng Mỹ Mỹ là nữ sinh năm 1, hết kỳ nghỉ vào năm 2, học khoa tiếng Trung, đây là tài liệu hiện có của em. Xấu hổ quá, chỉ số 3 vòng, sở thích thì em không biết. Hạ Tưởng thật muốn mắng y vài câu, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhịn, nói. Sau này tập trung suy nghĩ tới những việc nghiêm túc, đừng cả ngày chỉ đi tìm hiểu về mấy người đẹp. Tuy nói vậy nhưng sâu trong nội tâm, hắn lại mơ hồ có một nỗi đau bí mật không dám nói ra miệng. Vệ Tân học Học viện Âm nhạc, nếu tính thời gian thì hiện giờ có lẽ cô ấy cũng học năm thứ nhất rồi nhỉ. Em cũng muốn tập trung suy nghĩ đến những chuyện nghiêm túc. Nhưng những chuyện nghiêm túc lại chả tập trung suy nghĩ đến em. Lúc em còn đi học phổ thông, bố em cũng đã bảo em thế. Bảo em phải thường xuyên học tập chú của em. Chú đầu tiên là buôn bán thuốc, bây giờ bắt đầu kinh doanh bất động sản, làm ăn càng lớn, người quen biết càng lúc càng nhiều. Nhưng mà em tự biết mình, em cũng không có tư duy như chú, đầu óc của em vẫn thích hợp nhất là làm kho dữ liệu thông tin về mỹ nữ. Tôn Cải Nhạc thao thao nói không dứt lời, y tuy rằng thích nói linh tinh, có chút lỗ mãng nhưng người cũng không phải quá xấu. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Hạ Tưởng không có đuổi hắn đi. Từ dược phẩm lại đổi nghề sang bất động sản, Hạ Tưởng chợt đứng lại. Chú cậu tên là gì? Tôn Hiện Vĩ. Tào Thù Lê không rõ ràng lắm vì cái gì mà Hạ Tưởng lại để Tôn Cải Nhạc đi cùng. Nhưng cô biết chắc chắn là hắn có nguyên nhân của mình, cho nên cũng mặc kệ, không hỏi.
Có điều đã sắp đến khu chung cư Hưng Vinh rồi, cô thấy Tôn Cải Nhạc đang bị Ấn Tiểu Song cuốn lấy thì lén lút kéo Hạ Tưởng sang một bên, làm bộ như không có chuyện gì hỏi. Phượng Mỹ Mỹ, tên rất là hay, có khi người cũng rất hấp dẫn. Cô ấy là đồng hương hay là bạn học của anh hử? Hạ Tưởng thấy bộ dạng muốn hỏi mà còn cố nhịn của Tào Thù Lê thì muốn trêu cô. Cũng không phải, là mối tình đầu của anh. Tào Thù Lê chun cái mũi lại, nở nụ cười. Mối tình đầu có nghĩa là lần đầu tiên yêu đương. Lần đầu tiên của anh cũng nhiều nhỉ. Đừng có lằng nhằng, thành thật khai ra sẽ được khoan hồng. Hạ Tưởng bèn thành thật thật nói. Kỳ thật cô ấy là một người bạn ngồi cùng bàn mà anh nhớ mãi không quên lúc còn đi nhà trẻ. Sự xuất hiện đẹp đến kinh người của cô ấy ghi đậm trong trí nhớ anh. Đến nay vẫn khó mà quên được. Tào Thù Lê liền nhấc chân đá Hạ Tưởng một phát. Đã bảo anh là phải thành thật cơ mà. Anh có đi nhà trẻ đâu, lừa ai thế hử? Nói rồi lại không hỏi nữa mà chuyển chủ đề. Hay là để Tiểu Song với Tôn Cải Nhạc chờ ở bên ngoài, chúng ta vào xem phòng thôi rồi sẽ đi ra tìm bọn họ. Chương 175, mở ra cục diện đạt được đột phá khẩu có lợi ích tốt nhất. Tào Thù Lê không muốn để cho người khác biết chỗ ở của Hạ Tưởng. Tâm tư nho nhỏ này cũng có thể thông cảm được, Tôn Cải Nhạc không có ý kiến gì. Ấn Tiểu Song cũng vui vẻ lưu lại. Từ sau khi cô bé nghe được thông tin chú của Tôn Cải Nhạc là ông chủ của công ty bất động sản thì thái độ đối với Tôn Cải Nhạc đột nhiên đại biến, vây quanh y hỏi han không ngừng, làm cho y vui mừng đến nỗi cười tâu tóe, nụ cười trên mặt càng lúc lại càng gian. Phòng trọ là một gian phòng mà một người họ hàng của Lam Miệt để đó không dùng đến. Một phòng rất vừa phải, trang trí đơn giản, không có đồ dùng gia đình gì, chừng hơn 10 thước vuông. Tuy không lớn nhưng rất tiện dụng. Hơn nữa đây là khu chung cư mới xây, sạch sẽ. Hạ Tưởng tương đối hài lòng, tiền thuê phòng một tháng cũng vừa phải. Tào Thù Lê cũng không có ý kiến gì cả. Hai người gật đầu một cái liền quyết định luôn. Lam Miệt dùng điện thoại di động của Hạ Tưởng gọi điện cho người họ hàng. Người này bảo cô cứ quyết định là được, đơn giản làm một cái hợp đồng. Sau khi ký tên, trả nửa năm tiền thuê nhà là gian phòng thuộc quyền sử dụng của Hạ Tưởng. Với chuyện mua đồ dùng gia đình và các vật dụng trong cuộc sống, Tào Thù Lê một tay xử lý. Không khiến anh phải lo. Anh còn tiền ở chỗ em cơ mà. Em toàn quyền chủ động là được rồi, được không? Không cho nói. Anh đi làm đại sự của anh đi. Những chuyện lặt vặt này, để em tranh thủ thời gian làm là được rồi. Hạ Tưởng nhớ tới hai hạng mục mà hắn và Tào Thù Lê phối hợp thiết kế. Tuy nói là chia ra một nửa tiền cho cô. Nhưng cô lại lấy 50.000 đồng đưa cho bố mẹ mình. Có thể nói là cô tuyệt không nợ tiền gì của hắn cả. Tào Thù Lê nhìn thấu sự nghi hoặc trong mắt của Hạ Tưởng thì bất mãn nói. Còn muốn tính toán rạch ròi với em có phải không? Vậy anh giúp Mễ Huyên thiết kế phương án, chị ấy cho em 10% cổ phần, em trả lại cho anh là được rồi. Em cần tiền làm gì? Nếu không tìm thấy người nguyện ý vì người đó mà tiêu tiền thì em chẳng thèm dính dáng dây dưa đến Mễ Huyên mà làm cái gì? Làm cứ như là em tham tiền lắm không bằng. Hạ Tưởng cũng biết Tào Thù Lê chưa từng có khái niệm thiếu tiền. Phỏng chừng nếu như không có sự xuất hiện của hắn, Tào Vĩnh Quốc cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ cho cô. Bất kể là công việc hay cuộc sống, cô cũng sẽ không phải chịu những thời điểm khốn đốn. Trong lòng hắn rõ ràng cô bực mình chuyện hắn rất so đo, liền giữ chặt tay cô. Anh là con nhà nghèo, không thể so sánh với em như con nhà địa chủ vậy. Ở nhà anh ăn cơm mặc quần áo đều phải tính toán. Tính toán dần thành quen rồi, khó tránh khỏi có chút mẫn cảm trong chuyện tiền nong. Nếu không, em cứ thử tìm một người bạn trai triệu phú thử xem, thử một lần cái cảm giác gọi là tài đại khí thô tiền nhiều thế lớn thế nào. Xem em có đánh anh không, nói năng lung tung. Tào Thù Lê làm bộ giận, đuổi Hạ Tưởng, lại bị hắn kéo vào trong lòng. Tào Thù Lê vô cùng thẹn thùng, rồi lại không có khí lực mà đẩy Hạ Tưởng ra. Hai người sắp chạm môi vào nhau rồi thì đột nhiên bên ngoài có tiếng Lam Miệt truyền đến. Không còn sớm nữa, phải về rồi. Chuyện ý loạn tình mê cứ thế mà chấm dứt. Mấy người Hạ Tưởng cùng nhau đi ăn cơm. Tôn Cải Nhạc đề cử quán Mỹ Thực Lâm mới mở ở bên cạnh học viện âm nhạc. Hạ Tưởng không muốn đi lắm. Hắn cũng không biết vì cái gì, luôn luôn có cảm giác không muốn quen biết với Vệ Tân. Có lẽ là ở kiếp trước đã nợ cô quá nhiều. Cho dù đến kiếp này gặp lại. Cho dù không phát sinh ra chuyện gì cũng khiến hắn cảm thấy thẹn trong lòng, không muốn đối mặt. Có điều mấy người kia đều kiên trì đi đến đó, hắn cũng không cố ép nữa.
Mỹ thực lâm không lớn, mang tính chất bán đồ ăn nhanh thôi, cũng có ít món xào. Đơn giản gọi chút đồ ăn, mấy người cũng đang đói bụng nên ăn lấy ăn để. Hương vị quả thật cũng không tệ. Hạ Tường tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, lại thấy Tôn Cải Nhạc bởi vì đột nhiên được Ấn Tiểu Song ưu ái mà uống mấy chén rồi thì nghĩ thầm tranh thủ mở ra đột phá khẩu từ miệng y. Hắn đang lo không biết thăm dò bối cảnh của Tôn Hiền Vĩ từ đâu ra thì Tôn Cải Nhạc lại chủ động đưa tới cửa, sao lại có thể buông tha. Sau khi nói mấy câu, chẳng cần phải khơi gợi nhiều, Tôn Cải Nhạc liền chủ động nói ra tất cả những gì y biết về Tôn Hiền Vĩ. Tôn Hiền Vĩ đầu tiên là kinh doanh dược phẩm, ngành sản xuất thuốc lợi nhuận rất cao, người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Một hộp thuốc xuất xưởng với mức giá ít thì tới tay người tiêu dùng cuối cùng sẽ cao đến giá nhiều. Trung gian ở giữa ít nhất phải qua 7-8 mức cắt xén. Làm công ty dược phẩm, mặc dù chỉ lưu thông, ở mức đó tăng giá không được cao lắm nhưng lợi nhuận cũng rất khả quan. Lợi nhuận thuốc lớn là bởi do trong các bệnh viện, trên cơ bản là được các viện trưởng, các phòng ban và các y bác sĩ dắt mối. Nghe khẩu khí của Tôn Cải Nhạc thì dường như là Tôn Hiền Vĩ càng ngày càng cảm thấy ngành sản xuất thuốc là quá đen tối, kiếm tiền của người bệnh là rất không đạo đức, cũng giống như việc lấy cái chết ra mà uy hiếp người khác. Moi tiền trong túi áo người bệnh cơ bản là chẳng khác gì việc cầm dao cướp bóc cả. Chỉ khác là, cầm dao cướp bóc thì là trực tiếp, là không lấy được tiền thì giết người. Còn bệnh viện thì là gián tiếp, tức là không lấy được tiền thì để bệnh chết người. Tôn Hiền Vĩ không chịu nổi sự dằn vặt của lương tâm cho nên dứt khoát rút lui khỏi ngành dược phẩm. Ông ta nhìn thấy triển vọng của thị trường bất động sản cho nên tấn công vào thị trường này. Tôn Hiền Vĩ cũng rất có đầu óc kinh doanh. Sau khi đổi nghề, rất nhanh phất lên, liên tiếp xây được hai khu chung cư, lượng tiêu thụ đều rất đắt khách. Đúng rồi, khu chung cư Hưng Vinh cũng là của chú em xây đấy. Nếu anh mà muốn mua một gian phòng ở đó, em có thể giới thiệu cho anh. Mà nói chuyện nửa ngày rồi em còn chưa biết Hạ ca là làm công tác gì. Tôn Cải Nhạc bởi vì Ấn Tiểu Song mà tâm tình thật là tốt, còn uống thêm vài cốc bia nữa, nói chuyện không khỏi lớn lối. Chú em quen người trong thị ủy, nói không chừng còn có thể giúp anh nữa đó. Mặc kệ Tôn Cải Nhạc nói là thật hay giả, Hạ Tường vẫn tương đối kính nể với việc Tôn Hiền Vĩ từ ngành thuốc nhảy sang chiến đấu liên tục trên các chiến trường bất động sản. Hắn cũng đã từng buôn bán thuốc cho nên biết đây là thời điểm kiếm bội tiền, nghe nói rất nhiều người nghèo bởi vì không có tiền chữa bệnh mà chỉ có thể nằm chờ chết cũng khiến trong lòng rất khó chịu. Lại nói nữa, ngành dược phẩm phát triển bất bình thường, tất cả nhân viên trong ngành đều trốn tránh trách nhiệm hết. Kiếm tiền thì không sai, nhưng không phải tất cả mọi người đều coi trọng tiền hơn con người, có thể chịu đựng được sự day dứt của lương tâm, có thể chỉ biết đến sự hưởng lạc của bản thân mà không quan tâm đến sự sống chết của người khác. Đối với Tôn Cải Nhạc không đánh đã khai, nói ra quan hệ ở thị ủy của Tôn Hiền Vĩ, Hạ Tưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cụng ly với Tôn Cải Nhạc. Anh bất quá chỉ là một viên chức nho nhỏ, không đáng nhắc tới. Chú của cậu bản lĩnh tới trời, về sau nói không chừng thật sự là cần nhờ chú ấy chiếu cố. Đâu có, ngay hôm nay em vừa nhận đại ca thì đã có bạn nữ quan tâm. Đại ca sẽ mang đến cho em rất nhiều may mắn. Chú em với trưởng ban Phương ở thành ủy quan hệ không tệ. Về sau nếu có chuyện gì, cứ việc nói em một tiếng. Nếu em có khả năng giúp đỡ sẽ tuyệt không từ chối. Tôn Cải Nhạc rõ ràng là đã uống nhiều, vừa nói mạnh miệng lại vừa rót thêm rượu, mượn rượu tăng thêm sự can đảm, đưa tay ra kéo tay Ấn Tiểu Song. Với Ấn Tiểu Song chủ động, vừa nghe thấy Tôn Cải Nhạc nhắc đến chú y thì thái độ thay đổi một trời một vực, từ hờ hững lại cố ý ra vẻ tốt. Hạ Tưởng cũng không vì thế mà có ý khinh bỉ. Trên thế giới này có đàn ông thực tế thì cũng có phụ nữ thực dụng. Rất công bằng mà. Có điều khi hắn nghe Tôn Cải Nhạc nói ra trưởng ban Phương thì vẫn âm thầm lắp bắp kinh hãi. Ở trong thành ủy, trưởng ban họ Phương thì chỉ có một người là Phương Tiến Giang, thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Như thế xem ra, hậu trường của bất động sản Thiên An của Tôn Hiền Vĩ là Phương Tiến Giang. Như vậy bất động sản Cát Thành của Kiều Bạch Điền là có quan hệ mật thiết với nhân vật nào trong thành phố đây? Hạ Tưởng cũng không vội đi thăm dò quan hệ của Kiều Bạch Điền, bởi vì hắn biết, Kiều Bạch Điền nhất định sẽ chủ động hiện thân. Đương nhiên, đối với hậu trường của hai công ty bất động sản này, trong lòng Trần Phong biết rất rõ. Nhưng Hạ Tưởng cũng sẽ không trực tiếp đi hỏi thị trưởng Trần. Như vậy sẽ có vẻ hắn quá ngây thơ cũng quá không có trí tuệ. Cũng sẽ bởi vì như thế mà bị Trần Phong xem thường. Chuyện tương tự,
phiền toái tương tự, là do tự hắn đi giải quyết, không cần vận dụng đến thị trường. Hãy cứ cố gắng hết sức đã, dù sao cũng là công việc phân cho mình. Nếu mọi chuyện đều phải nhờ đến thị trường, thì chẳng dùng được bao lâu hắn cũng sẽ bị biếm lãnh cung thôi. Đưa Tào Thù Lê quay về ký túc xá, Hạ Tưởng liền miễn cưỡng ở qua đêm trong phòng trọ, sáng sớm hôm sau thì đi làm. Cũng may mà có xe tốc hành từ chung cư Hưng Vinh đến Ủy ban Nhân dân thành phố, không cần phải đổi chuyến. Chuyện ở phố Nhị Thập Lý còn cứ rằng co mãi, Ngô Cảng Đắc đúng là có đến đó, nhưng vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn, khiến cho công ty nhận thầu là Bất Động Sản Cát Thành rất là bất mãn tuyên bố bọn họ vì không chấp nhận cho chính quyền tháo gỡ khó khăn, cho nên chính quyền thành phố cũng không ủng hộ bọn họ về mặt chính sách nữa mà ngược lại sẽ hướng về thôn dân. Thật sự là rất buồn cười. Ngô Cảng Đắc cũng không phải loại đèn đã cạn dầu, gà mờ, lúc này lại phản bác nói là nếu như Bất Động Sản Cát Thành cảm thấy giải quyết phố Nhị Thập Lý còn có gì khó khăn nữa thì chính quyền thành phố có thể đổi một công ty khác nhận thầu. Hạ Tưởng trực tiếp bỏ qua chuyện phố Nhị Thập Lý mà chờ đợi Kiều Bạch Điền hiện thân. Hắn bây giờ chỉ chú ý đến chuyện khai thác kinh doanh ở thôn Lưu Gia Doanh. Bởi vì nhận khai thác thôn Lưu Gia Doanh chính là tập đoàn Đạt Tài. Thành Đạt Tài, xếp tổng của tập đoàn Đạt Tài chính là truyền kỳ trong giới bất động sản của tỉnh Yến. Khi còn trẻ, Thành Đạt Tài chỉ là một gã cán sự ở một cơ quan trực thuộc thành phố. Trong một lần làm việc, vô tình y biết được tin tức một mảnh đất sắp được bán đấu giá. Y dốc hết vốn liếng, tặng lại lãnh đạo đơn vị. Lãnh đạo lại giao lại cho y quyền khai thác sử dụng mảnh đất đó. Thành Đạt Tài cũng không biết lấy được tin tức từ đâu, biết đất sắp tăng giá, tìm đến một công ty, thế chấp mảnh đất cho công ty với giá cực thấp, ký kết một hợp đồng là trong vòng nửa năm sau y sẽ lấy lại mảnh đất, giá cả cao hơn 10% so với thời điểm đó. Nếu đến lúc đó y không thu về được, đất sẽ trở thành tài sản của công ty. Nhưng trong vòng nửa năm, y có thể bất cứ lúc nào bỏ vốn thu hồi, công ty cũng phải dựa theo quy định, chỉ có thể bán cho y. Công ty đồng ý, cho rằng là một vụ mua bán không hề lỗ. Thành Đạt Tài lấy tiền công ty đưa cho hắn, xuất ra 1/3 đưa cho lãnh đạo đơn vị. Hơn 100.000 đồng là một con số không nhỏ ở thời điểm đó. Sau khi lãnh đạo nhận lấy, đã bán đất cho Thành Đạt Tài với giá cả cực thấp, giá cả vừa vặn đủ bằng 2/3 số tiền mà công ty đã đưa kia. Chẳng khác gì là Thành Đạt Tài dùng tiền công ty không mất cái gì chiếm được mảnh đất. Mảnh đất từ quyền sử dụng và khai thác biến thành quyền sở hữu, đột nhiên lại lan ra tin tức thành phố Yến sẽ quy hoạch chỉnh thể, đất tăng lên giá vài chục triệu đồng. Thành Đạt Tài vẫn im lặng không động, mãi cho đến một ngày theo kỳ hạn nửa năm sau, y đột nhiên tìm đến công ty, thanh toán cho công ty 10% theo giá cả ban đầu. Sau đó lại nhanh chóng ký kết một hợp đồng với một công ty cổ phiếu. Giá bán lập tức tăng cao. Thành Đạt Tài vớt được thùng vàng đầu tiên trong đời. Từ đó về sau, y xin nghỉ việc, bằng thủ đoạn vô cùng thành thạo lao vào làm bất động sản, tích lũy tư bản dần dần. Trải qua một thập niên, tài sản đã tăng lên đáng kể. Thành Đạt Tài là một nhân vật không tồi, nhưng lúc ban đầu tham gia thị trường, thủ đoạn của y cũng không phải là quang minh lắm. Có điều cũng phải nói thật là trong giới bất động sản, tin vỉa hè rất nhiều, không có thể nào sạch sẽ được. Chỉ cần đại bộ phận không có trở ngại gì là có thể được rồi. Nhưng đúng là bởi vì lợi nhuận và sự cạnh tranh trong ngành bất động sản mà sau lưng mỗi công ty bất động sản đều có một người hỗ trợ đắc lực. Làm cho Hạ Tưởng không nghĩ ra được chính là bất kể là đời sau hay là hiện tại, hắn thủy chung vẫn không biết hậu trường của tập đoàn Đạt Tài là ai. Tuy rằng hắn cũng từng hoài nghi là Cao Thành Tùng, nhưng sau khi suy nghĩ sâu xa, thì thấy là lúc Cao Thành Tùng lên đài, tập đoàn Đạt Tài đã trở thành quái vật lớn rồi, Cao Thành Tùng đã không còn khả năng tác động được tới tập đoàn Đạt Tài. Tập đoàn Đạt Tài là ngọn cờ đầu ở tỉnh Yến, Cao Thành Tùng cũng sẽ không tự hủy trường thành. Cho nên mối quan hệ giữa ông ta và tập đoàn Đạt Tài là hai bên cần lẫn nhau. Thậm chí, những khía cạnh ông ta mong cầu ở tập đoàn Đạt Tài còn nhiều hơn một khi ông ta muốn có được thành tích. Như vậy trong mấy năm đầu tập đoàn Đạt Tài khuếch trương lên, ai mới là người hỗ trợ mạnh mẽ ở phía sau cho tập đoàn Đạt Tài? Làm cho Hạ Tưởng thấy hứng thú nhất không phải là bản thân tập đoàn Đạt Tài hay là Thành Đạt Tài mà là nhân vật thần bí chưa bao giờ lộ diện đã đưa tập đoàn Đạt Tài đến tầm cao như ngày hôm nay kia. Bởi vì hắn biết, một doanh nghiệp muốn cuột khởi trong giới bất động sản, cho tới bây giờ đều là một người ở phía trước, một người ở phía sau. Chỉ có vừa buôn bán, vừa tác động nhân tài vật lực các phương, lại có một nhân vật chính trị có trí tuệ chắc tuyệt,
cả hai phía đồng lòng mới có thể xây đắp nên một đế quốc kinh doanh như tập đoàn Đạt Tài. Thế mà đến giờ vẫn không biết được ai là một trong hai người đã tạo nên tập đoàn Đạt Tài như hiện giờ. Mặc dù là người đó vẫn còn ở lại hay đã lui ra, người đó vẫn có được lực ảnh hưởng và mạng lưới quan hệ tuyệt vời. Nếu như cột cả Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc vào cùng một con thuyền với tập đoàn Đạt Tài, thì nếu có xung đột dữ dội, Cao Thành Tùng cũng chưa chắc đã dám lấy cứng đối cứng. Ông ta phải cố kỵ lực ảnh hưởng của tập đoàn Đạt Tài nữa. Hạ Tường vô cùng hưng phấn vì ý tưởng tuyệt diệu bất thình lình này của mình. Chỉ là muốn tiếp xúc với tập đoàn Đạt Tài đã là rất khó, lại còn muốn chạm đến nhân vật sau lưng tập đoàn Đạt Tài thì lại còn khó như lên trời. Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân không ở văn phòng, Hạ Tường bèn kêu Trung Nghĩa Bình lấy một chiếc xe, đi thẳng đến Lưu Gia Doanh. Tổ cải tạo chỉ có 3 chiếc xe, đều là loại xe con, thường xuyên không đủ dùng. Hạ Tường liền cân nhắc xem lấy đâu ra được một chiếc nữa. Tìm Cao Hải thì không phải là không được, có điều hắn là tới đây làm việc chứ không phải tới đây mang thêm phiền phức. Nếu có thể không gây phiền toái cho người ta thì nên cố gắng hạn chế bớt. Đúng rồi, tìm Kiều Bạch Điền mà đòi. Sau khi đã thay ông ta giải quyết một sự phiền phức rồi, nếu như ông ta không biết tỏ vẻ thì sẽ rất không biết cách làm người. Hạ Tường quyết định chủ ý rồi, cười cười nói với Trung Nghĩa Bình. Tiểu Trung, giao cho cậu một nhiệm vụ. Trung Nghĩa Bình vội vàng gật đầu. Em nghe đây, phó chủ nhiệm Hạ cứ nói. Lần sau mà Tổng Giám Đốc Kiều Bạch Điền đến văn phòng ấy, thì cậu thông minh ra một tí, xuất hiện đúng lúc nhắc nhở ông ta. Bảo là xe của chúng ta hỏng rồi, không có cách nào khởi hành được. Em nhớ rồi, phó chủ nhiệm Hạ, nhất định em làm được. Trung Nghĩa Bình cũng không hỏi vì sao phải thế, rất kiên định gật đầu đồng ý luôn. Hạ Tường thầm nghĩ thằng danh này thật đúng là không tồi. Về sau chỉ cần lập trường kiên định, thông minh linh hoạt hơn một ít là có thể bồi dưỡng được. Thôn Lưu Gia Doanh nằm ở phía nam thành phố Yến, cách ủy ban nhân dân thành phố không gần. Đi mất mấy tiếng đồng hồ mới đến. Vừa đến Lưu Gia Doanh, Hạ Tường liền đến ngay hiện trường công trình. Công trường ngăn nắp trật tự, không hề có rác rưởi. Máy ủi đất đã san bằng đại bộ phận nhà dân. Chỉ còn mấy nhà vẫn ngoan cường đứng trên đám đất hoang, hiển nhiên cũng là những hộ bị cưỡng chế vì chưa thỏa mãn với điều kiện. Tập đoàn Đạt Tài đã dựng xong tường vây, đặt xong phòng làm việc tạm thời. Hạ Tường đi vào trước cửa phòng làm việc, đứng bên dưới tấm bảng sơ đồ thi công, híp mắt nhìn lại. Tập đoàn Đạt Tài muốn xây dựng khu chung cư Bảo Hưng Hoa Viên cao cấp ở đây. Bởi vì vị trí địa lý ưu việt, khu chung cư này sẽ trở thành khu dân cư mới xa hoa nhất hiện nay ở thành phố Yến. Hạ Tường nhìn trong chốc lát, chậm rãi nở nụ cười, trong lòng đã có chủ ý. Hắn đập vào cánh cửa phòng làm việc, một cô nhân viên mặc đồ công sở đứng dậy nghênh đón. Xin chào, xin hỏi anh tìm ai? Tôi tìm quản lý Thẩm. Hạ Tường nhìn trên bảng sơ đồ thi công bên ngoài có ghi người phụ trách là Thẩm Lập Xuân, một trưởng phòng ở tập đoàn Đạt Tài. Sau khi đã hỏi rõ ràng thân phận của Hạ Tường, cô nhân viên không dám chậm trễ, vội vàng đi vào phòng trong tìm Thẩm Lập Xuân. Một lúc sau đã thấy một người đàn ông đi giày tây, tuổi trung niên đi nhanh ra, nhiệt tình bắt tay Hạ Tường. Đã sớm nghe nói văn phòng tổ cải tạo có một phó chủ nhiệm mới đến, vẫn còn chưa có thời gian đến chào hỏi, không ngờ phó chủ nhiệm Hạ lại tự mình đến tìm hiểu thế này. Thật sự là vinh hạnh quá, mau mời ngồi, Tiểu Lưu, mau mang trà lên. Cái vòng luẩn quẩn ở thành phố Yến nói lớn thì cũng lớn, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ. Hắn mới đến đây có vài ngày, có lẽ tất cả doanh nhân có chú ý tới thôn nội đô và những người có lợi ích liên quan các mặt đã nắm rõ ràng hết lý lịch của hắn rồi cũng nên. Hạ Tường cũng nhiệt tình mà khách khí nói khách sáo vài câu với Thẩm Lập Xuân. Sau đó, hắn liền đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến đây. Tập đoàn Đạt Tài là doanh nghiệp có thực lực nhất trong giới bất động sản ở thành phố Yến. Thôn Lưu Gia Doanh lại là mảnh đất ở trung tâm chợ, vì sao lại không xây chung cư cao cấp ở đây? Về sau này phương hướng phát triển của chung cư ở thành phố Yến sẽ là các tòa nhà cao cấp và đa cấp cùng tồn tại. Hơn nữa, cao cấp cũng có lợi trong việc đề cao hình tượng chỉnh thể của tập đoàn Đạt Tài, trở thành người tiên phong ở thành phố Yến. Tập đoàn Đạt Tài sẽ đạt được những ích lợi khác nữa lớn đến không tưởng được đâu. Thẩm Lập Xuân chết đứng ngay tại chỗ. Chương 176 Thủ đoạn thực hiện việc khó một cách đơn giản của Hạ Tường. Vốn dĩ trong ấn tượng của Thẩm Lập Xuân, quan viên nhà nước đều là cái loại chỉ biết bốc phét, thích ước đoán, nhưng nói đến nói đi cũng chả có nội dung thực tế gì.
đại bộ phận đều là rốt đặc cán mai về kinh tế, nhưng lại cứ hay chỉ trỏ. Gặp phải người như thế thì y tình nguyện mời bọn họ tọng đi để ngậm cái mồm vào chứ cũng chả hứng thú gì ngồi nghe hết bài này đến bài nọ vô nghĩa mà bọn họ vẫn tự cho là đúng. Nhưng phó chủ nhiệm Hạ mới tới này chẳng những tuổi trẻ mà lại còn ra ngoài cả dữ liệu của y, vừa mở miệng không ngờ lại nói ra kết luận không thua gì những người chuyên nghiệp đã trải qua nghiên cứu mới đúc kết ra được, lập tức khiến y chấn động. Bởi vì bản thân y cũng là người ủng hộ nhà ở cao cấp, nhưng phương án chung cư cao cấp không được thành đạt tài thông qua, lại còn đưa yêu cầu trở về là xây chung cư nhiều tầng thôi. Khiến cho y cảm thấy chán chường với ý tưởng của mình, cho là mình đã phỏng đoán tình thế sai lầm. Hạ Tưởng vừa nói, y giống như gặp được tri âm, kích động đến mức có hơi thất thố. Phó chủ nhiệm Hạ, cậu thật sự cho rằng mảnh đất Lưu Gia Doanh này nên xây chung cư cao cấp thì tốt hơn hả? Ở ngay địa điểm tốt là trung tâm chợ thế này mà không xây thành nhà cao cấp thì rất đáng tiếc. Nếu như ở phía Đông Nam, đến gần đất tiếp giáp huyện thuận tiện thì có thể xây các khu chung cư nhiều tầng hoặc là biệt thự liền kề loại thấp. Nếu như là Tây Bắc, có non có nước, nhất định phải xây thành biệt thự xa hoa, càng cao cấp càng tốt, thậm chí có thể dẫn nước chảy vào trong khu chung cư, di rời núi đá thật lớn đến, xây dựng thành cảnh tượng lầu các non nước hữu tình, làm thành khu chung cư cao cấp đầu tiên của thành phố Yến. Loảng xoảng một tiếng, Thẩm Lập Xuân vì quá kích động cho nên đứng phát dậy quá nhanh, làm đổ cả ghế ngồi ra phía sau cũng chẳng để ý liếc mắt nhìn. Trên mặt y là vẻ ngạc nhiên vui mừng và hưng phấn, tựa như một kỳ tích vĩ đại nhất trên thế giới vậy. Đưa tay nắm hai tay Hạ Tưởng. Phó chủ nhiệm Hạ, gặp cậu lại hận sao gặp nhau muộn thế. Tôi dám cam đoan là chắc chắn cậu có thể chơi thân được với Tổng Giám Đốc Thành. Ông ấy chắc chắn sẽ tán thưởng quan điểm vừa rồi của cậu. Tôi thường xuyên nghe quan điểm của Tổng Giám Đốc Thành đối với tình trạng hiện nay của bất động sản thành phố Yến. Mấy câu cậu vừa nói với ý tưởng của ông ấy không bàn mà hợp, quả thực là rất ngoài dự đoán của mọi người. Đối với biểu hiện khoa trương của Thẩm Lập Xuân, Hạ Tưởng cũng không có thể hiện ra sự kinh ngạc nhiều quá. Mấy lời hắn vừa nói ra cũng chính là những bước khuếch trương của tập đoàn Đạt Tài ở đời sau, không giống với ý tưởng của Thành Đạt Tài mới là lạ. Hạ Tưởng vẻ mặt cảm khái, nói. Tôi bất quá là nói tùy tiện vậy thôi, không thể so sánh được với Tổng Giám Đốc Thành hùng tài đại lược được. Tôi cũng luôn nghĩ là khi nào thì có cơ hội có thể gặp mặt một lần vị trưởng môn nhân sáng lập nên tập đoàn Đại Tài trong truyền thuyết thì thật là quá tốt. Sự trầm tĩnh tự nhiên của Hạ Tưởng đọng lại trong mắt Thẩm Lập Xuân. Y lại càng thêm nhận định Hạ Tưởng chẳng những kiến thức phi phàm mà còn là người làm việc ổn thỏa rất đúng mực. Hơn nữa, một phen cao kiến vừa rồi lại hoàn toàn ăn khớp với ý tưởng của Tổng Giám Đốc Thành. Nếu giới thiệu cậu ta cho Tổng Giám Đốc Thành, nói không chừng cậu ta có thể khuyên để Tổng Giám Đốc Thành thay đổi chủ ý, xây dựng Bảo Hưng Hoa Viên trở thành khu chung cư cao cấp đầu tiên ở thành phố Yến. Nếu thế thì tốt biết bao nhiêu chứ. Ai cũng muốn ý tưởng của mình trở thành sự thật trong bản đồ quy hoạch của thành phố. Thẩm Lập Xuân đúng là bởi vì có một ý nghĩ như thế cho nên mới liếc mắt một cái đã xem trọng Hạ Tưởng rồi. Trên thực tế, bằng vào thân phận trung tầng của y ở tập đoàn Đạt Tài, Hạ Tưởng chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo nho nhỏ thì quả thật khó lọt được vào mắt y. Tập đoàn Đạt Tài là tập đoàn lớn nhất ở thành phố Yến, thậm chí là cả tỉnh Yến. Trong tỉnh đã từng có công văn chính thức yêu cầu hỗ trợ trọng điểm đối với tập đoàn Đạt Tài. Lại nói tập đoàn Đạt Tài là một con cá kình, xoay người một cái cũng có thể tạo nên vô số sóng to gió cả. Bí thư thành ủy và thị trưởng thành phố Yến đều vô cùng tôn trọng Thành Đạt Tài. Nếu ai không có mắt lại động chạm đến người của tập đoàn Đạt Tài, ông ta có thể gọi một cú điện thoại nối thẳng đến văn phòng phó thị trưởng chủ quản. Nếu phó chủ nhiệm Hạ thật lòng muốn gặp mặt Tổng Giám Đốc Thành của chúng tôi có thể tìm một cơ hội sắp xếp. Không dám cam đoan nhất định chắc chắn được, nhưng có thể thử một lần. Có điều tôi cũng có một yêu cầu nho nhỏ, đó là nếu như phó chủ nhiệm Hạ với Tổng Giám Đốc Thành gặp mặt được và nói chuyện hợp nhau thì có thể nhân cơ hội đó nhắc với Tổng Giám Đốc Thành về ý tưởng có thể xây dựng Bảo Hưng Hoa Viên trở thành chung cư cao cấp được không? Hạ Tưởng hiểu ra ngay, Thẩm Lập Xuân cũng khá là coi trọng triển vọng về chung cư cao cấp. Mà Thành Đạt Tài trải qua tích lũy ở giai đoạn trước. Hiện giờ tuy rằng vẫn khuếch trương nhưng bước đi đã rõ ràng là mong muốn sự ổn định, không còn dám vì thiên hạ trước giống như trước đây nữa. Có điều hắn cũng hiểu rõ, nếu thật sự muốn xây dựng chung cư cao cấp, thì có thể sinh ra hiệu quả kinh tế và lợi ích tốt hơn rất nhiều chung cư nhiều tầng như hiện tại. Mà thành phố Yến cũng xuất hiện chung cư cao cấp thực sự đầu tiên sớm hơn được 2-3 năm.
Chuyện vẹn cả đôi đường như thế, vì cớ gì mà không làm chứ? Giữa trưa, không từ chối nổi lời mời nhiệt tình của Thẩm Lập Xuân, Hạ Tưởng và Trung Nghĩa Bình lưu lại ăn cơm. Hạ Tưởng cũng cảm thấy thái độ làm người của Thẩm Lập Xuân coi như không tồi, đáng để kết giao thì cố ý nhiều lời hơn về ý tưởng triển vọng của giới bất động sản thành phố Yến. Nói là ý tưởng, kỳ thật chẳng qua là Hạ Tưởng căn cứ vào tình huống ở đời sau, thêm chút cải biến nữa thì thành là ý tưởng sáng tạo của hắn. Thẩm Lập Xuân nghe xong rồi không kìm được vui mừng, ăn no thỏa mãn, cao hứng lên uống vào không ít bia, nói gần nói xa là phải kết giao với Hạ Tưởng. Nhiều bằng hữu vẫn tốt, Hạ Tưởng cũng theo lời y nói, sau một bữa cơm, hai người liền thành tri kỷ. Thời điểm chia tay, Thẩm Lập Xuân thấy Hạ Tưởng đang đi một cái xe tải nửa cũ nửa mới, thì quay đầu nói với cô nhân viên. Tiểu Lưu, cô xin với công ty xem kinh phí hoạt động quý này có thể duyệt thêm mấy chục nghìn nữa được không? Nếu không duyệt được tiền thì xin một chiếc ô tô cũ chừng chục nghìn có được không? Cái gọi là kinh phí hoạt động chính là chi phí chuẩn bị cho các phòng ban liên quan các cơ quan chức năng quan trọng. Làm lãnh đạo tầm trung, trong tay Thẩm Lập Xuân có quyền phê duyệt cả chục nghìn tệ. Hạ Tưởng mặc dù biết là y người rộng rãi hào phóng, nhưng cho ai cũng vẫn là cho. Nếu Thẩm Lập Xuân lại làm chuyện như thế, mở miệng là đưa được một chiếc xe thì hắn cũng sẽ có qua có lại mới toại lòng nhau, vươn tay phải ra. Lập Xuân, đưa phương án của anh cho em giúp anh cải tiến một chút, xem có thể tác động được Tổng Giám Đốc Thành không. Trên đường trở về, Trung Nghĩa Bình nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô hạn. Phó chủ nhiệm Hạ, lúc đầu em thấy anh có vẻ trẻ hơn em mà đã làm phó chủ nhiệm rồi thì trong lòng còn có chút không phục, cho rằng anh chắc chắn là có người thân quen làm quan lớn. Nhưng vừa rồi như thế, bây giờ em hiểu rõ rồi, anh đi lên đúng là bằng bản lĩnh thực sự. Không phục không được, nói ba xạo vài câu là đổi được một cái xe con. Tổ cải tạo bởi vì không có biên chế chính thức cho nên kinh phí không đủ, chi rất ít. Chính quyền thành phố cũng không phải chỉ có một mình Trần Phong. Ông ta cũng không có khả năng thiên vị mọi thứ cho tổ cải tạo được. Ông ta là thị trưởng của toàn bộ nhân dân thành phố, chứ không phải thị trưởng chuyên dụng của tổ cải tạo. Cho nên văn phòng tổ cải tạo có khi cũng chỉ có thể nghĩ ra những biện pháp xoay sở khác mà thôi. Hạ Tưởng cười cười không nói gì, Trung Nghĩa Bình còn thật thà hơn cả hắn tưởng tượng nữa. Bảo sao mà tốt nghiệp ở đại học danh tiếng mà cho đến bây giờ còn chưa lăn lên được vị trí cấp phòng. Nhưng mà thế cũng tốt, hắn cũng cần chậm rãi nuôi dưỡng lực lượng của mình. Trước khi đứng ở địa vị cao, cần nhất là những người thẳng tính lại dễ giác ngộ như Trung Nghĩa Bình vậy đi theo. Qua hai ngày, Thẩm Lập Xuân không có tin tức gì, Hạ Tưởng cũng biết là không gấp được, vẫn kiên nhẫn đợi. Ngô Cảng Đắc thì vẫn moi bất động sản Cát Thành, Kiều Bạch Điền vẫn còn có thể duy trì sự bình thản, vẫn chưa lộ diện. Hạ Tưởng liền mơ hồ đoán được một chút gì đó. Hắn đến tổ cải tạo không chỉ có vài ngày, đã có một số doanh nhân lớn nhỏ lấy đủ các loại danh nghĩa lộ mặt rồi, muốn mời hắn ăn cơm, và cũng là muốn tạo quan hệ tốt với phó chủ nhiệm. Kiều Bạch Điền chắc là đã hiểu được, từ sau khi hắn đến tổ cải tạo, thái độ của Ngô Cảng Đắc rõ ràng có sự thay đổi lớn, chắc chắn là có liên quan đến hắn. Thế mà Kiều Bạch Điền vẫn án binh bất động như cũ. Hiển nhiên phía hậu thuẫn của ông ta bất hòa với Trần Phong. Hạ Tưởng là người của Trần Phong, ở chính quyền thành phố là quan hệ quen biết nói chung. Mà mối quan hệ của hắn với Tào Vĩnh Quốc thì những người biết cũng không nhiều. Cho nên Kiều Bạch Điền trầm mặc hiển nhiên là vì quan hệ với Trần Phong. Nếu Kiều Bạch Điền đã tự cho thân phận mình cao, ngay cả mặt mũi cũng không chịu hạ xuống thì Hạ Tưởng liền giao cho Ngô Cảng Đắc. Về sau này cũng chả cần đến phố Nhị Thập Lý. Nếu đã muốn gạt ra thì hoàn toàn gạt luôn xem ai có kiên nhẫn hơn ai. Ngô Cảng Đắc bây giờ đúng là Hạ Tưởng nói gì nghe nấy, bảo sao làm vậy, thậm chí không cả hỏi lý do nữa. Ngô Cảng Đắc cũng muốn đi lên lắm chứ. Ông ta đã có tuổi rồi, khả năng có thể thăng tiến nữa là không lớn. Chẳng bằng theo sát Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, có chỗ dựa, hơn nữa cu cậu này cũng biết điều, thái độ làm người coi như không tồi. Nghe theo hắn vẫn còn tốt hơn là nghe theo một người đàn bà như Khúc Nhã Hân. Khúc Nhã Hân mặc dù không quá tán thành với những việc làm của Hạ Tưởng, nhưng cô ta biết khả năng của mình, cho dù phản đối cũng vô ích, đành phải cái gì cũng không nói, chỉ lo vùi đầu làm việc. Một khi bớt đi tâm tư đấu tranh cao thấp với Ngô Cảng Đắc, cô toàn tâm toàn ý vào công việc thì hiệu quả công việc lại được nâng cao lên không ít. Không đợi đến tin tức của Thẩm Lập Xuân. Cũng không nhìn thấy sự lộ diện của Kiều Bạch Điền thì Tôn Hiện Vĩ lại xuất hiện ngoài ý muốn.
Tôn Hiện Vĩ lấy danh nghĩa là đưa máy nước uống đến văn phòng tổ cải tạo, nói là trời nóng nực, ông ta cố ý mua một cái máy nước có thể làm lạnh được, có hai bên vòi nước nóng lạnh. Ba người Hạ Tưởng đương nhiên là muốn khách khí tỏ lòng biết ơn. Tôn Hiện Vĩ khách sáo vài câu rồi làm bộ như mới nhận ra Hạ Tưởng, nhiệt tình nói. Phó chủ nhiệm Hạ phải không? Tôi đã nghĩ đến thăm cậu là bạn của Tiểu Nhạc phải không nhỉ? Tôn Hiện Vĩ dáng người trung bình, nói chuyện to tiếng, khuôn mặt vuông vức, mày rậm mắt to, là hình ảnh đàn ông phương Bắc điển hình. Lúc nói chuyện trong vẻ thân thiện của ông ta lại mang theo cả sự thân thiết, làm cho người ta có cảm giác như mới gặp mà đã quen. Hạ Tưởng cũng biết thừa là Tôn Hiện Vĩ chẳng có chuyện gì để nói, cố ý muốn gây dựng quan hệ mà thôi chứ Tôn Cải Nhạc thì có ý nghĩa quái gì. Nhưng Tôn Hiện Vĩ vẫn cố ý nói như thế, một là cho ông ta cái bậc thang mà bước xuống, hai nữa là cũng có ý tìm cớ tiếp cận gần Hạ Tưởng hơn. Hạ Tưởng làm sao lại cự tuyệt được chứ? Hắn vội vàng mời Tôn Hiện Vĩ ngồi xuống, cũng nói. Hóa ra là chú của Cải Nhạc à? Vậy thì không phải người ngoài rồi. Nếu đã là người trong nhà rồi thì đừng nói lời khách sáo, nếu không lại là người ngoài rồi. Tôn Hiện Vĩ thấy Hạ Tưởng thuận thế nói ra tên Tôn Cải Nhạc, biết là hắn không cự tuyệt thì trong lòng kiên định rất nhiều, lại nói. Trưa nay cùng ăn bữa cơm nhạt đi, ba vị phó chủ nhiệm, rất hân hạnh được đón tiếp. Ngô Cảng Đắc thấy Hạ Tưởng cười không nói lời nào thì biết là hắn không phản đối, bèn gật đầu luôn. Khúc Nhã Hân không vui lắm, nhưng cũng không muốn mình lúc nào cũng bị gạt ra bên ngoài cho nên cũng gật đầu. Tôn Hiện Vĩ ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn ra trong ba người, Hạ Tưởng là trung tâm, cho nên trong lòng càng thêm kiên định với quyết tâm kết giao với Hạ Tưởng. Chính lúc đang nói chuyện, Trung Nghĩa Bình kích động gõ cửa tiến vào. Phó chủ nhiệm Hạ, quản lý Thẩm phái người đưa tới một chiếc xe, đang để ở bên ngoài, muốn anh đi ra ngoài tiếp quản đó. Xe gì thế? Khúc Nhã Hân ngây ngẩn cả người, xe của tổ cải tạo ít là rõ ràng rồi, thường xuyên gặp tình trạng là có việc mà không có xe để đi, cho nên cô rất kinh ngạc mới hỏi như vậy. Hạ Tưởng nói ra chuyện Thẩm Lập Xuân đưa xe, lại biết thời biết thế nói. Tôi với phó chủ nhiệm Ngô bình thường ngồi xe tải cũng quen rồi. Xe mới để bố trí riêng cho phó chủ nhiệm Khúc đi. Dù sao cũng là đồng chí nữ, ngồi xe tải không tiện đâu. Không tiện theo ý Hạ Tưởng nghĩa là xe tải giảm sóc cứng rắn, bịt kín kém, khởi động là sóc nảy lên, hơn nữa có khi phải kéo theo một người nữa đi cùng thì lại chen chúc chật chội. Mà Khúc Nhã Hân lại hiểu lầm ý của Hạ Tưởng, cho là hắn nói rất đúng vì cô mặc váy, xe tải cao nên không tiện lắm. Với cái bậc xe lên xe tải cao như thế, phải chân dài mới leo lên được. Còn chỗ ngồi phía sau thì phải xoay người, vểnh mông lên mới xuống được xe. Lúc ít người thì chướng tai gai mắt, lúc đông người thì rất dễ lộ hàng. Khúc Nhã Hân mới nghĩ đến đó thôi đã không tránh khỏi đỏ cả mặt. Nhưng mà khi Hạ Tưởng có ý tốt như thế thì trong lòng vẫn còn cảm kích. Như thế sao được, xe là do quản lý Thẩm nể mặt phó chủ nhiệm Hạ mà đưa tới, tôi dùng thì sao ổn. Ngoài miệng thì nói là không ổn, kỳ thật trong lòng thì vô cùng chờ mong. Hạ Tưởng sao lại có thể không rõ tâm tư của cô chứ, cũng không nhiều lời, trực tiếp phân phó Trung Nghĩa Bình. Tiểu Trung, cậu đưa phó chủ nhiệm Khúc cùng đi tiếp nhận xe đi. Khúc Nhã Hân thấy hắn khăng khăng, đã nói là tôi cảm ơn rồi nhưng vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không kìm nổi sự hấp dẫn của xe mới, kích động đi ra ngoài nhận xe. Ngô Cảng Đắc ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ mãi. Vội vàng nhìn qua cửa sổ vừa thấy đã la toáng lên. Santana à, xe tốt nha, cũng phải đến 170-180 ngàn ấy nhỉ. Hạ Tưởng lắp bắp kinh hãi trách cứ nói. Quản lý Thẩm cũng rõ thật là, rõ ràng là chỉ cần đưa một cái xe cũ chừng chục nghìn là được rồi. Thật không ngờ anh ấy đúng là khách sáo quá, để tôi phải nói anh ấy mới được. Tôn Hiện Vĩ hồi lâu vẫn chưa nói gì trong mắt chợt chớp lên thần sắc khác thường, đột nhiên hỏi. Thẩm Lập Xuân ư, quản lý bộ phận khai thác của tập đoàn Đạt Tài. Hạ Tưởng gật gật đầu. Tổng giám đốc Tôn cũng quen anh ta ư. Tôn Hiện Vĩ lắc đầu. Cũng không gọi là nhận thức được, mới chỉ gặp mặt một lần thôi. Bây giờ tập đoàn Đạt Tài là ông trùm trong ngành bất động sản, địa vị không thể dao động. Cho dù tôi có muốn làm quen cũng không trèo cao được. Ông ta tâm tư vừa động, do dự một lúc rồi lại nói. Nếu phó chủ nhiệm Hạ đưa xe cho phó chủ nhiệm Khúc đi, vậy thì tôi cũng đưa cho phó chủ nhiệm Hạ một chiếc xe đi, là Santana đời cũ. Phó chủ nhiệm Hạ đừng chê xe không tốt, cũng đừng bảo là không cần.
Không cần chính là khách sáo rồi, chính là cho rằng quan hệ của chúng ta khá xa. Chính là muốn đưa cho cậu xe Santana Ivy cơ, nhưng nói thật Santana Ivy hơi đắt, tặng không nổi. Sau khi Santana Ivy xuất hiện thì Santana liền bị gọi thành Santana đời cũ. Bấy giờ thì một chiếc Santana cũ cũng đã hơn 100 ngàn tệ rồi. Một chiếc Santana Ivy phải cao hơn đến mấy trăm ngàn, so sánh với đời sau thì đúng là giật tiền chứ không nghi ngờ gì nữa. Tôn Hiển Vĩ đã nói đến mức như thế rồi, hạ tưởng nếu không nhận thì chính là làm kiêu rồi. Hắn cũng biết tâm tư của Tôn Hiển Vĩ, ngoại trừ là muốn kết bạn với hắn, chắc chắn là còn có toan tính khác. Dù sao ngẫm lại về sau còn muốn kết giao với ông ta nữa, không lấy xe của ông ta thì ngược lại lại làm hắn cảm thấy trong lòng không nỡ. Mà nói lại, doanh nghiệp đưa xe cũng chỉ lấy danh nghĩa là đơn vị mượn đưa cho văn phòng tổ cải tạo chứ không phải đưa cho cá nhân hắn, cho nên hắn thuận thế đáp ứng. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc Tôn. Tôn Hiển Vĩ cũng là một người sảng khoái, lúc này lấy điện thoại gọi ra ngoài. Tiểu Quách, cậu đi đến cửa hàng độc quyền Santana Thượng Hải, lấy một chiếc Santana, dùng danh nghĩa công ty đi. Sau đó lái xe đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, giao cho. Hạ Tưởng chỉ vào Ngô Cảng Đắc. Trước hết cứ để phó chủ nhiệm Ngô tiếp nhận đi, tôi có lẽ không rút ra thời gian được. Hắn không phải không rút được thời gian ra mà là cố ý cân bằng một chút quan hệ không hài hòa giữa Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân. Ngô Cảng Đắc vừa nghe thấy thế thì lập tức mặt mày hớn hở, lúc này ngứa ngáy không chịu được. Phó chủ nhiệm Hạ, cậu xem nếu không hay là để tôi trực tiếp đến cửa hàng độc quyền đi. Đỡ phải để cho người của Tổng Giám Đốc Tôn phải đi, phiền quá nữa. Tôn Hiển Vĩ cười không nói gì, nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nghĩ cũng đúng lúc động viên Ngô Cảng Đắc cho nên nói. Vậy vất vả phó chủ nhiệm Ngô tự đi một chuyến vậy. Không vất vả, không vất vả đâu. Ngô Cảng Đắc hưng phấn đến nỗi liên tục xoa tay vào nhau. Phó chủ nhiệm Hạ vừa đến tiếp nhiệm thì thật đúng là chuyện tốt liên tục đến. Được rồi, tôi đi trước nhé. Ngô Cảng Đắc vừa đi, chốc lát sau Khúc Nhã Hân cũng trở về, cao hứng phấn chấn muốn đi thử xe mới. Khúc Nhã Hân cầm ba lô lên, vẫn không quên vui vẻ cười với Hạ Tưởng. Cảm ơn cậu, phó chủ nhiệm Hạ, cậu đúng là một người tốt. Hạ Tưởng sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười với Tôn Hiển Vĩ. Tôn Hiển Vĩ cười ha hả. Phó chủ nhiệm Hạ thật lợi hại, đừng nhìn tuổi trẻ nhưng trình độ không kém đâu. Hạ Tưởng vội vàng khiêm tốn khoát tay. Quá khen, quá khen, tôi chẳng qua là nhờ bóng Tổng Giám Đốc Tôn thôi. Đến trưa, Hạ Tưởng và Tôn Hiển Vĩ cùng đi ăn cơm. Trong khi ăn cơm, Tôn Hiển Vĩ còn cố ý dẫn dắt đến đề tài công tác trọng điểm của tổ cải tạo thôn nội đô. Hạ Tưởng thì nói theo lời của ông ta, nói xong lại nhắc đến việc khai thác kinh doanh ở phố Nhị Thập Lý. Chương 177, trưởng phòng kiêm chủ trì công tác hàng ngày. Để giành được phố Nhị Thập Lý, giai đoạn trước tôi đã làm rất nhiều động tác, trên cơ bản là đã thông rất nhiều người rồi. Không ngờ kết quả vừa ra lại là cho bất động sản Cát Thành. Nói thật, tôi đổ vào đó một lượng lớn nhân tài vật lực, cuối cùng lại bị người khác nẫng mất thành quả thắng lợi, tôi nuốt không trôi cục tức này. Cho nên mới, Tôn Hiển Vĩ ha hả cười lạnh vài tiếng, há to mồm uống cạn rượu trong chén. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người sáng mắt không nói chuyện mờ ám. Chú em Hạ, tôi không phải tiếc khoản đầu tư ở giai đoạn trước, mà là hận nhất bọn bất động sản Cát Thành làm ăn không theo quy củ. Cho nên tôi tìm người quấy rối bọn hắn, chỉ cần dây dưa ỉ ra đó thôi, kéo thêm một ngày là bọn họ mất thêm ít máu, cũng là làm để cho trưởng ban Phương xem. Nếu Tôn Hiển Vĩ đã chủ động nói ra nội tình chuyện phố Nhị Thập Lý và hậu trường của ông ta là Phương Thiến Giang thì chính là một phép thử. Nếu như lúc trước đưa xe là tìm tòi trước khi hành động thì hiện giờ chính là nói rõ ngọn ngành. Hạ Tưởng kẹp một miếng thịt lên. Nhìn rồi hỏi. Tổng Giám Đốc Tôn, ông nói thịt này hấp thì ăn ngon hay là rán lên thì ăn ngon? Tôn Hiển Vĩ sửng sốt, không rõ ý ra sao nữa. Đều có hương vị riêng, thịt hấp thái lát thì dễ nát, hấp cả miếng lớn thì ngon. Thịt rán cắt thành miếng nhỏ, không như thịt hấp nhưng hương vị vừa phải, tôi thích ăn hơn. Mà chú em Hạ, thôi được rồi, làm sao cậu lại nghiên cứu đến cả phương pháp ăn thịt nữa hả? Tất cả mọi người là một miếng thịt, để xem là người khác sẽ hấp hay rán lên. Hạ Tưởng đút miếng thịt vào mồm, nhai vài miếng. Không tồi, hương vị coi như thuần khiết,
chính là lửa hơi lớn một chút. Tổng giám đốc Tôn nói xem, ông lúc ấy muốn giành lấy phố Nhị Thập Lý là muốn hấp hay là muốn dán? Tôn Hiện Vĩ hiểu được, cười cười hiểu ý. Chỉ cần là làm bất động sản là ai cũng biết, mảnh đất ở phố Nhị Thập Lý kia thích hợp nhất là để xây chung cư để ở. Bất động sản Cát Thành sau khi giành được cũng là muốn xây lên một khu chung cư, tên gọi khá tục, kêu là khu đô thị kiến quốc, không hề có chút ý tưởng sáng tạo nào. Có điều là đoạn đường tốt thì chỉ cần đất tới tay, xây phòng ở nhất định là sẽ kiếm bội tiền. Dù sao thì thịt béo đã chạy mất, người khác có hấp hay rán cũng là thịt trong nồi người ta rồi. Hạ Tưởng cũng biết mọi chuyện đã thành kết cục đã định, còn muốn đoạt lại từ trong tay bất động sản Cát Thành, lấy cứng đối cứng là việc làm thiếu đầu óc, cũng không thể thực hiện biện pháp hòa khí sinh tài được, liền nói. Có điều là vị trí phố Thập Lý cũng không tồi, nếu như Tổng Giám Đốc Tôn có ý thì có thể suy xét việc lấy phố Thập Lý, chính sách tốt một chút thì cũng là một miếng ngon đấy. Tôn Hiện Vĩ mở to hai mắt ra nhìn. Ông em hạ, không nói đùa đấy chứ. Phố Thập Lý và phố Nhị Thập Lý cách một cái cầu sắt. Mặc dù là cách không xa, nhưng phố Thập Lý là ở bên tây cầu đấy. Cách một cây cầu đã khác nhau một trời một vực, đúng là bức tranh chân thực của thành phố Yến. Tuyến đường sắt chính kéo dài từ Bắc Kinh đến phía Nam đi vào trung tâm thành phố Yến, vừa lúc phân đôi thành phố Yến ra, tạo thành hai khu cân bằng là phía Đông Cầu và phía Tây Cầu. Bởi vì lý do lịch sử mà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cũng như là đa phần chợ búa và hai doanh nghiệp lớn sớm nhất ở thành phố Yến đều ở phía Đông Cầu. Người dân thành phố Yến cũng biết, phía Đông Cầu là khu của người giàu có, phía Tây Cầu là chỗ ở của người nghèo. Trên thực tế thì quả thực là như thế sao? Kỳ thật cũng không hẳn là như thế. Phía Tây Cầu chẳng những có trụ sở của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh mà còn xây mấy siêu thị lớn, cùng với mấy khu chung cư mà về sau sẽ là hưng thịnh nhất ở thành phố Yến. Đương nhiên, khiến cho phía Tây Cầu và phía Đông Cầu song hành với nhau mà rốt cuộc không bị người ta khinh thị chính là việc tập đoàn Đạt Tài tiến công quy mô vào bất động sản ở khu vực phía Tây Cầu, xây nên ở đó khu biệt thự xa hoa nhất của thành phố Yến, ở phía Tây Nam lại xây trường Đại học Tây Nam, song song với trường Cao đẳng Đông Nam, trở thành hai trường đại học cao đẳng lớn của thành phố Yến, lại còn có xây nên các chung cư nữa, vân vân. Nói tóm lại, trong vòng 1-2 năm đã làm kéo dài khoảng cách, đưa khu vực phía Tây Cầu tiến vào giai đoạn phồn vinh thứ nhất. Nếu thực sự làm một cuộc điều tra thực tế, trình độ văn hóa của dân cư khu phía Tây Cầu tuyệt không kém hơn tí ti nào so với phía Đông Cầu. Đường sắt ngăn cách không những không nối được khoảng cách cự ly mà vô hình chung lại tạo thành tâm lý ganh đua, so sánh. Một thành phố không có nội hàm văn hóa, rất lâu bị nhiều lời đồn đãi nói ngoa chôn vùi, dần ra, tam nhân thành hổ một đã thật sự tạo ra ảnh hưởng thực tế. So sánh với phố Nhị Thập Lý, khuyết điểm duy nhất của phố Thập Lý chính là ở bên phía Tây Cầu. Nhưng ưu thế của phố Thập Lý so với phố Nhị Thập Lý là ở chỗ thuận tiện giao thông. Bốn quốc lộ vừa lúc xuyên qua. Hơn nữa, đất đai ở phố Thập Lý dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ còn chưa có ai khai thác, nếu hiện giờ anh đề xuất ý kiến thì có thể đảm bảo được duyệt ngay. Giá cả cũng sẽ không quá cao. Hạ Tưởng nói một cách chậm rãi, vẻ mặt tươi tỉnh, vô hình chung lộ ra sự tự tin làm cho hắn có một phong thái không tương xứng với tuổi thật. Tôn Hiện Vĩ hơi trầm tư. Chú em Hạ biết hậu trường của Cát Thành là ai không? Hạ Tưởng cười lắc đầu, không nói lời nào. Hắn biết Tôn Hiện Vĩ là tự hỏi tự đáp, quả nhiên ông ta thần bí cười hạ giọng nói nhỏ. Là Đàm Long, phó thị trưởng ủy ban nhân dân thành phố. Hạ Tưởng đoán đến đoán đi cũng đoán không ra được đó lại là Đàm Long. Đàm Long bất quá chỉ là một trong một số phó thị trưởng của ủy ban nhân dân thành phố. Về cấp bậc trong chính quyền thì ngang hàng với bác Tào, nhưng dù sao y cũng không phải là thường ủy, làm sao có thể đè đầu được Phương Tiến Giang. Một trưởng ban tổ chức, thường ủy thành ủy được chứ? Đương nhiên là đấu tranh trong tình hình chính trị hiện giờ, không thể lấy chức vụ mà quyết định được thực lực hay thắng bại. Có điều, việc Đàm Long ủng hộ bất động sản Cát Thành để có thể thắng được cuối cùng nhất định là có dính dáng đến Trần Phong. Thị trưởng Trần có tiếng nói quan trọng trong việc cải tạo và khai thác kinh doanh các thôn nội đô. Nghe nói bí thư Thôi luôn luôn không thể nào hỏi đến được. Trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, chỉ cần bí thư Thôi không tạo áp lực, những vị thường ủy khác đều không thể so sánh được tác phong cường thế của Trần Phong. Hơn nữa, cấp bậc tính ra cũng kém một bậc, thành phố Yến là thành phố cấp tỉnh, chỉ có bí thư và thị trưởng mới là cấp phó tỉnh, còn các thường ủy khác đều là cấp sở,
quyền uy của Trần Phong không ai có thể khiêu khích được. Cho dù Đàm Long có Tiền Cẩm Tùng làm chỗ dựa thì cũng to tát lắm sao. Xem ra tin tức cụ thể vẫn cần phải nhờ Cao Hải hoặc Bác Tào cố vấn cho mới được. Nếu đã ra tay thì phải có điều tra trước. Hạ Tưởng còn chưa hỏi lại, Tôn Hiện Vĩ đã dốc tuột hết ra những tin tức mà ông ta biết rõ. Đàm Long này còn chưa có mặt mũi lớn như thế đâu. Ai mà biết lúc quan trọng bí thư thôi nói một câu thôi, nghe nói là làm cho thị trưởng Trần cũng do dự mãi nửa ngày rồi cuối cùng vẫn là quyết định giao cho Cát Thành. Bí thư thôi lúc mới đầu đã biểu lộ lập trường là không nhúng tay vào việc cải tạo thôn nội đô, nhưng đột nhiên lại ra mặt thay Cát Thành nói chuyện trong chuyện ở phố Nhị Thập Lý sẽ không tránh khỏi làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Hậu trường của Cát Thành là Đàm Long. Cả một đám người ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có ai là không biết chứ. Cho nên trưởng ban Phương mới buồn bực, lúc nào thì phó thị trưởng Đàm lại có chỗ dựa là bí thư thôi chứ. Không phải là y là người của Tiền Cẩm Tùng sao? Một câu cuối cùng, Tôn Hiện Vĩ có vẻ cảm khái cho trưởng ban Phương, kỳ thực cũng là có ý đặt ra vấn đề với Hạ Tưởng. Ý của ông ta là ông ta đã lôi hết cả ruột gan ra rồi, đã đủ là bạn chí cốt được chưa? Nếu cậu cũng biết những tin tức có liên quan ở phía sau thì không ngại nói ra cho tôi nghe mà biết với. Mọi người mới thật sự là thân thiết, có qua có lại với nhau. Hạ Tưởng khoát tay. Tôi mới đến vài ngày, còn chưa kịp xâm nhập tìm hiểu hết quanh co lắt léo trong đó. Hơn nữa, tôi mới vừa tiếp nhận công tác, cũng không tiện có chuyện gì cũng làm phiền đến trưởng ban thư ký Cao, lại càng không dám chủ động mang thêm phiền phức đến cho thị trưởng Trần. Y hắn ám chỉ chính là hắn cũng không biết chuyện của Đàm Long và bí thư thôi cho dù thị trưởng Trần trong lòng đã rõ ràng. Mà hắn cũng chẳng ngây thơ đến mức mở miệng đến hỏi thị trưởng Trần là ai với ai có quan hệ thế nào. Hạ Tưởng nếu làm như thế thì chính là năng lực kém, chính là một chuyện cười trên quan trường. Tôn Hiện Vĩ nghe xong gật gật đầu, Hạ Tưởng nói rất đúng, nói rất thật, ông ta đành phải thở dài. Nếu thế thì chỉ có thể quấy rối bọn họ. Đổ thêm tí dầu vào lửa thôi. Hạ Tưởng dùng chiếc đũa chọc chọc vào mâm thịt. Có đôi khi thịt bị lấp ở trong thức ăn. Nếu muốn ăn thịt thì phải tìm trong món ăn mà ra. Phố Thập Lý ở phía Tây Cầu là không sai rồi. Giai đoạn này cũng không thích hợp để xây nhà bán. Tôi có một đề nghị, Tổng Giám Đốc Tôn nghe xong mà có hứng thú phải đi làm ngay. Nếu không có hứng thú thì tôi lại đi tìm quản lý Thẩm. Chú thích một nếu lời nói dối hoặc tin đồn bị người ta truyền bá nhiều lần. Thì nhân dân bình thường rất có thể coi những sự việc vốn không tồn tại hoặc không chân thật đó là tồn tại và có thật. Trong văn hóa Trung Quốc có một câu chuyện, Tam Nhân Thành Hổ, chính là nói về việc như thế. Thời chiến quốc Trung Quốc thế kỷ 5 trước công nguyên, cùng lúc tồn tại nhiều nước nhỏ. Giữa các nước này thường xảy ra chiến tranh bởi tranh chấp lãnh thổ, nên xã hội bấp bênh. Cũng chính vì vậy, nhà sử học đời sau mới gọi thời kỳ lịch sử này là thời đại chiến quốc. Lúc đó, nước Ngụy và nước Triệu lân cận ký hiệp ước hữu nghị. Để khiến hiệp ước có hiệu quả hơn, hai nước quyết định đổi con tin với nhau để bảo đảm. Cho nên, nhà vua nước Ngụy đưa con trai của mình đến thủ đô Hàn Đan nước Triệu làm con tin. Nhằm bảo đảm an toàn của con trai, nhà vua nước Ngụy quyết định cử đại thần Bàng Thông tiễn con trai mình đến nước Triệu. Bàng Thông là một đại thần rất có tài năng của nước Ngụy, trong triều đình có một số quan chức chống ông. Cho nên ông lo có người sẽ thừa cơ hãm hại mình sau khi mình rời khỏi nhà vua nước Ngụy. Cho nên, trước khi khởi hành, ông nói với nhà vua nước Ngụy rằng, thưa bệ hạ, nếu một người nói trên phố có một con hổ, bệ hạ có tin không? Nhà vua nước Ngụy trả lời, ta không tin, con hổ đâu có thể chạy đến phố. Bàng Thông tiếp tục hỏi, thưa bệ hạ, nếu có hai người đều nói với bệ hạ rằng, trên phố có một con hổ, thì bệ hạ có tin không? Nhà vua nước Ngụy trả lời, nếu có hai người đều nói như vậy, thì ta nửa tin nửa ngờ. Bàng Thông lại hỏi, thưa bệ hạ, nếu có ba người đều bảo bệ hạ, trên phố có một con hổ, thì bệ hạ có tin không? Nhà vua nước Ngụy trả lời một cách do dự rằng, nếu mọi người đều nói như vậy, thì ta đành phải tin. Nghe nhà vua nước Ngụy trả lời như trên, Bàng Thông ngày càng lo lắng. Bàng Thông thở dài một cái và nói, thưa bệ hạ nghĩ, con hổ đâu có thể chạy đến phố. Đây là sự việc ai ai cũng biết. Nhưng vì có ba người nói như thế, thì tin đồn trên phố có con hổ trở thành việc thật. Khoảng cách giữa Hàn Đan và kinh đô Đại Lương nước Ngụy chúng ta xa hơn nhiều so với khoảng cách giữa vương cung và phố xá, hơn nữa rất có thể không chỉ có ba người nói xấu thần sau lưng thần. Nhà vua nước Ngụy nghe hiểu ý của Bàng Thông, gật đầu nói,
ý của nhà ngươi ta đã biết, nhà ngươi cứ yên tâm mà đi. Bàng Thông đi cùng con trai của nhà vua nước Ngụy đến Hàn Đan. Bàng Thông rời khỏi chưa lâu, quả thật có nhiều người nói xấu Bàng Thông với nhà vua nước Ngụy. Ban đầu, nhà vua nước Ngụy luôn biện bạch cho Bàng Thông, nêu rõ ông là một đại thần có tài năng và trung thực. Điều không may là, khi đối thủ của Bàng Thông 3 lần 7 lượt nói xấu Bàng Thông với nhà vua nước Ngụy đã tin lời nói của họ. Từ đó, sau khi Bàng Thông từ nước Triệu trở về nước Ngụy, nhà vua nước Ngụy luôn không cho phép Bàng Thông đến gặp mình. Còn có một câu chuyện tương đồng với câu chuyện này. Tăng Sâm, học giả nổi tiếng thời chiến quốc, không có chút khuyết điểm nhỏ về mặt đạo đức. Một lần, Tăng Sâm có việc ra ngoài chưa về, vừa vặn có một người cùng tên Tăng Sâm bị bắt bởi tội giết người. Láng giềng của Tăng Sâm bèn báo tin cho mẹ của Tăng Sâm rằng, Tăng Sâm bị bắt bởi giết người. Mẹ của Tăng Sâm rất hiểu biết con mình, tin chắc rằng Tăng Sâm không thể là kẻ giết người, cho nên tiếp tục dệt vải. Một lát sau, một người khác nói với mẹ của Tăng Sâm rằng, Tăng Sâm giết người. Mẹ của Tăng Sâm bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn không tin con mình giết người. Lát nữa, người thứ ba nói với mẹ của Tăng Sâm rằng, Tăng Sâm giết người. Mẹ của Tăng Sâm bị lung lay triệt để, bỏ công việc mình đang làm và chạy trốn. Hiện nay, thành ngữ tam nhân thành hổ, hoặc Tăng Sâm giết người, chỉ lưỡi mềm độc quá đuôi ong hoặc sức mạnh của dư luận. Danh tiếng của Thẩm Lập Xuân rất vang, Tôn Hiện Vĩ thấy Hạ Tưởng nói trịnh trọng khác thường thì cũng để tâm. Phó chủ nhiệm Hạ nói nghe một chút, tôi sẽ nghiên cứu cẩn thận. Hiện giờ thành phố Yến phát triển rất nhanh, khu chung cư mới xây ầm ầm, dân cư tăng lên giống như ăn cơm có thịt, nếu đồ ăn với thịt mà không được cung cấp đầy đủ thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ở phía tây bắc của thành phố Yến chỉ có một chợ bán sỉ rau quả. Trong khoảng thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng đáp ứng được nhu cầu ăn uống của dân cư thành phố. Nhưng sau khi cải tạo thôn nội đô sẽ không dùng được bao lâu nữa. Trong vòng nửa năm một năm, lại còn có mười mấy khu chung cư mới xây sẽ khánh thành, dân cư càng đông, lượng đồ ăn sử dụng sẽ càng lớn, chuyện buôn bán rau quả cũng sẽ rất có tương lai. Tôn Hiện Vĩ nghe mà không hiểu ra sao cả. Ông em Hạ à, tôi kinh doanh bất động sản, không có hứng thú với chuyện bán buôn rau quả. Đừng nhìn Tôn Hiện Vĩ lúc thì gọi là phó chủ nhiệm Hạ, lúc lại gọi là ông em Hạ. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng nghe được hiểu được, ông ta phân biệt rất rõ ràng. Lúc cần tỏ vẻ trịnh trọng, ông ta sẽ gọi là phó chủ nhiệm Hạ. Lúc muốn tỏ vẻ quan hệ chặt chẽ thân mật sẽ gọi hắn là ông em Hạ. Hạ Tưởng cười ha hả. Tôi không để anh kinh doanh buôn bán rau quả. Ý tôi là đề nghị anh xây dựng phố Thập Lý trở thành siêu thị bán sỉ rau quả lớn nhất ở thành phố Yến. Phố Thập Lý vừa lúc nằm ở giáp danh giữa khu Đông Cầu và khu Tây Cầu, vị trí quan trọng, giao thông thuận tiện. Một khi xây xong, chỉ sợ chẳng mất bao lâu, đừng nói là đứng đầu thành phố Yến, kể cả là đứng đầu cả tỉnh Yến cũng không nói ngoa. Về phần sau khi anh xây xong thành các gian hàng thì cho thuê hay là bán, hay là một phương thức nào đó để kiếm tiền sinh lời thì anh đã là chuyên gia trong ngành, cũng không cần tôi ở bên ngoài ý kiến này nọ lung tung. Tôn Hiện Vĩ đang đưa đồ ăn lên miệng. Tay đột nhiên dừng lại giữa chừng, hồi lâu vẫn không nhúc nhích được. Bỗng nhiên lạch cạch một tiếng, đồ ăn bị rơi lại trên mâm. Trên mặt anh ta dần dần hiện ra vẻ vui mừng kinh ngạc. Phó chủ nhiệm Hạ, ông em Hạ, tôi mới đưa chú một chiếc Santana, chú lập tức đã đưa cho tôi cả một quả Mercedes-Benz, biện pháp này phải nói là điểm đá thành vàng. Anh ta kích động đến mức nắm chặt tay Hạ Tưởng, mặt đỏ hết cả lên, cũng không biết là do hưng phấn quá độ hay là vì hơi men mà thế. Phố Thập Lý, tôi muốn. Chú đúng là quan chức mà anh thấy là thông minh nhất, cực kỳ có đầu óc nhất. Không phải anh khen chú đâu, ông em Hạ ạ, chú quả thật là một thiên tài kinh doanh. Tôi làm bất động sản bao nhiêu năm như thế mà cuối cùng cũng chỉ có định hướng xây nhà ở loanh quanh, chưa từng nghĩ đến là xây gian hàng. Chú thật sự là một câu đánh thức người trong mộng, lão ca quá là phục chú rồi. Anh ta nâng chén rượu lên, một ngụm uống cạn. Tôi mời chú một ly, tự kính trước. Hạ Tưởng cũng trả một ly, tự giễu cười cười. Chính là tôi hay thích nghĩ những chuyện kỳ quặc thôi. Đúng là bởi vì không ở trong ngành cho nên mới dám nghĩ dám nói. Nếu thật sự là hợp ý của Tổng Giám Đốc Tôn thì biện pháp này sẽ để cho anh. Tôn Hiện Vĩ xem như hiểu ra. Đừng, anh em mình với nhau còn tính toán rành mạch làm cái gì. Cụ thể chuyện lấy đất thế nào, anh tác động là được rồi. Nhưng ông em đưa ra biện pháp điểm đá thành vàng. Lão ca này không thể cứ thế mà dùng được.
thế chẳng phải là chê cười anh không biết cách làm người rồi sao? Có yêu cầu, cứ việc nói. Vậy em không khách khí nữa. Hạ Tưởng cười tủm tỉm, giả bộ như chuẩn bị công phu sư tử ngoạm. Không sợ tay em duỗi quá dài, mồm há quá to đấy chứ. Tôn Hiển Vĩ cũng thể hiện vẻ mặt dễ dãi. Anh nhận, ít là chú khách khí, nhiều là chú không coi anh là người ngoài. Cứ việc nói, anh chờ đây. Hạ Tưởng vỗ vỗ tay, cười to. Có khí phách, Tôn lão ca, người thành đại sự luôn quyết đoán như thế. Người bạn như anh, em nhận. Điều kiện của em là, em muốn chỉ định một doanh nghiệp bán sỉ rau quả được vào trong chợ bán sỉ của anh. Cô ấy sẽ có quyền ưu tiên trong chợ. Chỉ có thế thôi á. Tôn Hiển Vĩ không tin xoa xoa tay vào nhau. Ông em Hạ, chú đây là khách khí với anh hay là còn giấu giếm cái gì nữa? Nói thật với lão ca mau, chơi với chú anh không hề có chút đề phòng nào đâu. Thương nhân đối diện với quan chức, nếu đối phương không tham không tạp không cần thì có vẻ như không bình thường vậy. Hạ Tưởng cười ha hả không ngừng, cười đến nỗi Tôn Hiển Vĩ trong lòng run rẩy. Cũng may là Hạ Tưởng cũng chỉ cười một lúc thôi rồi nói. Được rồi, nếu anh thật sự thấy băn khoăn thì cho em một cái văn phòng. Em cũng chẳng cần quyền sở hữu tài sản gì cả, chỉ cần không mất tiền thuê là được rồi. Thế có được không? Tiền thuê văn phòng một năm cũng chết đến cả mấy chục ngàn tệ. Tôn Hiển Vĩ tuy rằng cảm thấy vẫn là quá ít, nhưng thấy Hạ Tưởng cười với vẻ chân thành đến thế thì chỉ đoán có khi là hắn tính đến lợi ích lâu dài, cho nên tạm thời thả lỏng tâm tình. Được rồi, cứ quyết định như thế đi. Đến lúc đó, anh chọn một loạt rồi đưa gian tốt nhất cho chú. Hoặc là chú tự đến chọn cũng được. Dù sao chú thích khách sáo với anh thì tùy chú. Còn lúc anh có việc thì nhất định sẽ tìm chú, tuyệt đối không khách sáo với chú đâu, chú đừng ngại phiền nhé. Buổi chiều trở về văn phòng, Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc đều ra tận cửa đón. Hai người đều cung kính khác thường, nói. Phó chủ nhiệm Hạ đã về rồi à, có nóng không? Khúc Nhã Hân thì còn được, phụ nữ quen quan tâm đến người khác rồi, biểu tình trên mặt khá là tự nhiên. Còn Ngô Cảng Đắc thì vẻ mặt cười nịnh, nụ cười trên mặt gần như dài đến tận đất, thiếu chút nữa làm Hạ Tưởng sợ hết hồn. Ngô Cảng Đắc làm bộ nhiệt tình lấy chìa khóa xe đưa cho Hạ Tưởng, có điều sắc mặt biểu hiện đau khổ như giết y đi còn hơn. Hạ Tưởng không muốn nhìn bộ dạng cùng khổ của y, rộng lượng vung tay lên. Trời nóng nực, xe Santana còn có điều hòa, phó chủ nhiệm Ngô lớn tuổi rồi, cứ dùng trước đi. Như vậy sao được, phó chủ nhiệm Hạ. Xe này là nhờ nể mặt cậu mới được cho. Nếu tôi mà dùng thì quá vô ý rồi. Ngô Cảng Đắc lời nói thì hay ho nhưng cái chìa khóa thì lại cầm chặt ở trong lòng bàn tay, không chịu đưa lên về phía trước nửa bước. Hạ Tưởng khoát tay, tỏ vẻ cực kỳ rộng lượng. Phó chủ nhiệm Ngô và phó chủ nhiệm Khúc là lão thành ở văn phòng tổ cải tạo rồi. Về mặt đãi ngộ nên cao hơn tôi, không cần phải thương lượng nữa. Có điều khi nói đến công tác, tôi tranh tiên tiến nên sẽ không nhượng bộ đâu. Nói gần nói xa ý tứ chẳng qua là có chuyện tốt trước tiên có thể nhường cho các người, nhưng ai chủ trì những vấn đề lớn ở văn phòng tổ cải tạo thì hắn sẽ không lùi bước. Khúc Nhã Hân hiện giờ xem như đã hoàn toàn quán triệt. Hạ Tưởng tranh quyền thì không sai rồi, nhưng ai bảo người ta vừa có năng lực lại vừa có phong cách. Ai có thể so sánh được đây? Cô dành nói trước. Tôi đã báo cáo với trưởng ban thư ký Cao rồi. Văn phòng tổ cải tạo có 3 phó chủ nhiệm, vẫn chưa có chủ nhiệm văn phòng. Phó chủ nhiệm Hạ mới đến trẻ trung năng động, tôi đề cử cậu làm chủ nhiệm. Tôi cũng tán thành. Ngô Cảng Đắc cũng khẩn cấp bày tỏ thái độ, trong tay cầm chìa khóa xe, trong lòng mừng rỡ chợt cao chợt thấp. Hạ Tưởng ngẫm lại cũng nên báo cáo công tác với Cao Hải một chút, cho nên đi lên văn phòng của Cao Hải. Đang định gõ cửa thì Cao Hải từ bên trong mở cửa ra, vừa nhìn thấy hắn đứng trước cửa liền vui vẻ bảo. Đang muốn tìm cậu thì vừa khéo cậu đã tới rồi. Trần Phong muốn gặp hắn. Cùng Cao Hải đi lên lầu đến văn phòng của Trần Phong, Trần Phong cũng không đứng dậy, cũng không để Hạ Tưởng và Cao Hải nói gì mà cúi đầu bận rộn xem mấy tờ tài liệu, rồi lại ngẩng đầu nói. Nghe nói Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân nhất trí đề cử cậu chủ trì công tác hàng ngày của văn phòng tổ cải tạo. Cậu có ý kiến gì không? Hạ Tưởng liền cười khiêm tốn. Hai vị phó chủ nhiệm tác phong rất tốt. Tôi cần phải học tập nhiều hơn. Được rồi, đừng có hót như khiếu với tôi. Cậu đã đứng vững chân rồi, tôi để Cao Hải công bố ra. Mặt khác, đối với văn phòng tổ cải tạo, tôi có một ý tưởng, chính là chuẩn bị chính thức nhập vào cơ cấu chính quyền,
để ban tổ chức đưa vào biên chế, là phòng ban cấp phó cục nằm dưới văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Cậu mới là cấp phó phòng, đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm đã là miễn cưỡng rồi. Lại lên chức chủ nhiệm nữa thì càng không thể nào nói nổi. Cao Hải ở bên cạnh nói xen vào. Hạ Tường tuy rằng mới lên cấp phó phòng không lâu nhưng cậu ta đã từng có một thời gian ngắn đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy xã kiêm phó chủ tịch xã rồi. Lý lịch thế là được rồi, cũng có thành tích nữa, phù hợp điều kiện đề bạt phá cách rồi. Chuyện đặc biệt đấy, cậu được thăng lên cấp phó phòng chưa tới một năm đã sắp tăng lên cấp trưởng phòng. Thế là rất nhanh, còn nhanh hơn tôi hồi trước đó. Nói thật, tôi cũng có tâm lý phải đè cậu bớt xuống mới được. Trần Phong nở nụ cười, thấy Hạ Tưởng có vẻ kinh sợ thì lại bất mãn nói. Hạ Tưởng, trước mặt tôi thì cậu thành thật một chút, có sao nói vậy? Nếu nói về kiểu giả bộ diễn kịch thì tôi tin là cậu không bằng được tôi đâu. Chương 178, kỳ ngộ lên chức phó cục trưởng. Tài năng diễn kịch của Trần Phong quả thật là hạng nhất, Hạ Tưởng cảm thấy không bằng. Nhưng hắn tin tưởng là sau một thời gian ngắn lăn lộn ở quan trường thôi, hắn vượt qua cả Trần Phong cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, ở trước mặt thị trưởng, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vâng, vâng. Tôi cũng không dám so sánh với thị trưởng Trần. Thật lòng mà nói, tôi cực kỳ hâm mộ phong cách lãnh đạo của thị trưởng Trần. Không lên giọng, nói chuyện gọn gàng dứt khoát, cũng không lề mề dây dưa dài dòng làm cho người ta có cảm giác là phải có khả năng cụ thể. Rất giống với hình ảnh thị trưởng bình dân trong truyền thuyết của dân gian. Trần Phong cười ha hả, quăng cây bút đang cầm trong tay lên trên bàn, dùng sức ngả ra phía sau. Tôi còn tưởng là cậu thành thật lắm cơ. Thật không ngờ trình đột vuốt mông ngựa cũng thuộc dạng nhất lưu. Được. Trần Phong vui mừng từ tận thâm tâm, sao Hạ Tưởng lại có thể không nhìn ra được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không tin tìm không ra chỗ ngứa của ông, mông ngựa thì ai cũng biết vuốt nhưng phải vuốt đến mức tài tình, vuốt đến cảnh giới chẳng có vết tích gì có thể tìm ra được thì không phải ai cũng làm được. Làm cấp trưởng phòng cũng không phải là không thể. Hồ sơ lý lịch của cậu thì Cao Hải đã thông báo với ban tổ chức thành ủy rồi. Để xem trưởng ban Phương có gật đầu hay không thôi. Trưởng ban Phương với tôi là giao tình bình thường, tôi muốn một cái cấp bậc trưởng phòng thì chắc ông ta cũng nể mặt được. Nhưng mà tôi sẽ thiếu nợ ông ta. Lời nói của Trần Phong là ám chỉ Hạ Tưởng, nhắc khéo hắn. Ông ta dụng tâm cũng mất sức, Hạ Tưởng phải nhớ kỹ. Hạ Tưởng đương nhiên là phải nhớ kỹ Trần Phong thật là tốt, nhưng không thể cứ để mọi chuyện tốt cho một mình Trần Phong được. Hắn cung kính nói. Cảm ơn thị trưởng Trần nhiều. Cảm ơn trưởng ban thư ký Cao. Trần Phong sửng sốt trong chốc lát, nhưng không có nghe được câu dưới thì không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ Hạ Tưởng không nghe ra ám chỉ của ông ta, không biết sao? Lời nói mới rồi của ông ta đã không phải là ám chỉ mà là chỉ ra trực tiếp rồi, vậy tại sao hắn còn chưa tỏ vẻ trung tâm, sau đó đề nghị ông ta ra mặt gọi điện thoại cho trưởng ban Phương nhỉ? Chẳng lẽ Hạ Tưởng lại cho rằng trưởng ban Phương sẽ không gây khó dễ gì cho hắn sao? Phương Tiến Giang vẫn không quá nhạy cảm đối với những chuyện được nhắc khéo, cho rằng quan viên lên chức là một bước tiến, thành tích phải tốt. Nếu đặc biệt, thậm chí còn nói khéo hoặc là có tin tức lộ ra hoặc là thao tác bên trong thì sẽ nuông chiều người ta sinh hư. Nói tóm lại, chức vụ cấp trưởng phòng của Hạ Tưởng còn chưa đến niên hạn mà Phương Tiến Giang không ý kiến ý cỏ gây khó dễ gì thì không phải là phong cách của ông ta. Hạ Tưởng đi rồi, Trần Phong liếc nhìn Cao Hải một cái. Ông thấy thế nào? Cao Hải đoán là Trần Phong có lẽ đã có lòng nghi ngờ, cho nên nói. Mạng lưới của Phó Thị trưởng Tào và các thường ủy cũng không quá thân thuộc lắm. Ông ta không có khả năng ra mặt thay Hạ Tưởng đâu. Mà nói lại, trưởng ban Phương cũng chưa chắc sẽ nể mặt ông ta. Nói đến Đinh Sơn bên kia thì khả năng cũng không lớn, chẳng lẽ lại động đến cả trưởng ban Tống Chiêu Độ đi gì, ra mặt. Trưởng ban Tống làm việc thỏa hiệp nhất, Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một cấp trưởng phòng, theo tôi thì ông ta sẽ không gọi cú điện thoại này đi đâu. Thế mới lạ, Hạ Tưởng sẽ không phải là nghe không rõ chứ, cậu ta cố ý không nói hay là không muốn nhận nhân tình của tôi. Trần Phong tự giễu, nở nụ cười, lắc đầu. Cậu thanh niên này, còn rất thú vị, còn muốn tích cực với tôi nữa. Cậu ta không phải xác định rằng dù có nhờ hay không nhờ tôi thì tôi đều phải ra mặt giúp cậu ta gọi cú điện thoại này sao? Tôi gọi thì gọi vậy, nhưng nhất định phải tìm một cơ hội nào đó đòi lại. Cao Hải cười, không nói lời nào, nghĩ thầm rằng thị trưởng Trần cũng có lúc thú vị, có lúc cũng có những ý tưởng khá là đáng yêu.
Làm cho Trần Phong chấn động chính là đưa công văn sang bên ban tổ chức đề nghị tăng Hạ Tưởng lên cấp trưởng phòng thì ngày thứ ba ban tổ chức đã phê duyệt. Trần Phong vội vàng tìm đến Cao Hải, nói rằng ông ta bận quá nên quên mất gọi điện thoại, không ngờ là trưởng ban Phương cũng không phái người đi thẩm tra lại, trực tiếp phê chuẩn luôn, quả thực cũng không phải là phong cách trước giờ của ông ta. Cao Hải cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả, nghĩ thầm rằng rốt cuộc Hạ Tưởng gặp vận may hay là bản thân hắn và trưởng ban Phương cũng có quan hệ. Trần Phong ngại không muốn gặp mặt Hạ Tưởng trực tiếp hỏi lắm chuyện tế nhị như thế cho nên chính thức tuyên bố với văn phòng tổ cải tạo là Hạ Tưởng sẽ là chủ nhiệm, chịu trách nhiệm công tác hàng ngày của văn phòng tổ cải tạo. Việc tuyên bố quyết định coi như là trình tự không thể thiếu, cũng là nể mặt Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc thôi. Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc chân thành bày tỏ chấp nhận sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên, sẽ toàn lực phối hợp với Hạ Tưởng trong công việc. Các thành viên khác của tổ cải tạo thì đương nhiên cũng không có dị nghị gì, đương nhiên cũng không đến phiên bọn họ nói chuyện. Trung Nghĩa Bình thì thầm mừng cho Hạ Tưởng, nhận định rằng Hạ Tưởng về sau tiền đồ vô lượng cho nên kiên định quyết tâm theo sát hắn. Tuyên bố xong quyết định bổ nhiệm, Cao Hải gọi Hạ Tưởng vào phòng làm việc của mình, hỏi thẳng vào vấn đề. Thông qua ai mà có quan hệ với trưởng ban Phương? Hạ Tưởng vò đầu bứt tai, Cao Hải giả bộ không vui. Không nói thật với chú Cao này chứ gì, có phải là có phó thị trưởng Tào làm chỗ dựa rồi thì không thân với chú nữa không? Không có cách nào cả, hắn đành phải giả bộ đáng thương. Chú Cao, trước hết là cháu báo cáo với chú về hành vi tham ô nhận hối lộ của cháu đã. Cháu đã nhận một chiếc xe hơi của Thẩm Lập Xuân, quản lý bộ phận khai thác của tập đoàn Đạt Tài, lại nhận một chiếc xe hơi của Tôn Hiện Vĩ, ông chủ của bất động sản Thiên An. Bây giờ cả hai chiếc xe đều để dùng ở văn phòng tổ cải tạo. Cao Hải khoát tay. Đừng nói mấy cái chuyện lặt vặt đó. Doanh nghiệp tình nguyện cho các cậu mượn xe để dùng là hành vi tự nguyện. Chẳng lẽ cậu lại không biết là chuyện này là bình thường à? Đừng có múa may với tôi, chuyện nhỏ ấy không cần nói với tôi, cậu nhất định có thể xử lý tốt. Nói chuyện chính đi. Thì cháu vừa nói rồi đấy, chú Cao. Chẳng lẽ chú không nghe ra à? Hạ Tưởng nở nụ cười đắc ý. Cao Hải ngẩn ra, nghĩ nghĩ rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Tập đoàn Đạt Tài và bất động sản Thiên An. Tiểu Hạ, thể diện cậu không nhỏ đâu nhỉ, không, phải nói là bản lĩnh không nhỏ. Bất động sản Thiên An còn dễ nói, chỉ là doanh nghiệp mới phất lên. Tập đoàn Đạt Tài mắt cao hơn trán, đừng nói là cháu, đến cả là chú mà bọn họ nói không nể mặt thì cũng có thể không nể mặt ngay được. À mà từ từ, bất động sản Thiên An à. Chú hiểu rồi, bảo sao mà trưởng ban Phương lại thoải mái như thế, không hề gây khó dễ lằng nhằng gì với cháu cả, hóa ra mấu chốt là ở chỗ này. Hay, thật đúng là tài, chẳng trách mới mấy ngày mà chẳng những đứng vững vàng lại còn mở ra cục diện nữa. Chú Cao, chú đừng có khen cháu nữa, cháu lại kêu bây giờ. Chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mà về sau còn có khả năng không tiến bộ được nữa. Phải lấy phê bình giáo dục là chính, cố gắng khen ngợi ít đi một chút. Hạ Tưởng cố ý lằng nhằng. Cao Hải cười ha hả gật đầu. Cũng đừng có nói dối chú. Đối với mỗi một bước đi tiến bộ của cháu, chú thấy vui mừng từ tận thâm tâm. Cháu ở đây gây dựng căn cơ ở thành phố Yến ngày càng vững chắc thì đến lúc Đinh Sơn trở về lại càng dễ phát triển. Tiếp đó đề tài lại chuyển, Cao Hải nghiêm túc lại. Nghe nói cháu đã gặp trưởng ban Tống một lần, ấn tượng của ông ta đối với cháu như thế nào? Kỳ thật Cao Hải hỏi chính là nói mát. Phải là hỏi Hạ Tưởng có ấn tượng thế nào với Tống Chiêu Độ mới đúng. Hạ Tưởng bèn thành thật trả lời. Trưởng ban Tống rất uy nghiêm, không hay cười lắm. Cháu với ông ấy nói chuyện không nhiều cũng chỉ gặp mặt thoáng qua một lần rồi thôi. Bây giờ nhớ lại, ấn tượng rất mờ nhạt. Chợt nghĩ đến chuyện bất động sản Cát Thành, nếu câu chuyện đã cởi mở, Hạ Tưởng liền hỏi ra miệng. Sau lưng của bất động sản Cát Thành là phó thị trưởng Đàm. Thế vì cái gì mà bí thư thôi lại đột nhiên nói giúp cho phó thị trưởng Đàm vậy? Ý kiến của chú Cao về chuyện này thế nào? Chú không đoán ra được, thị trưởng Trần có lẽ biết một phần nhưng ông ta giữ im không nói thì cũng không ai dám trực tiếp hỏi cả. Bí thư thôi cho chú một cảm giác là luôn luôn không thân cận với người trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Văn phòng thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố ở cùng một nơi, trọng điểm công tác của bí thư thôi lại đặt ở trong tỉnh. Ông ta là cố ý vươn cao. Lại là thường vụ tỉnh ủy, ánh mắt nhìn lên trên cũng là chuyện bình thường. Ông ta nói giúp Đàm Long cũng chỉ có thể đoán là do quan hệ của ông ta với trưởng ban thư ký Tiền.
Cao Hải sờ sờ cái đầu thưa thất tóc, có chút cảm khái nói. Ninh Sơn không nên trốn đến địa phương nghèo nàn huyện bá kia. Ban đầu chú còn tưởng rằng không làm được cái gì, không ngờ cho tới bây giờ quả thật là có chút thành tích. Về sau này muốn thăng tiến cũng dễ hơn không ít. Đúng rồi, còn có một tin tức có lợi, Ninh Sơn không phải là muốn mượn quan hệ của Hồ Tăng Chu sao? Bước tiếp theo của Hồ Tăng Chu là sẽ làm bí thư thành ủy thành phố Chương Trình. Thẩm Phục Minh sẽ lên tỉnh ư? Hạ Tưởng chấn động, một chút thông tin cũng chưa nghe được. Nghe nói là làm phó chủ tịch tỉnh, quản lý văn hóa giáo dục vệ sinh, rất là rảnh rỗi, còn không có lợi ích thực tế bằng bí thư thành ủy. Điểm lớn nhất mà cũng là chỗ tốt nhất chính là lên đến phó chủ tịch tỉnh, lui tới nhiều, đãi ngộ cao. Cao Hải không biết Hạ Tưởng lúc ở huyện bá đã đâm lén Thẩm Phục Minh một đao. Nếu ông ta mà biết thì có lẽ cũng giống như Hạ Tưởng, trong lòng sẽ nhảy lên tương tương mất. Hạ Tưởng cũng không phải lo lắng Thẩm Phục Minh sẽ trả thù mình, chuyện ở huyện bá có lẽ nhất thời Thẩm Phục Minh cũng sẽ không ngẫm ra được chút ý vị đâu. Bằng vào hiểu biết của hắn về Thẩm Phục Minh, gần đây Thẩm Phục Minh trong tỉnh chắc chắn sẽ không cam lòng chỉ làm một gã phó chủ tịch tỉnh thanh nhàn. Dù sao làm phó chủ tịch tỉnh, thiếu chút nữa y đã leo lên đến thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban bí thư tỉnh ủy, có sự chênh lệch rất lớn, đương nhiên y sẽ không cảm thấy thỏa mãn, khẳng định sẽ tìm cách tiến thêm một bước nữa. Với tính cách của Thẩm Phục Minh, thành tích không có chuyện tốt, nhưng thêm phiền hà ra thì chắc chắn là không có vấn đề. Chỉ còn có một vấn đề để cho Hạ Tưởng lo lắng là Thẩm Phục Minh là người của Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng có lẽ đã quên chuyện của Lý Ninh Sơn, nhưng Thẩm Phục Minh đến trong tỉnh. Không biết khi nào nhắc tới có khi lại làm Cao Thành Tùng nhớ đến thì cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Có một phó chủ tịch tỉnh ở tỉnh thành tuy rằng không thể hiện được cái gì, nhưng là một vị trí có thể lên được có thể xuống được. Cao Thành Tùng đưa Thẩm Phục Minh đến làm phó chủ tịch tỉnh, dụng tâm vô cùng cao minh. Có lẽ vừa muốn đưa y trở thành mũi súng để đối phó với các đối thủ. Nếu thuận tay, độ ngắm chuẩn xác, nói không chừng Thẩm Phục Minh còn có thể thăng chức nữa. Nếu súng dùng không tốt, chính xác là không đủ dễ dàng cướp cò thì Thẩm Phục Minh chỉ cần làm một nhiệm kỳ là có thể vui vẻ dưỡng lão được rồi. Lúc hết giờ làm, nhận được điện thoại của Tiếu Giai, hẹn hắn qua, Hạ Tưởng đồng ý. Vừa cúp điện thoại lại nhận được điện thoại của Tào Thù Lê. Giọng nói của cô ngọt ngào và mang theo cả chút tự hào và đắc ý. Xin hỏi là điện thoại của chủ nhiệm Hạ phải không ạ? Xin hỏi anh buổi tối có thời gian rảnh không? Có thể vinh hạnh mời anh đến nhà ăn bữa cơm nhạt được không ạ? Hạ Tưởng cũng định làm khó một chút, còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Tào Thù Lê lại thay đổi, bắt chước giọng điệu của Tào Vĩnh Quốc. Con gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, bảo nó buổi tối đến nhà ăn cơm, ba có chuyện cần nói với nó. Hạ Tưởng thua luôn, lý do gì cũng đều nói không được nữa rồi, đành đồng ý vậy. Nhưng thế mà giọng nói của Tào Thù Lê vẫn còn có chút bất mãn. Anh có vẻ chẳng vui lắm nhỉ, có phải là có ý kiến gì không? Em nói cho anh biết, anh thăng chức lên trưởng phòng, mặc dù chỉ bé tí ti như cái hạt đậu xanh thôi mà mẹ em đã rất vui rồi cho nên mới làm rất nhiều đồ ăn mời anh ăn cơm, bảo là để chúc mừng anh. Vừa lúc hôm nay là thứ sáu, em cũng về nhà. Có phải là anh không muốn gặp em không hả? Cuối tuần rồi ư, Hạ Tưởng ngây ngô cười vài tiếng, bận váng cả đầu đến ngày nào trong tuần cũng không nhớ rõ nữa. Đành phải gọi điện hẹn lại Tiếu Giai. Vốn hắn còn định cho Tiếu Giai một niềm vui bất ngờ, cho cô một gian văn phòng và quyền ưu tiên vào siêu thị bán xỉ rau quả, không ngờ là Tào Thù Lê lại gọi. Nhất định là phải hưởng ứng lời kêu gọi của cô bé Lê rồi. Mà hơn nữa, cả nhà cô còn đang chờ hắn nữa cơ mà. Tiếu Giai cũng không hỏi thêm gì cả, cũng không hề có một tiếng nén giận nào, còn khuyên hắn không cần quá mệt mỏi. Hạ Tưởng còn có chút hổ thẹn. Tiếu Giai là bến cảng mà bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ghé vào nghỉ ngơi được. Còn hắn đối với cô thì chỉ là một dạng chờ mong, một thứ tượng trưng, một cái gì đó để dựa vào thôi. Tới nhà họ Tào mới nhận ra cả nhà đều ở nhà hết, đang quây quần xem tivi. Chào hỏi rồi, Hạ Tưởng định ngồi bên cạnh Tào Thù Lê thì lại bị Tào Thù Quân kéo sang. Đừng có bám lấy chị em như thế, dạy em theo đuổi bạn gái như thế nào đi cái đã. Tào Vĩnh Quốc thấy Tào Thù Quân ra mặt dày như thế thì hết cách, trừng mắt lườm cậu ta một cái nhưng không lên tiếng. Vương Vu Phân thì bực mình nói. Tiểu Quân, con suốt ngày càn quấy rồi, lên đại học rồi còn không biết học hành cho tử tế. Làm sao lúc nào cũng nghĩ đến theo đuổi bạn gái thế hả? Đi,
lăn sang một bên, đừng có làm phiền Hạ Tưởng. Mẹ! Tào Thù Quân kéo dài giọng. Mẹ làm sao mà chẳng có một chút ý thức cạnh tranh nào cả thế? Mỹ nữ là cái gì? Mỹ nữ là tài nguyên khan hiếm đó. Ví như ở trường con vốn ít sinh viên nữ, mỹ nữ lại càng ít đến đáng thương. Con không hạ thủ lại để cho người khác giành trước mất. Mẹ nghĩ lại xem, chẳng lẽ về sau lại để cho con trai bảo bối của mẹ ăn cơm thừa canh cặn của người khác? Thật là, tư tưởng sơ cứng, quan niệm lạc hậu. Mẹ xem chị còn tiến bộ hơn mẹ nhiều lắm. Chị ấy còn biết đạo lý tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước là có lợi nữa đó. Tào Thù Lê thở phì phì trừng mắt lườm Tào Thù Quân. Ít nhất là chị làm chuyện gì đều là nghiêm túc cả. Em thì chỉ làm mò, chẳng tập trung vào những chuyện quan trọng gì hết. Em thấy con gái xinh thì đi thích người ta nhưng con gái đẹp thì nhiều cuối cùng là có hòa hợp với tính tình mày hay không. Đừng có dùng cái ý thức cạnh tranh gì gì đó linh tinh. Chuyện yêu đương cũng không phải là cái gì ganh đua so sánh cả. Mà hơn nữa, con gái cũng không phải chỉ cần xinh đẹp là được, còn cách nói năng, tính cách, tầm nhìn đều rất trọng yếu. Về sau em cũng nên để ý đến thân phận mình một chút. Em là con trai của phó thị trưởng đó chứ không phải là con nhà bình thường đâu. Nói năng hành động phải có chừng có mực. Tào Thù Quân chạy trối chết, chạy thẳng vào buồng trong không chịu đi ra. Thật lợi hại, chị còn đanh đá hơn cả mẹ nữa. Hạ Tưởng, anh xui xẻo rồi. Về sau chắc chắn là anh sẽ bị chị em quản chặt. Mắng cho Tào Thù Quân phải chạy mất dép, Tào Thù Lê thẻ lưỡi, nghịch ngợm cười với Hạ Tưởng. Có phải là em rất ghê gớm không? Hạ Tưởng gãi gãi đầu. Có hơi hơi, cũng làm anh sợ nhảy dựng lên. Tào Thù Lê mặc kệ. Hừ, em là ngại thằng danh ấy làm phiền anh mới giúp anh cưỡng chế di rời. Anh lại còn chê em đanh đá. Thật là chẳng có đạo lý gì cả. Đàn ông toàn là nhỏ nhen. Nói cái gì đấy, làm sao lại ăn nói thế hả? Tào Vĩnh Quốc cười pha trò. Phê phán quá lớn nhỉ, đến ba cũng dám mắng thế à? Hạ Tưởng mới là trưởng phòng, còn chưa có trưởng thành, con đã cứng rắn cái gì? Tào Thù Lê đỏ mặt. Ba, rốt cuộc là ba đứng về phe ai? Làm sao lại không ủng hộ con gái mình mà lại đi nói đỡ cho người ngoài thế? Vương Vũ Phân hòa giải. Được rồi, thời gian đấu võ mồm chấm dứt, ăn cơm thôi. Hạ Tưởng hôm nay tới tiện đường có mua ít quà đến. Hắn không có kinh nghiệm gì cho nên mua ít rượu và thuốc lá. Vương Vũ Phân cũng không khách khí, nói thẳng với hắn. Tiểu Hạ, trong nhà không thiếu rượu và thuốc đâu, cháu mua làm gì cho phí ra. Đến nhà mà còn khách sáo như thế nữa thì về sau không cho cháu đến cửa nữa. Nếu thật sự muốn mua đồ này nọ thì mua ít hoa quả là được rồi, coi như mua đồ cho nhà mình vậy, nghe chưa hả? Hoàn toàn là giọng điệu của mẹ vợ nói với con rể. Hạ Tưởng liền cười ngây ngô vài tiếng. Nghe rồi à? Anh thì biết cái gì? Để anh mua đồ mới thấy anh ngốc, chọn đồ gì mà vừa đắt lại vừa xấu. Ai mà nhìn thấy anh thì người ta đều bảo anh là tiêu tiền như rác. Tào Thù Lê giễu cợt Hạ Tưởng. Vương Vũ Phân nghe ra có điểm không ổn. Các con cùng nhau đi mua đồ lúc nào? Mua đồ gì thế? Không có, là con nói ví dụ vậy thôi. Tào Thù Lê đột nhiên đỏ mặt, biết là buột miệng nói lộ ra, thấy Hạ Tưởng cười trộm liền trừng mắt lườm hắn, trên mặt lại nóng lên như lửa đốt, quay người bỏ chạy lên lầu. Con đi thay quần áo. Thay quần áo gì nữa? Đã thay đồ ở nhà rồi sao còn phải đổi nữa? Con bé này làm sao thế nhỉ, câu trước câu sau chả khớp gì cả. Vương Vũ Phân vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng buồn bực. Hạ Tưởng đương nhiên là biết nguyên nhân làm Tào Thù Lê đỏ mặt. Là cô để cho hắn thuê phòng ở gần trường học, cô giúp hắn mua không ít đồ dùng hàng ngày. Khi hai người cùng nhau đi mua đồ, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Tào Thù Lê mặc dù là thiên kim của một giám đốc sở nhưng khi mua đồ chẳng những rất biết chọn đồ lại còn biết có kè mặc cả. So với hắn cứ thích là mua, coi tiền như rác thì đúng là không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Vì thế, không ít lần hắn bị cô chọc quê nữa. Tâm tư nho nhỏ của Tào Thù Lê đương nhiên không thể gạt được hắn. Để cho hắn thuê phòng ở gần trường học là tiện gặp mặt với cô. Nhưng cô lại không muốn để cho trong nhà biết. Cho nên cô cũng đã nhắc Hạ Tưởng không được nói lộ ra. Hạ Tưởng ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu thật như làm cho bác Tào biết hắn thuê phòng ở gần trường học, ở gần Tào Thù Lê như thế, hai người bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được nhau. Bởi vì tính bảo vệ con gái của bất cứ một ông bố nào trên thế giới này đều như nhau.
ông sẽ có một số biện pháp để không cho hai người được ở gần như thế. Chương 179, ngủ lại nhà phó thị trưởng và yêu đương vụng trộm. Cho phép hai người yêu nhau là một chuyện, nhưng nếu như hai người lại ở chung trước hôn nhân thì nhất định bác Tào sẽ rất là cáu và chút giận lên bọn họ. Hạ Tưởng tranh thủ ôm một cái, định hôn một cái, lại bị cô cười vui chạy đi. Hạ Tưởng cũng không đuổi theo, tha cho cô một lần. Còn nhiều thời gian, hắn tin tưởng cô không chạy được. Hiện giờ cô còn đang học đại học, Hạ Tưởng cũng không muốn quá nhiều những chuyện khiến cô phân tâm. Hắn cũng không phải là cậu học trò nông nổi. Với lại, hắn cũng không muốn để cho Tào Vĩnh Quốc bất mãn với mình. Nhớ đâu mà hắn và Tào Thù Lê gây ra chuyện gì bị Tào Vĩnh Quốc phát hiện thì cũng không phải là chuyện tốt. Thật không ngờ Tào Thù Lê thiếu chút nữa buột mồm nói ra, Hạ Tưởng âm thầm lau mồ hôi, vội vàng chuyển đề tài, hỏi Tào Vĩnh Quốc. Bác Tào, tình hình ở thành phố coi như là tĩnh lặng nhỉ. Tào Vĩnh Quốc cũng không chú ý đến chuyện Tào Thù Lê đỏ mặt vừa rồi, ông gật đầu. Vẫn tốt, còn tĩnh lặng hơn so với trong tưởng tượng của bác nữa. Có điều, tĩnh lặng cũng chưa chắc là chuyện tốt, có khi thường xuyên có va chạm nhỏ một chút thì ngược lại lại tốt hơn, chứng minh rằng có mâu thuẫn đều bỏ qua. Bây giờ thì ngược lại, gió êm sóng lặng mà kỳ thật toàn là đều ở phần chìm của tảng băng. Một khi lộ lên trên mặt nước sẽ là một phen gió lốc. Lời nói của Tào Vĩnh Quốc tuyệt đối không phải là chuyện giật gân, cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, nhất định là có cảm nhận rồi. Hạ Tưởng lại nói, tầm nhìn của cháu khá là hạn hẹp, chỉ có thể tự đi về phía trước, không từ mà biệt thôi. Chỉ là bộ phận mà tổ cải tạo thôn nội đô vốn đang tiếp xúc còn có rất nhiều tin tức thấy ghê người. Đấy, cháu vừa mới tham gia cuộc cạnh tranh giữa bất động sản Thiên An và bất động sản Cát Thành, sau lưng còn có hai thế lực lớn là trưởng ban Phương và phó thị trưởng Đàm nữa. Tào Vĩnh Quốc hiểu ý nở nụ cười. Bảo sao cháu lên trưởng phòng thuận lợi như thế, bác còn đang định hỏi cháu. Vốn tưởng là vì được nể mặt thị trưởng Trần, nhưng mà nghe trưởng ban thư ký Cao ám chỉ thì thị trưởng Trần không có ra mặt. Hóa ra căn nguyên là tại chính cháu. Nói như vậy, cháu đang xử lý chuyện giữa bất động sản Thiên An và bất động sản Cát Thành, đã thành lập mối quan hệ tốt đẹp với bất động sản Thiên An. Tào Vĩnh Quốc không hổ là người đã chìm nổi nhiều năm trong chốn quan trường, liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất của sự việc. Trước mặt ông, Hạ Tưởng không có gì phải giấu giếm cả, đơn giản kể lại chuyện hắn và Tôn Hiện Vĩ vừa kết giao. Tào Vĩnh Quốc nghe xong trầm tư một lát, thấm thía nói. Bác lăn lộn nhiều năm trong ngành xây dựng, rất rõ ràng. Cái nghề này không những lợi nhuận rất lớn mà liên lụy đến cũng rất rộng. Ai cũng muốn chen chân vào, giành được ưu đãi. Cháu hiện giờ đang ở trong văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô của thành phố, tuy rằng quyền lực không lớn nhưng rất dễ dính dáng vào các vụ đấu tranh cãi vã. Làm chuyện gì cũng phải suy xét kỹ lưỡng, sâu xa, không nên vọng động, lại càng không nên hành động theo cảm tính. Trước khi quyết định cái gì đều phải cân bằng quan hệ ở mọi mặt. Nếu như không chắc chắn nắm chắc tình huống phía trước thì đừng đắc tội người ta. Cho dù không thể không đắc tội một ai đó cũng đừng làm đến mức quyết liệt, phải lưu lại con đường sống cho mình. Nếu không, cháu chỉ là một gã nho nhỏ cấp phòng, tại thành phố Yên cấp phó tỉnh này, cháu sẽ là vật hy sinh đầu tiên. Mấy câu nói này bộc lộ tình cảm chân thành tha thiết, Hạ Tưởng đương nhiên có thể cảm nhận được tận thâm tâm, Tào Vĩnh Quốc hy vọng hắn có thể bước đi vững vàng, cho nên hắn cảm kích gật đầu. Cảm ơn bác Tào đã dạy bảo, cháu sẽ nhớ kỹ. Tào Vĩnh Quốc lại vừa lòng nở nụ cười. Có thể là bác quá lo lắng, nhưng mà lời nói vừa rồi nghe xong cũng không thừa. Cháu ở trong tổ cải tạo tuy rằng bây giờ là phó chủ nhiệm nhưng trong tổ cải tạo không quan trọng vị trí trưởng hay phó. Ý đồ của thị trưởng Trần bây giờ cũng rất rõ ràng, chính là muốn để cháu là chủ sự. Hơn nữa, bác cũng nghe nói ông ta còn cố ý để cho tổ cải tạo được nhập vào biên chế chính thức, là phòng ban cấp phó cục. Rõ ràng cho thấy là đã tung ra cái bánh lớn. Ý là, cháu phải làm cho thật tốt, thậm chí có thể không cần đến một năm là có thể nắm quyền, thuận lợi hợp lý lên cấp phó cục. Ha ha, thị trưởng Trần nói với cháu chuyện này, cháu cảm thấy là ông ta đào một cái hố to cho cháu nhảy xuống. Có điều tình hình trước mắt là cháu không nhảy cũng phải nhảy. Nếu không có lựa chọn thì cháu cứ chuẩn bị cho thật tốt thôi. Hạ Tưởng nói ra thực nhẹ nhàng, dường như là chuyện đó bày ra cho người khác nhảy vào chứ không phải là hắn vậy. Nhảy vào bẫy cũng không đáng sợ, ai mà biết được trong bẫy đó có bảo vật hay không. Có khi cháu còn được một món hời lớn ấy chứ. Hơn nữa cháu còn cảm thấy được,
thị trưởng Trần bảo là muốn duyệt vào biên chế, ông ta thật sự là có tâm hỗ trợ cháu, khả năng là trước hết giúp cháu nắm quyền, sau đó lại phê vào biên chế cấp phó cục. Như thế, lực cản của cháu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tào Vĩnh Quốc nghe xong gật đầu liên tục, nghĩ thầm Hạ Tưởng đúng là một nhân tài, không ngờ có thể suy một ra ba, đoán được ý đồ đích thực của Trần Phong. Cũng là sau khi Hạ Tưởng nói vừa rồi ông mới nghĩ thông suốt được, trước nâng đỡ sau lại phê vào biên chế, quả thật so với việc cho vào biên chế trước rồi mới nâng đỡ sau thì dễ dàng hơn nhiều. Sau khi Hạ Tưởng nắm quyền, mặc dù là lấy cấp trưởng phòng lãnh đạo hai tên phó chủ nhiệm cấp trưởng phòng nhưng tổ cải tạo không có biên chế chính quy, người khác cũng không moi ra được điểm yếu. Xảo diệu là lúc này mới lại phê vào biên chế thì giống như thành phố bình thường thăng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh, coi như là chuyện thăng thưởng bình thường thôi. Cho dù là tốc độ Hạ Tưởng lên chức có mau hơn đi nữa cũng sẽ bị ánh hào quang của việc toàn bộ văn phòng tổ cải tạo chính thức trở thành một cơ quan trong cơ cấu chính quyền thành phố che giấu bớt đi. Những kẻ nói ra nói vào cũng sẽ giảm hơn rất nhiều. Thông minh, một chút đã hiểu ra, có thể trọng dụng được. Tào Vĩnh Quốc nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi. Bác vốn đang lo lắng cháu khó có thể nhìn rõ được phương hướng trong tình hình thành phố Yến rắc rối phức tạp thế này. Không ngờ rằng thích ứng với việc nắm bắt công tác còn nhanh hơn cả tưởng tượng của bác nữa. Tốt lắm, làm rất tốt, Tiểu Hạ, từ chuyện cháu xử lý bất động sản Thiên An và bất động sản Cát Thành, ý tưởng của cháu cực kỳ rõ ràng, hơn nữa cũng đúng lúc mượn cơ hội giải quyết vấn đề nhắc khéo, có lẽ cũng sẽ khiến cho thị trưởng Trần nhìn với ánh mắt khác xưa. Tào Vĩnh Quốc càng nhìn Hạ Tưởng thì trong lòng càng thích. Nhớ tới năm đó bản thân mình tâm tình bất ổn, xúc động nhiệt huyết thì không nói, lại còn có chút hận đời, rất dễ cực đoan. Nếu năm đó mà mình ở vào vị trí của Hạ Tưởng thì chắc chắn không thuận buồm xuôi gió được như hắn. Ông không khỏi cảm khái trong lòng. Cậu thanh niên này, đầu óc trưởng thành thế nào mà lại đắc dụng như thế chứ? Một người không ở trong chốn cao thấp, quyền lực lớn nhỏ mà vẫn có thể trong thế cục phức tạp tìm được một đường đi ra rõ ràng, sau đó tối đa hóa những gì mình có, cân bằng lợi ích các bên rồi từ đó để bản thân mình cũng đạt được lợi ích tối đa hóa. Trừ những kẻ là con ông cháu cha cá biệt ra, bất kể là trong tỉnh hay là thành phố, cũng không ít người quan chức lớn xuất thân từ giới bình dân và không có căn cơ, từ hai bàn tay trắng từng bước đi lên địa vị cao. Hạ Tưởng có quan hệ với Lý Đinh Sơn, cũng có thể tiếp xúc với Tống Chiêu Độ. Lại còn có mình là thường vụ phó thị trưởng, lại còn lui tới thân thiết với Cao Hải nữa, và cũng rất được Trần Phong tán thưởng. Hắn cũng không có mở miệng đi cầu ai, lại bằng vào bản lĩnh đích thực của chính mình, giải quyết cửa ải khó khăn đầu tiên. Khó có được, cực kỳ khó có được. Ý khen ngợi trong mắt Tào Vĩnh Quốc càng lúc càng dày đặc. Hạ Tưởng nhớ đến Cao Hải, đột nhiên hỏi. Bác Tào, bác với trưởng ban thư ký Cao tiếp xúc nhiều không? Tào Vĩnh Quốc hơi trầm ngâm. Ừ, cũng tạm tạm, thái độ làm người của Cao Hải khá là linh hoạt, ông ta là người của thị trưởng Trần, bác cũng chịu ơn huệ của thị trưởng Trần, giữa chúng ta có lui tới cũng là bình thường. Chuyện cháu lên chức trưởng phòng, ban tổ chức thành ủy thông qua thuận lợi cũng là ông ta chủ động nói cho bác biết. Hạ Tưởng đã nghĩ Cao Hải đã bày tỏ thiện ý với bác Tào, cũng không có gì chỉ trích cả. Thị trưởng Trần hẳn là cũng sẽ không có ý tưởng gì. Cao Hải là người thông minh. Ông ta nhất định sẽ giữ thái độ tốt, sẽ không để Trần Phong sinh lòng hoài nghi. Mà nói lại, Cao Hải chắc chắn cũng sẽ không có ý đồ khác. Hiện giờ ông ta hẳn là đặt toàn bộ tiền đồ vào Trần Phong. Cho dù Tống Chiêu Độ bây giờ có bật đèn xanh với ông ta thì ông ta cũng chưa chắc đã động tâm. Ở trước mặt Trần Phong, Hạ Tưởng sẽ che giấu, cũng sẽ đóng kịch giả bộ. Nhưng ở trước mặt Tào Vĩnh Quốc thì không cần như thế. Hắn trực tiếp hỏi thẳng vấn đề khó hiểu trong lòng. Bác Tào, thái độ làm người của Đàm Long thế nào? Hậu trường của ông ta là trưởng ban thư ký tiền, bác có nghe trưởng ban Lô nói qua không? Giữa trưởng ban thư ký tiền với bí thư thôi có vấn đề gì không? Tào Vĩnh Quốc lập tức nghĩ ra căn nguyên sự tình. Cháu không phải là biết Đàm Long ủng hộ bất động sản Cát Thành rồi à? Làm sao lại phải để cho bí thư thôi cũng ra mặt nói chuyện thế? Bác Tào quả nhiên lợi hại, nói câu đầu tiên đã chỉ ra điểm mấu chốt rồi. Hạ Tưởng không bỏ lỡ thời cơ miễn phí nịnh bợ một chút. Cháu quên là bác đã lăn lộn trong ngành quy hoạch xây dựng vài năm rồi à? Cong cong thẳng thẳng bên trong bác dám chắc mọi người trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không có ai rõ ràng bằng bác hết. Trưởng ban Lô cũng không thân với trưởng ban thư ký tiền đâu, nghe ý tứ thì là như thế.
Trưởng ban thư ký Tiền chẳng những khiêm tốn mà cũng không dễ kết giao đâu, không có quan hệ qua lại gì với rất nhiều người. Đương nhiên đây chỉ là ở mặt ngoài thôi, thực chất ông ta có quan hệ mật thiết với ai thì cũng chỉ có mình ông ta mới rõ ràng. Trưởng ban Lô không biết quan hệ của trưởng ban thư ký Tiền, cháu cũng đừng đi nghe ngóng ở đâu làm gì, có hỏi cũng vô ích thôi. Về phần Đàm Long thì ông ta là người lòng dạ rất sâu, bình thường nói năng hành động đều không để người ta tìm ra sai lầm được. Về phần những chuyện khác thì bởi vì còn ít thời gian cho nên cũng không tiện kết luận. Tóm lại, người này khó đối phó. Sau đó còn nói thêm một số chuyện khác nữa. Lý Ninh Sơn ở huyện bá mọi việc đều thuận lợi, Thẩm Phục Minh sắp đến làm phó chủ tịch tỉnh, vân vân. Sau đó Tào Thù Lê xuống lầu giúp Vương Vu Phân dọn bàn, bắt đầu ăn cơm chiều. Vì ngày mai là cuối tuần, lại là cơm chiều nên Tào Vĩnh Quốc mở một bình rượu ra, uống liền mấy chén với Hạ Tường. Tào Thù Quân cũng định sán vào góc vui, bị Tào Vĩnh Quốc hất sang một bên, đến Tào Thù Lê cũng phê bình cậu ta. Vương Vu Phân thì lại không ngừng gắp thức ăn cho Hạ Tường. Cuối cùng Tào Thù Quân tức giận bất bình. Được lắm, hiện giờ anh Hạ Tưởng mới càng ngày càng giống con trai ruột ở nhà này. Con bây giờ là con nuôi mẹ nhặt về thôi. Cả nhà cười phá lên, thuận hòa, vui vẻ. Sau khi ăn xong, Nhâm Nhi uống trà một lúc, Hạ Tưởng thấy trời không còn sớm nữa liền cáo từ. Vương Vu Phân lo lắng bảo. Trời đã khuya thế này rồi, đi trên đường không an toàn đâu. Tiểu Hạ, cháu bây giờ đang ở đâu? Hạ Tưởng nhất thời kinh hãi. Còn chưa kịp nói gì thì Tào Thù Lê đã vội vã cướp lời. Anh ấy còn chưa có chỗ ở nhờ nhà bạn học. Vương Vu Phân không nghĩ nhiều, lắc đầu nói. Vẫn là ở nhờ nhà người ta, như vậy sao được, chẳng tiện gì cả. Lão Tào, ông xin ủy ban nhân dân thành phố cấp cho Hạ Tưởng một gian nhà tập thể độc thân cũng không có vấn đề gì chứ. Ông nói xem ông làm bác cái kiểu gì, cũng chẳng quan tâm tí nào đến chuyện chỗ ở của thằng bé cả. Tào Vĩnh Quốc bị Vương Vu Phân nói thế thì cười ha hả. Thứ hai đi làm tôi sẽ hỏi xem, nếu nhà tập thể cho người độc thân không có vấn đề thì khả năng còn lấy được cả một phòng phúc lợi cuối cùng. Thấy Tào Thù Lê nháy mắt liên tục, Hạ Tưởng vội vàng từ chối. Không cần làm phiền bác Tào đâu ạ, chuyện nhà cửa để cháu tự giải quyết, một chút việc nhỏ như thế còn không giải quyết được thì còn có thể làm được cái gì nữa. Với lại chú Cao cũng đã giúp cháu sắp xếp một gian phòng mà cháu cũng không ở. Cháu vẫn muốn tự mình tìm một nơi ở phù hợp chứ không muốn làm phiền bác và bác gái. Không phiền đâu, phiền cái gì mà phiền, lại khách sáo rồi hử. Vương Vu Phân nhiệt tình không hề giảm, đột nhiên quay người trở lại trong phòng, lục lọi một hồi rồi cầm ra một cái chìa khóa. Nhà bác còn có một phòng nhỏ để không ở Phú Thành Hoa Viên. Vốn là định để dành cho Thù Lê lúc lấy chồng. Cháu ở đó trước đi. Tào Thù Lê thấy tình thế có vẻ không ổn, kéo tay Vương Vu Phân đoạt lại cái chìa khóa. Không để cho anh ta ở được, về sau con lấy chồng dùng làm phòng ở, lại để anh ta ở trước thì còn ra thể thống gì nữa. Về sau lúc con lấy chồng, cứ nghĩ rằng Hạ Tưởng đã từng vào ở trước rồi thì sẽ không được tự nhiên. Không cho anh ta ở được. Vương Vu Phân cười cười. Con nói cái gì thế hả, con bé này, nói linh tinh thôi. Về sau con lấy ai chứ? Tào Thù Lê vừa xấu hổ vừa ức. Mẹ, có người nào cứ chuyên đuổi con gái mình đi như thế không? Con không lấy chồng, cứ ở với mẹ chẳng tốt hơn à? Cuối cùng, trong sự kiên trì của Hạ Tưởng, vẫn là trả cái chìa khóa lại cho Vương Vu Phân. Có điều Vương Vu Phân lại kiên trì giữ Hạ Tưởng ngủ lại một đêm. Dù sao hôm sau cũng không phải đi làm, Tào Thù Lê cũng không cần phải đến học viện kiến trúc, ở lại một tối cũng được. Tào Vĩnh Quốc cũng tán thành, Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải đồng ý, dù sao thì ở nhà họ Tào cũng rất nhiều phòng. Phòng sắp xếp cho Hạ Tưởng lại vừa khéo ở sát vách phòng của Tào Thù Lê. Tào Thù Lê giúp Hạ Tưởng sửa sang lại giường, lại ôm chăn đến giường cho hắn, nhỏ giọng nói. Chăn là em đã dùng qua rồi, anh dùng đừng có để hôi đấy. Cô mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, bên trong lại không mặc áo lót. Lúc giúp hắn trải giường chiếu. Xoay người cúi đầu, chẳng những vòng eo nhỏ nhắn đường cong là lướt mà trước ngực cũng là cảnh xuân vô cùng tươi đẹp. Hạ Tưởng còn chưa thực sự thưởng thức qua phong cảnh trước ngực Tào Thù Lê. Hắn ngồi trên giường, để kệ cô tíu tít xung quanh, tranh thủ nhìn cho đã. Ngực của Tào Thù Lê không tính là đặc biệt lớn, nhưng tuyệt đối không phải là nhỏ, mượt mà căng tròn, rung rẩy theo thân thể chuyển động của cô, có thể thấy được là co giãn kinh người.
Hạ Tưởng cũng chỉ là người bình thường thôi, mũi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của cơ thể thiếu nữ, trong mắt lại là hình ảnh vô cùng mê người thì hắn cũng khó tránh khỏi bị dao động, cầm bàn tay nhỏ bé trắng mịn của Tào Thù Lê. Mà gọi, bé con, Tào Thù Lê thân mình hơi run lên, muốn giãy ra nhưng cứ như bị thoát lực, không có tí sức lực nào, chỉ khẽ ừ trong mũi, giọng nói thì nhỏ như tiếng muỗi kêu. Gì thế? Không có gì. Hạ Tưởng nhìn thẳng vào hai mắt Tào Thù Lê, thấy cô đôi mắt long lanh như ngấn nước, khuôn mặt ửng hồng, thẹn thùng vô hạn, làm hắn nhìn đến nỗi miệng khô lưỡi nóng, cả người nóng bừng. Hạ Tưởng vốn tự nhận là kiếp trước đã chứng kiến vô số mỹ nữ, đến hôm nay mới tính là chân chính hiểu ra, vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ và điều hấp dẫn đàn ông nhất chính là ở nét thẹn thùng nữ tính, còn cả cảm giác nhu nhược vô lực khi chống đỡ dục vọng, làm cho người đàn ông không tự chủ được mà sinh cảm giác muốn chinh phục. Trong lòng Hạ Tưởng cháy bừng lên một tình cảm nhu hòa trước giờ chưa từng có. Hắn đưa tay ôm Tào Thù Lê vào trong lòng, ôm thật chặt, khẽ nói. Cô bé Lê, anh muốn hôn em một cái, có được không? Không được. Tào Thù Lê từ chối không chút do dự. Vì sao? Anh không đánh răng. Hai người cười rộ lên. Hạ Tưởng vẫn cứ liều lĩnh xông tới định hôn cô, để in lại dấu ấn của mình trên đôi môi đỏ mọng kia, giống như quân vương bước qua lãnh thổ của mình, đánh dấu bước chân chinh phục của mình. Hai người sắp dính môi vào nhau rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Báo động đỏ. Có người lên lầu kiểm tra phòng. Là Tào Thù Quân. Tào Thù Lê giống con thỏ giật mình, đẩy Hạ Tưởng ra, sửa sang lại quần áo một chút rồi xoay người bỏ chạy. Mẹ em lên lầu, em phải mau chạy về phòng. Ngủ ngon. Có thể ngủ ngon được không chứ? Hạ Tưởng nằm trong cái chăn vẫn còn hơi thở của Tào Thù Lê, lại còn gối lên chiếc gối mà cái đầu nghịch ngợm của cô vẫn gối lên, trong tai còn vọng lại giọng nói dịu dàng động lòng người của cô. Hắn liền trằn trọc, một mình khó ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng vừa dậy đã bị kéo đi dạo phố với Tào Thù Lê. Tào Thù Lê mua hai bộ quần áo, và cũng mua hai bộ cho Hạ Tưởng. Đối với chuyện mặc quần áo thì Hạ Tưởng cũng không có yêu cầu gì cả, để kệ Tào Thù Lê chủ động. Cô bảo mua cái gì thì mua cái đó, đến liếc mắt nhìn một cái cũng lười. Hai người ăn cơm trưa ở bên ngoài, đang vừa ăn vừa nói chuyện bỗng nhiên lại nhắc đến Liên Nhược Hạm. Chị Liên biến đâu mất lâu như vậy nhỉ, một cú điện thoại cũng không có. Cũng không biết rốt cuộc là chị ấy xảy ra chuyện gì nữa. Tào Thù Lê nghiêng mặt, vẻ mặt có chút nghi ngờ, tay cầm túi đổ dí vào trong ngực Hạ Tưởng. Cho anh một cơ hội biểu hiện, để anh đỡ nhàn cư vi bất thiện. Em bỗng nhiên có một ý tưởng kỳ lạ, anh với chị Liên có phải là giấu em, ngầm liên hệ với nhau không hử? Hạ Tưởng hoảng sợ, biết rõ Tào Thù Lê là người hay nói đùa. Cô rất thích nửa đùa nửa thật hù dọa người ta, nhưng không biết là vì cái gì mà đột nhiên cô lại hỏi thế. Hắn không khỏi có chút hoảng hốt, vội hỏi. Em cũng quá là lợi hại đấy, chuyện ấy mà cũng có thể đoán ra được. Đúng rồi, trước giờ Nhược Hạm vẫn chưa dứt liên lạc với anh, nhưng cô ấy nói không cho anh nói với em, sợ em hiểu lầm. Thôi được rồi, nói anh thở là anh hổn hển luôn. Nếu em mà bảo anh bay thì anh cũng bay lên trời thật à. Tào Thù Lê liếc Hạ Tưởng một cái với vẻ khinh bỉ, lại cười vui vẻ nói. Chị Liên lạnh lùng trong trẻo như ánh trăng vậy, lai lịch lại thần bí. Bất kể thế nào chị ấy cũng vẫn sẽ là chị của em, có phải không? Hạ Tưởng không phản bác được, có một số người có lẽ chỉ là khách qua đường vội vã trong cuộc đời của nhau mà thôi. Về sau không thể gặp mặt Liên Nhược Hạm được nữa, hắn cũng không thể hiểu rõ được. Chủ nhật. Vương Vũ Phân vốn đang định giữ Hạ Tưởng ở nhà thì hắn đã có chuyện phải làm. Bởi vì Lý Hồng Giang tìm hắn có việc. Lý Hồng Giang đã đổi một chiếc Santana mới tinh, kích động đến tận nhà họ Tào để đón Hạ Tưởng. Tào Vĩnh Quốc vì quan hệ với Hạ Tưởng mà cũng không khách sáo, để anh ta trực tiếp đi lên lầu. Lý Hồng Giang mừng như điên, cố sức mang một bình rượu Ngũ Lương lên theo. Tào Vĩnh Quốc nhìn y một cái, gật đầu. Người có thể ở, đồ vật này nọ thì mang đi. Lý Hồng Giang có chút kích động, làm lâu trong ngành xây dựng, tâm lý kính sợ đối với Tào Vĩnh Quốc đã sớm thành gốc sâu dễ bền. Y có chút khẩn trương, căng thẳng thành ra lại sợ sệt rõ ràng. Lão giám đốc sở, lão lãnh đạo, không có người ngoài, một chút tâm ý. Câu, lão giám đốc sở, đã làm Tào Vĩnh Quốc mềm lòng. Bỏ đi, để xuống đó, coi như là cậu đưa cho Hạ Tưởng, là các cậu bạn bè lui tới với nhau.
Lý Hồng Giang vội vàng cúi đầu khom lưng liên tục nói phải. Hạ Tưởng ra đón, khách khí bắt tay y, Tào Thù Quân nghe tiếng cũng đi ra, gật đầu với Lý Hồng Giang. Có chút quen mặt, hình như là ở công ty xây dựng số 2. Lý Hồng Giang cao hứng, nháy mắt với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười cười. Là bạn thân của anh, tên là Lý Hồng Giang. Sau này cần nhớ kỹ, anh ấy không phải người ngoài. Tào Thù Quân khá là nể mặt Hạ Tưởng, hướng về phía trước nắm chặt tay Lý Hồng Giang. Anh rể nhìn nhận rất chuẩn, cũng rất cao. Người để anh ấy coi là bạn thân, nhất định là không đơn giản. Được một câu khen của Tào Thù Quân, mặc dù đối phương chẳng qua mới chỉ là thằng trẻ danh nhưng Lý Hồng Giang mặt mày vẫn hớn hở. Tào Thù Lê cũng đi ra chào hỏi vài câu, làm cho Lý Hồng Giang cảm thấy cuộc đời tươi sáng, mừng đến độ thiếu chút nữa thì hoa tay múa chân loạn xạ. Lúc xuống lầu, Lý Hồng Giang thì thầm với Hạ Tưởng vài câu, Hạ Tưởng lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Lý Hồng Giang vẻ mặt kiên quyết đến nỗi đỏ cả mặt lên, Hạ Tưởng đành phải bất đắc dĩ cười cười. Khách sáo với tôi chứ gì? Thôi được rồi, bạn bè với nhau cả, tôi cũng không khách sáo với anh nữa làm gì. Nói rồi hắn đưa tay vẫy Tào Thù Quân. Ra tiễn giám đốc Lý đi. Tào Thù Quân có chút buồn bực, muốn hỏi tại sao, trên đùi đã trúng một đá của Tào Thù Lê. Tào Thù Lê khí thế nói. Anh Hạ Tưởng gọi em đi, em phải đi, đừng có dài dòng. Tào Thù Quân vẻ mặt đau khổ, lười biếng đi cùng Hạ Tưởng và Lý Hồng Giang xuống lầu, còn lầu bầu nói. Em còn chưa tỉnh ngủ mà, anh rể, anh cố ý gây sự với em có phải không? Xuống đến dưới lầu, Lý Hồng Giang lấy từ trong túi ra một cái hộp đã chuẩn bị sẵn, nhét vào tay Tào Thù Quân. Thù Quân, em xem em lên đại học, là sinh viên rồi mà tay không đeo đồng hồ thì coi sao được. Ở đây vừa lúc anh có một cái, em đeo thử xem. Nếu thích thì cầm lại, không thích thì anh lại đổi cho em cái khác. Tào Thù Quân hoan hỉ cầm về. Sau khi lên xe, Hạ Tưởng oán trách Lý Hồng Giang. Nó còn trẻ con, ông cho nó đồng hồ làm gì, lại còn đắt tiền như thế. Tôi không lầm thì một cái Tissot giá 4.000 tệ phải không? Lý Hồng Giang vừa thành thạo lái xe, vừa cười nói. Tôi đang vui, tôi tự nguyện, được không? Thư ký Hạ, không, chủ nhiệm Hạ, lão giám đốc Sở đã nói không ít lời hay để giúp tôi thăng chức. Tôi đưa cho cậu Tào một cái đồng hồ thì tính là cái gì? Nếu thật là muốn biểu đạt trọn vẹn lòng biết ơn trong nội tâm của tôi thì tôi có đưa 100.000 tệ cũng không nhiều đâu. Có điều bây giờ lão giám đốc Sở là phó thị trưởng rồi, tôi không dám thôi. Hạ Tưởng cười, mắng y vài câu rồi lại hỏi. Đi đâu đây? Đi gặp một người, anh ta vẫn muốn gặp cậu nhưng không có cơ hội. Nghe nói cậu quay về thành phố Yến, cứ bắt tôi ra mặt mời cậu ăn cơm. Cậu mà không gặp anh ta thì tôi cũng đến bị anh làm phiền chết mất. Ai thế? Hạ Tưởng cũng bị cái vẻ thần bí của Lý Hồng Giang làm cho mờ mịt. Ô tô rẽ 6-7 ngã rồi rốt cuộc dừng lại trước cửa quán trà Chiến Quốc Sách. Quán trà Chiến Quốc Sách được thiết kế rất có tính nghệ thuật. Trước cửa có hai xe ngựa kiểu thời Chiến Quốc, còn bày một loạt bể cá, cũng không biết là để làm gì. Ngoài cửa hai cô lễ tân cũng ăn mặc rất cổ điển. Tuy rằng nhìn kỹ thì có vẻ ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng nhưng so với những quán trà thông tục khác thì coi như cũng có nhiều nội hàm văn hóa hơn một chút. Vào cửa, bên trong đậm phong cách cổ kính, đàn tranh tích tịch, nhạc khúc như nước chảy xuôi làm cho lòng người ta lập tức trầm tĩnh lại. Hạ Tưởng thầm nghĩ, chọn gặp mặt ở đây coi như không tồi, ít nhất cũng chứng tỏ người muốn hẹn hắn coi như có chút phẩm vị. Đi vào một gian phòng phong nhã trên lầu 2, một người phương Nam vừa đen vừa gầy nhỏ đi ra đón. Người này vừa nhìn thấy Hạ Tưởng thì đầu tiên là sửng sốt, biểu tình trên mặt vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Một lúc sau mới nói. Chủ nhiệm Hạ còn anh Tuấn tiêu sái hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Hơn nữa lại còn trẻ nữa. Thật sự là quá trẻ. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Anh hùng tuổi trẻ, so với chủ nhiệm Hạ, lão viên tôi thực là quá già rồi. Sau đó, anh ta mới thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm túc nói. Chủ nhiệm Hạ, tôi là Viên Bảo Bình. Kỳ thật, nếu dựa theo suy tính của Hạ Tưởng thì hắn cũng không định tiếp xúc với Viên Bảo Bình trong khoảng thời gian này. Ý định của hắn là trừ phi lại xuất hiện những biến cố khác không ngờ đến, nếu không hắn sẽ vẫn cố gắng ít lộ diện cho thỏa đáng. Nhúng tay vào khắp nơi sẽ rất dễ lưu lại dấu vết, cuối cùng sẽ làm cho người ta bắt được nhược điểm thì sẽ không hay. Mặc dù hắn cũng tin tưởng vào sự cẩn thận của bản thân mình và vẫn cẩn thận hơn,
không dễ lưu lại dấu vết gì, nhưng vẫn phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra cho nên nếu có thể không lộ diện thì hắn sẽ không ra mặt. Có điều hôm nay Lý Hồng Giang lại cứ khăng khăng kéo hắn tới gặp mặt Viên Bảo Bình, mặc dù có chút không quá tình nguyện nhưng cũng không muốn làm mất mặt Lý Hồng Giang cho nên hắn vẫn đồng ý. Nếu có thể, hắn còn muốn tranh thủ cơ hội, từ miệng Viên Bảo Bình moi ra một số chuyện về phu nhân của bí thư tỉnh ủy Cảnh Hiểu Ảnh. Ấn tượng đầu tiên là Viên Bảo Bình rất biết đóng kịch, có thể nói là rất biết quan sát nét mặt người khác. Trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, người phương Nam cơ trí linh hoạt hơn người phương Bắc, cũng biết ăn nói hơn. Hắn cười ha hả khoát tay. Viên lão ca quá khen, anh khen tôi nhiệt tình như thế nhất định là muốn làm tôi chóng mặt đây, cũng dễ để cho tôi thay anh làm việc, đúng không? Viên Bảo Bình sửng sốt, anh ta thật không ngờ rằng Hạ Tưởng chẳng những còn trẻ như thế mà sau khi anh ta khen ngợi lại vẫn còn có thể trầm tĩnh được như vậy thì ánh mắt nhìn Hạ Tưởng không khỏi nặng thêm một chút, cười nói. Chủ nhiệm Hạ nói đùa rồi, tôi chẳng qua là cảm tạ sự trợ giúp của chủ nhiệm Hạ đối với công ty xây dựng phương Nam chúng tôi thôi. Cho nên hôm nay mới cố ý mời chủ nhiệm Hạ đến đây ngồi một lúc, uống trà, tâm sự, mọi người kết giao bạn bè. Trong phòng bài trí coi như không tồi. Ghế xếp vòng tròn, ở giữa đặt bàn trà, nhiệt độ bên trong phòng vừa phải, âm nhạc dịu dặt, hài hòa. Ba người lần lượt ngồi xuống, Viên Bảo Bình hỏi Hạ Tưởng uống trà gì. Hạ Tưởng chọn một bình Mao Tiêm, mùa hè trời nóng, uống trà xanh để hạ nhiệt. Viên Bảo Bình rất tò mò chuyện Hạ Tưởng âm thầm giúp anh ta nhận được công trình. Anh ta không biết Hạ Tưởng, cũng không tin trên đời này có chuyện tốt tự dưng có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên nếu không gặp được Hạ Tưởng, không trực tiếp gặp mặt Hạ Tưởng để mà hỏi cho rõ ràng thì trong lòng anh ta không yên được. Hạ Tưởng cũng đoán được tâm tư của Viên Bảo Bình, uống được vài chén trà, hắn cảm khái vô cùng, nói. Tổng Giám đốc Viên, 10 năm trước, có phải anh đã từng giúp đỡ một số học sinh trung học? Viên Bảo Bình lộ ra vẻ mặt giật mình. Chủ nhiệm Hạ làm sao biết được, đúng là có chuyện đó. Ở kiếp trước khi Cao Thành Tùng bị rơi đài, mấy nhân viên quản lý của công ty xây dựng phương Nam đều được giới truyền thông đưa tin hết bài này đến bài kia, nhắc tới có một người đã từng giúp đỡ học sinh nghèo. Lúc ấy Hạ Tưởng còn than thở tính cách con người đúng là rất phức tạp, người xấu không nhất định tất cả các mặt đều xấu, cũng có một mặt lương thiện. Đương nhiên hắn cũng không biết một người trong đó có phải là Viên Bảo Bình ở trước mặt mình đây không. Vì thế mang theo tâm lý thử mà Hạ Tưởng tiếp tục than thở. 10 năm trước tôi còn là một học sinh cấp 2, điều kiện gia đình khó khăn. Lúc sắp bị đuổi học thì đột nhiên có một người tốt bụng giúp đỡ, người đó tên là Viên Bảo Bình. Vừa lúc giám đốc Viên cũng cùng họ cùng tên. Viên Bảo Bình vội vàng xua tay nói. Chủ nhiệm Hạ chắc sai rồi, không phải tôi đâu. 10 năm trước tôi còn ở phía Nam, anh là người phương Bắc nên cách nhau quá xa. Tôi lúc ấy giúp học sinh ở chỗ tôi thì cũng có, nhưng nhất định không phải chủ nhiệm Hạ. Chương 180, công ty xây dựng phương Nam lại gây ra sự cố. Hạ Tưởng nghiêm túc nói. Tôi không tìm được ân nhân Viên Bảo Bình thầm giúp tôi. Tôi chỉ nghe nói anh ta là một người đàn ông phương Nam làm ăn ở phương Bắc. Vừa lúc nghe thấy giám đốc Lý nói đến tên anh, tôi liền nghĩ anh là người đã giúp tôi năm đó. Vì thế đã nhờ giám đốc Lý giúp đỡ giám đốc Viên một chút. Hạ Tưởng bịa chuyện mặc dù có chút ly kỳ chẳng qua Viên Bảo Bình lại tin là thật. Chuyện y giúp đỡ học sinh thì ở thành phố Yến này không ai biết. Hạ Tưởng và y cũng không hề biết nhau, cũng không cần miễn phí tặng y món quà lớn như vậy, lại coi y là ân nhân. Có thể khẳng định chuyện Hạ Tưởng được người giúp đỡ là thật, chỉ có điều trùng hợp nên hiểu nhầm là y mà thôi. Viên Bảo Bình có chút xúc động mà nâng chung trà thôi. Tôi xin lấy trà thay rượu mời chủ nhiệm Hạ một ly. Bây giờ đúng là còn có ít người có tính cách như chủ nhiệm Hạ. Nhiều năm như vậy mà còn nhớ rõ ân tình nhỏ của người như vậy, tôi rất phục. Hạ Tưởng cũng nghiêm túc giơ chén lên chạm chén Viên Bảo Bình mà nói. Tuy rằng giám đốc Viên không phải Viên Bảo Bình đã giúp tôi. Chẳng qua nếu đã trùng tên trùng họ, năm đó cũng đã giúp người khác thì đó là duyên phận. Hôm nay có thể gặp được giám đốc Viên coi như là may mắn. Lý Hồng Giang cũng tin là thật, y ngồi bên mà không ngừng than thở, bảo sao lúc ấy thư ký Hạ tìm mình bảo mình giúp đỡ công ty xây dựng phương Nam. Lúc ấy mình còn tưởng rằng Hạ Tưởng và công ty xây dựng phương Nam có quan hệ sâu đậm gì đó, hóa ra chỉ là vì năm đó giúp đỡ một lần. Lý Hồng Giang cũng giơ chén lên mời Hạ Tưởng một ly. Ông em Hạ, tôi không biết nói lời hay.
nhưng tôi muốn nói thật lòng, từ nay về sau chỉ cần chỗ nào tôi làm được thì cậu chỉ cần nói một câu, còn đâu xem hành động của tôi. Lý Hồng Giang mở đầu, Viên Bảo Bình cũng tỏ thái độ. Y đứng lên, rất cung kính nói. Tôi không phải ân nhân của chủ nhiệm Hạ nên cảm thấy rất xấu hổ. Ngược lại chủ nhiệm Hạ lại là ân nhân của công ty xây dựng Phương Nam. Cho nên tôi thay mặt mấy trăm nhân viên của công ty xây dựng Phương Nam mời chủ nhiệm Hạ một chén nữa. Hạ Tưởng cũng đứng lên chạm chén trà với Viên Bảo Bình rồi uống cạn, trong lòng cũng cảm thấy an ủi một chút. Mặc dù mình muốn giết công ty xây dựng Phương Nam nhưng không còn quái vật công ty xây dựng Phương Nam sẽ cứu rất nhiều công ty xây dựng của tỉnh Yến, đây coi như một hành động tốt. Hơn nữa cũng cứu Viên Bảo Bình một mạng, nếu không cứ theo lịch sử thì y cuối cùng sẽ bị xử tử hình. Sau vài câu khách sáo, ba người cảm thấy gần hơn một chút, nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều. Khi nói về sự phát triển sau này của công ty xây dựng Phương Nam, Hạ Tưởng thừa cơ đề nghị. Tôi đề nghị giám đốc Viên phải tăng cường bồi dưỡng một vài nhân viên kỹ thuật. Ví dụ như nói việc xây nhà và đổ bê tông đương nhiên các nhân viên lao động đơn giản có thể làm, không nên trọng điểm đặt vào việc này. Cần phải tạo ra được danh tiếng khéo tay, làm tốt của công nhân phía Nam. Về sau chẳng những mấy công ty xây dựng số 2, công ty xây dựng số 3 mà thậm chí mấy công ty xây dựng của tỉnh khi có công trình đều nghĩ tới công ty xây dựng Phương Nam. Các anh không cần lo không có công trình, chỉ cần số lượng công nhân của các anh đủ nhiều thì giám đốc Viên kiếm tiền mãi không hết. Mặt ngoài đây là Hạ Tưởng muốn tốt cho công ty xây dựng Phương Nam, nhưng thực ra đây chính là tiếp tục bóp chết giấc mơ lớn mạnh của bọn họ. Đương nhiên theo góc độ kia thì sẽ khiến công ty xây dựng Phương Nam trở thành công ty xây dựng có nhiều công nhân xuất sắc của tỉnh Yến. Đây là việc tốt đối với công ty xây dựng Phương Nam và bản thân Viên Bảo Bình. Bởi vì mọi người đều được lợi, Viên Bảo Bình dẫn mấy trăm công nhân tiến vào thị trường xây dựng tỉnh Yến chính là mong muốn kiếm tiền mà. Công ty xây dựng Phương Nam không có tư chất, không có tài chính. Chỉ có một đám công nhân tài năng cho nên ngay từ đầu chỉ có thể dựa vào các công ty xây dựng tỉnh Yến mà nhận các công trình chuyển thầu. Điều này làm cho mấy công ty xây dựng như công ty xây dựng số 2 đứng giữa nhận tiền quản lý mà kiếm một khoản lãi lớn. Nhưng cho dù còn một khoản lãi nhỏ thì ngoài tiền trả lương nhân viên ra thì số còn lại sẽ rơi vào túi Viên Bảo Bình. Cho nên thực tế mà nói Viên Bảo Bình chính là một chủ thầu xây dựng. Chủ thầu cũng có lúc thức tỉnh. Đợi khi Viên Bảo Bình nhiều tiền gan to, ánh mắt cũng cao hơn thì khó tránh khỏi việc muốn làm ông chủ lớn. Hạ Tưởng không thể không sớm tính toán đề phòng một cách chu đáo. Vì thế hắn liền bố trí cho một cai thầu ở tầm cao hơn nữa. Diệu kế của Hạ Tưởng chính là khiến Viên Bảo Bình không ngừng đưa các công nhân từ phía Nam tới đây bồi dưỡng, sau đó liền luân phiên đưa tới các công ty xây dựng lớn làm công nhân. Y có thể không ngừng từ từng công nhân này mà nhận lấy tiền phí quản lý. Người đưa tới càng nhiều thì y càng được nhiều tiền hơn nữa. Y sẽ bận tối mặt tối mũi, đừng nói có thời gian cân nhắc làm thế nào phát triển lớn hơn nữa, chỉ không bao lâu ý tưởng của y sẽ bị việc đưa và tuyển công nhân bao phủ hoàn toàn đầu óc, sẽ dần đi theo hướng cung cấp công nhân. Khi một người quen với một ngành và kiếm được nhiều tiền thì không ai dễ dàng bỏ qua mà sang một ngành khác. Thói quen là một điều không ai có thể chạy thoát. Cặp mắt không lớn không nhỏ của Viên Bảo Bình đảo đảo thật nhanh. Có thể thấy đầu óc của y cũng đang suy nghĩ rất nhanh. Hạ Tưởng nói xong mà Viên Bảo Bình nửa ngày không nói tiếp, chỉ không ngừng uống trà. Lý Hồng Giang thấy hiện trường hơi vắng lặng liền nói với Hạ Tưởng về tổ cải tạo thôn nội đô. Hạ Tưởng cũng biết Viên Bảo Bình cần có thời gian suy nghĩ nên không giục đối phương, hắn liền cùng Lý Hồng Giang nói về việc cải tạo này sẽ thúc đẩy kinh tế thành phố Yến phát triển, đồng thời cũng có nhiều công trình cho các công ty xây dựng. Công trình nhiều đương nhiên sẽ cần càng nhiều công nhân. Tỉnh Yến không thiếu công nhân nhưng thiếu chính là công nhân kỹ thuật cao. Viên Bảo Bình cười cười đã mở miệng, mặc dù còn có chút do dự nhưng vẫn nói. Chủ nhiệm Hạ, tôi có một ý tưởng hơi mạo hiểm nhưng vẫn muốn thử một lần. Không biết công ty xây dựng Phương Nam có thể tự mình nhận một công trình hay không? Tâm bất chính không bao giờ chết. Hạ Tưởng cũng biết có một số việc không phải dễ dàng giết chết như vậy. Hắn đành nghiêm túc nói. Cũng có thể tự nhận công trình tuy nhiên Viên Bảo Bình cũng biết anh một người Phương Nam xuống phía Bắc, làm việc tại thành phố Yến này thì dù có chút quan hệ, có thể nhận vài công trình không lớn nhưng cũng phải đối phó nhiều mặt. Không nói mấy cơ quan nhà nước như công thương, thuế vụ, dù là mấy thôn dân hay gây chuyện cũng không dễ xử lý. Giám đốc Lý ở thành phố Yến hơn chục năm, coi như nửa dân thành phố Yến mà gặp người dân gây sự cũng đau đầu.
ngoài ra có quan hệ với cấp trên thì cũng không thể nào quản được thôn dân bên dưới. Nói thật dân thành phố Yến Kỳ thị người phía Nam. Lý Hồng Giang ở bên cũng nói hùa theo. Đúng thế, thường xuyên có mâu thuẫn, xung đột. Cũng may tôi ở thành phố Yến lâu nên bọn họ không dám làm gì tôi. Thôn dân không cần biết anh là bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh, chỉ cần chọc vào bọn họ là bọn họ chống đối tới cùng. Lý Hồng Giang nói mà không suy nghĩ nhưng lại chạm vào chỗ đau của Viên Bảo Bình. Viên Bảo Bình tuy rằng quen biết Cảnh Hiểu Ảnh, nhưng y cũng biết Cảnh Hiểu Ảnh ra mặt nói chuyện giúp y thì có thể, nhưng công việc cụ thể phải do y tự mình thực hiện. Không thể do vợ của bí thư tỉnh ủy ra mặt đi khơi thông quan hệ, chạy công trình cho mình chứ. Hơn nữa cho dù bí thư tỉnh ủy nói chuyện, cán bộ không thể không nghe nhưng dân chúng bình thường mà tức lên thì có cần để ý anh là ai. Về phần Hạ Tưởng nói người thành phố Yến Kỳ thị người phía Nam thì đó là do quan niệm khu vực, rất bình thường. Hạ Tưởng cười ha hả rồi nói với giọng trêu chọc. Giám đốc Viên đến thành phố Yến là vì cái gì? Đương nhiên là kiếm tiền, kiếm tiền có cách thoải mái, còn có cả việc kiếm tiền cố sức. Ai cũng không muốn vất vả kiếm tiền là vì hưởng thụ, không phải kiếm tiền để chịu khổ mà. Viên Bảo Bình thở dài một tiếng giống như vừa chạy mấy cây em. Đúng thế, kiếm tiền là để hưởng thụ, không phải vì chịu khổ. Thực ra tình hình hiện nay của công ty xây dựng Phương Nam đã rất tốt rồi. Tôi về sẽ nói với Mã Tân Lợi làm theo lời của chủ nhiệm Hạ mà làm, không nên cố làm tập đoàn lớn gì theo ý của y. Không nói việc này gần như không thể thành công, dù tốn mười mấy năm có thể thật sự thành lập tập đoàn thì có thể làm gì. Mười mấy năm sau tôi đã thành ông lão thì còn hưởng thụ được cái gì? Người còn sống thì phải hưởng thụ giờ phút này. Mã Tân Lợi, nhân vật số 2 của công ty xây dựng Phương Nam, được xưng là quân sư của công ty xây dựng Phương Nam. Nghe Viên Bảo Bình vừa nói thì có thể thấy Mã Tân Lợi rất có dã tâm, rất muốn thoát khỏi khống chế của người khác, còn muốn cứng rắn đi theo con đường lịch sử trước đây. Hạ Tưởng có chút giật mình, hắn tốn bao công sức cũng không thể khiến Mã Tân Lợi lật sao. Cuối cùng lại một lần nữa quay về tiến trình lịch sử. Giám đốc Viên còn có người cộng tác sao? Hạ Tưởng ra vẻ tùy ý nói. Đúng, Mã Tân Lợi theo tôi từ phía Nam tới đây, đầu óc của y tốt hơn tôi nhiều, người lại thông minh, có thể nói tôi không bằng y. Chuyện lớn chuyện nhỏ về cơ bản đều do Mã Tân Lợi quyết định. Hai người muốn hợp tác gây dựng sự nghiệp thì nhất định phải đồng tâm hiệp lực tiến về một phía, không nên phân chia ra. Lão Mã nếu biết ăn nói thì bảo y quay về phía Nam để phụ trách tuyển công nhân mới, thậm chí có thể trực tiếp bồi dưỡng rồi đưa đến đây là có thể làm việc. Viên Bảo Bình, anh ở đây nhận công trình. Một người Nam, một người Bắc phân công hợp tác không lo không kiếm được nhiều tiền. Hạ Tưởng nghĩ ra một kế một mũi tên trúng hai đích, cũng coi như miễn phí đưa kế cho Viên Bảo Bình. Viên Bảo Bình ngồi không yên nữa, y dù khôn khéo. Nghi ngờ hơn nữa thì cũng phải cảm động vì Hạ Tưởng nhiều lần bày mưu tính kế giúp mình. Chủ nhiệm Hạ, anh và tôi vốn không quen biết mà chỉ vì tôi có tên là Viên Bảo Bình mà được giúp tôi nhiều như vậy. Lão Viên tôi dù nói lời hay nữa cũng vô dụng, tôi chỉ học một câu nói của giám đốc Lý, về sau có gì dùng tới lão Viên tôi thì cứ nói, xem hành động của tôi. Dù sao đã nói rõ, Hạ Tưởng cũng không thể nào nóng vội được. Có một số việc không phải hắn muốn là có thể thay đổi được. Chỉ có thể ngồi im xem sự thay đổi mà thôi. Thấy Viên Bảo Bình đã cảm động, Hạ Tưởng không khỏi tự trách mình một chút là mình làm như vậy sẽ tốt hay xấu. Từ góc độ của Viên Bảo Bình mà nói thì chính là ngăn con đường phát triển rất nhanh của y, nhưng về lâu dài thì sao không phải cứu y một mạng. Đứng ở lập trường các công ty xây dựng tỉnh Yến thì coi như giảm thiểu tính cạnh tranh, bảo vệ bát cơm của rất nhiều người. Tổng thể mà nói coi như là người tốt đi, đây là kết luận của Hạ Tưởng. Bữa trưa Viên Bảo Bình mạnh mẽ mời mọi người đi ăn. Sau khi ăn xong Viên Bảo Bình còn muốn bố trí tiết mục. Hạ Tưởng từ chối, không phải hắn ra vẻ thanh cao. Một người đàn ông nếu bên cạnh có một cô gái tuyệt đẹp thì sẽ không còn hứng thú với mấy cô gái phong trần. Viên Bảo Bình thấy Hạ Tưởng không thích cái này liền lấy một túi trà rất ngon trong xe ra đưa cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết đây là cách để tăng cường quan hệ, tình cảm của đôi bên nên cũng nhận. Viên Bảo Bình rời đi. Hạ Tưởng liền nói chuyện với Lý Hồng Giang một lát nữa. Lúc có Viên Bảo Bình ở đây thì Hạ Tưởng còn khá khách khí, nhưng khi đứng nói chuyện một mình với Lý Hồng Giang thì hắn tùy tiện hơn nhiều. Lý Hồng Giang đúng là rất hâm mộ việc Hạ Tưởng được Tào gia đãi ngộ. Nghe nói Hạ Tưởng đã thăng lên trưởng phòng, mắt y liền sáng lên mà nói.
Tôi bây giờ càng lúc càng phục cậu, mới 24 tuổi đã là trưởng phòng, mẹ ơi, so với tôi còn tốt hơn. Có lẽ 2 năm nữa lên cấp phó huyện, chỉ bằng tuổi tôi sẽ làm đến cấp phó giám đốc, đúng là phục rồi. Đúng là con người không thể so sánh với nhau, tức chết tôi. Y xoa xoa mặt đứng lên lại ngồi xuống đầy hưng phấn. Cũng may là tôi sớm quen cậu, nếu vài năm nữa ánh mắt cậu cao lên, tôi đến trước mặt cậu, cậu cũng không thèm nhìn tôi một cái. Hạ Tưởng không hề khách khí đấm đối phương mà nói. Đừng có mà nịnh bợ tôi, có phải là muốn tôi không nhận anh ngay bây giờ không? Hắn cười cười mà nói. Phó tổng công ty xây dựng số 2 tỉnh cũng là cấp phó huyện, anh còn không hài lòng sao? Thêm vài năm nữa không chừng còn tăng lên rất nhanh. Lý Hồng Giang liền đồng ý mà nói. Nói đúng, ăn phải ăn từng miếng, tôi biết, trước kia mỗi ngày muốn tiến thêm một bước lên làm ở tổng công ty. Nhưng khi lên làm phó tổng lại thấy bên trên còn có tổng giám đốc. Con người sẽ không có bao giờ thấy thỏa mãn, không ai là không muốn thăng quan. Nhưng trước khi thăng quan cũng phải làm tốt công việc trong tay mới được, không thể nào tay không bắt giặc mà. Hạ Tưởng mắng y. Nói chuyện văn minh một chút được không? Tuy rằng tôi không chê anh nhưng anh cũng phải chú ý hình ảnh chứ. Là phó tổng giám đốc công ty rồi cơ mà. Tôi cấp phó huyện và cậu là cấp trưởng phòng không thể so sánh. Tôi là cấp bậc bên công ty mà thôi, nếu đến chính quyền thì đều không thừa nhận, chỉ có tác dụng trong công ty. Vừa ra khỏi cánh cửa công ty xây dựng số 2 tỉnh, đổi một đơn vị khác thì người ta sẽ nói rất xin lỗi không chấp nhận cấp bậc của anh. Lý Hồng Giang nói câu này tuy mang vẻ châm chọc nhưng thực ra Hạ Tưởng có thể nhìn ra y rất chú ý cái chức phó tổng giám đốc công ty xây dựng số 2. Công ty xây dựng số 2 tốt xấu cũng có hơn 1.000 người, làm phó tổng giám đốc cũng có quyền lực mà phải không? Cho nên tôi nói ông em Hạ, cậu về sau có chuyện gì tìm tôi, có việc gì không tiện ra mặt thì trong tay tôi có rất nhiều anh em để làm, giải quyết chỉ có một câu là xong. Hạ Tưởng mở to mắt không nói gì mà nghe Lý Hồng Giang nói. Nói một lúc, Lý Hồng Giang cũng mệt, y nghĩ tới Viên Bảo Bình mà nói. Công ty xây dựng Phương Nam về sau sẽ như thế nào? Nếu công nhân của bọn họ dùng tốt thì tiếp tục sử dụng. Lão Viên này anh tiếp xúc nhiều hơn tôi. Anh nói có đáng quan hệ hay không? Cũng được, người phía Nam tuy rằng khôn khéo một chút, chẳng qua quen lâu cũng có vẻ chân thành, cũng giảng tình nghĩa. Lý Hồng Giang vừa nói rồi đột nhiên nhớ đến gì đó nên có chút khó hiểu nói. Ông em, không ngờ lúc bé nhà chú lại nghèo như vậy. Còn thảm hơn lúc tôi còn nhỏ, cậu có thành tích như hôm nay đều dựa vào cố gắng của mình đúng là không đơn giản. Tôi mà có nửa tinh thần chịu mệt như cậu thì bây giờ đã ngồi lên vị trí tổng giám đốc công ty xây dựng số 2 rồi. Tối Hạ Tưởng từ chối lời mời ăn cơm của Lý Hồng Giang, hắn cũng không về Tào gia. Hắn gọi điện bảo Tào Thù Lê trực tiếp đến khu chung cư Hưng Vinh. Hắn còn chưa lên lầu thì đã gặp Tôn Cải Nhạc, Tôn Cải Nhạc rất vui mừng muốn kéo Hạ Tưởng đi ăn cơm. Hạ Tưởng nghĩ mình cũng có quan hệ với Tôn Hiện Vĩ, Tôn Cải Nhạc vô hình chung có tác dụng thúc đẩy. Y tuy rằng thích gây chuyện nhưng cũng không phải sinh viên xấu nên đã đồng ý. Sau khi ăn xong về nhà chuẩn bị ngủ thì thấy điện thoại di động đổ chuông, vừa cầm thấy là tin nhắn. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Một tin nhắn không đầu không cuối, một số điện thoại xa lạ nặng nề nết không thèm để ý. Hắn vừa mơ màng muốn ngủ thì lại nhận được một tin nhắn khác. Vì sao không trả lời? Hạ Tưởng đang ngủ ngon lại bị quấy dày nên rất khó chịu mà nhắn lại. Nhầm người rồi, đừng làm phiền. Hôm sau khi đi làm, chuyện tin nhắn đã bị hắn vứt qua sau đầu. Hắn vừa xử lý xong vài chuyện thì nghe thấy có tiếng cười sang sảng ở ngoài truyền vào. Phó chủ nhiệm Ngô, mấy hôm không gặp đã thấy vui vẻ, chắc có việc vui rồi. Sao, không chào đón tôi ư? Cửa mở ra, một người đàn ông tóc cắt cua, cao to đi vào. Ánh mắt y nhìn qua Hạ Tưởng, sau đó như không có việc gì mà chào Khúc Nhã Hân. Phó chủ nhiệm Khúc càng lúc càng đẹp, hâm mộ, hâm mộ. Ngày mai tôi sẽ bảo bà vợ đến hỏi chị xem làm như thế nào để giữ gìn sắc đẹp. So sánh với chị thì cô ta mặt vàng khè đúng là không thể nhìn nổi. Khúc Nhã Hân không tiếp lời của y mà cười nói. Giám đốc Kiều Hạ Cố tới đây đúng là hiếm có. Vừa lúc tôi giới thiệu một chút, đây là chủ nhiệm Hạ của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô chúng tôi. Bây giờ do chủ nhiệm Hạ chủ trì công việc hàng ngày. Kiều Bạch Điền lúc này như mới nhìn thấy Hạ Tưởng, y rất biết ý mà nở nụ cười nói.
đã sớm nghe tới tên tuổi của chủ nhiệm Hạ, không ngờ lại còn trẻ như vậy, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Y đưa một tờ danh thiếp ra rồi chủ động giới thiệu. Kiều Bạch Điền bất động sản Cát Thành. Hạ Tường hiểu rõ đây là Kiều Bạch Điền ra vẻ, hắn cũng cười cười cầm lấy danh thiếp và bắt tay Kiều Bạch Điền. Hạ Tường, rất vui được biết Giám đốc Kiều. Giám đốc Kiều có việc gì thì có thể nói trước với Phó chủ nhiệm Khúc hoặc Phó chủ nhiệm Ngô. Tôi còn có việc phải làm nên không nói chuyện được. Hạ Tường bỏ qua Kiều Bạch Điền rồi ngồi xuống xem tài liệu. Kiều Bạch Điền biết rõ hắn tới làm phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo mà trước đó không hề chủ động hiện thân, tất nhiên là cố ý tìm hiểu về hắn. Bây giờ thấy Hạ Tường chủ trì công việc hàng ngày liền ra mặt. Vừa nãy vào cửa còn cố ý quen hắn, nói chuyện với Khúc Nhã Hân bằng giọng rất quen thuộc, đây là không coi hắn vào đâu. Nghĩ tới đây Hạ Tường liền nghĩ mình vứt Kiều Bạch Điền sang bên thì có gì phải ngại. Kiều Bạch Điền bị Hạ Tường vứt sang bên nên có chút khó chịu. Y quay đầu lại muốn nói chuyện với Khúc Nhã Hân để lấy lại mặt mũi, Khúc Nhã Hân lúc này cũng đang bận rộn làm việc đến độ không ngẩng đầu lên làm y càng thêm bực tức. Vừa lúc Ngô Cảng Đắc từ bên ngoài tiến vào, Kiều Bạch Điền liền nói với Ngô Cảng Đắc. Phó chủ nhiệm Ngô, từ khi chủ nhiệm Hạ nhận chức tới nay khiến tính tích cực của văn phòng tổ cải tạo tăng lên rất nhiều. Chủ nhiệm Hạ có năng lực, có sự xung kích, nhiệt tình của tuổi trẻ, rất tốt. Chương 181, một cuộc giao đấu. Ngô Cảng Đắc sao có thể không nghe ra ý của Kiều Bạch Điền. Kiều Bạch Điền đây là đang cười nhạo mình và Khúc Nhã Hân đều phải nghe lời Hạ Tường nói. Giám đốc Kiều nói đúng, bây giờ tôi và Phó chủ nhiệm Khúc đều hỗ trợ công tác của chủ nhiệm Hạ. Năng lực của chủ nhiệm Hạ thì toàn thể nhân viên văn phòng tổ cải tạo đều thấy rõ như ban ngày. Chủ nhiệm Hạ mặc dù còn trẻ nhưng tôi và Phó chủ nhiệm Khúc rất khâm phục. Đều cho rằng văn phòng tổ cải tạo có chủ nhiệm Hạ lãnh đạo thì sẽ dễ dàng đối phó cục diện phức tạp, mới không bị vài kẻ có ý đồ xấu lừa gạt, lợi dụng. Kiều Bạch Điền tái mặt, trong lòng càng thêm khó chịu hơn nữa. Hôm nay y tới văn phòng tổ cải tạo là vì việc cưỡng chế ở phố Nhị Thập Lý khó khăn, gây rối càng lúc càng nhiều hơn. Công ty ra mặt nhưng thôn dân không thèm để ý tới, luôn mồm yêu cầu chính quyền ra mặt. Công trình đã chậm hơn nửa tháng. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể hoàn thành giải phóng mặt bằng trong thời gian đã định. Y vốn nghĩ mình thu phục xong Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân thì hai người này sẽ cố sức thay y giải quyết vấn đề. Nhưng không ngờ vấn đề còn chưa được giải quyết thì đột nhiên có Hạ Tưởng này chạy ra. Hạ Tưởng vừa tới văn phòng tổ cải tạo đã khiến thái độ Ngô Cảng Đắc thay đổi rất nhiều. Từ ban đầu tích cực hợp tác biến thành qua quyết cho xong chuyện. Kiều Bạch Điền cũng biết đứng sau trong vụ gây rối ở phố Nhị Thập Lý có bóng dáng của bất động sản Thiên An. Chẳng qua chuyện kinh doanh vốn chính là mày đâm tao một dao, tao bắn sau lưng mày một súng. Trước đó y đã cứng rắn cướp phố Nhị Thập Lý từ trong tay bất động sản Thiên An, trong lòng cũng nghĩ đến đối phương nhất định không chịu để yên. Lúc ấy y cũng rất yên tâm, không phải còn có văn phòng tổ cải tạo sao. Ai cũng biết văn phòng tổ cải tạo chính là do thị trưởng Trần thành lập để giải quyết tranh chấp giúp cho các nhà đầu tư bất động sản. Văn phòng tổ cải tạo vừa có chỗ dựa là chính quyền, lại đại biểu khuynh hướng cá nhân của thị trưởng Trần, cũng thể hiện tác phong làm việc của thị trưởng Trần. Kiều Bạch Điền cũng nghĩ thị trưởng Trần có thể không nể mặt thị trưởng Đàm, nhưng nhất định phải nể mặt bí thư Thôi. Bí thư Thôi là thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng Trần dù mạnh mẽ, cứng rắn hơn nữa thì cũng chỉ là phó. Bí thư Thôi nếu đã ra mặt nói chuyện giúp bất động sản Cát Thành, văn phòng tổ cải tạo đại biểu khuynh hướng cá nhân của thị trưởng Trần còn có thể nghiêng về phía bất động sản Thiên An khi giải quyết vấn đề phố Nhị Thập Lý sao? Không thể. Chuyện không thể vậy mà lại thực sự diễn ra. Kiều Bạch Điền hiểu rất rõ đây là tên Hạ Tưởng chủ trì công việc của văn phòng tổ cải tạo đang muốn phủ đầu mình. Kiều Bạch Điền cố ý không thèm để ý tới Hạ Tưởng là vì cho rằng Hạ Tưởng từng này tuổi và vào văn phòng tổ cải tạo sẽ không đấu lại Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân, cho nên không cần phải đi quan hệ với thằng trẻ danh. Hơn nữa y cũng cho rằng nếu văn phòng tổ cải tạo thể hiện ý chí của bản thân thị trưởng Trần, hơn nữa vào lúc quan trọng thị trưởng Trần đã giao phố Nhị Thập Lý cho bất động sản Cát Thành thì đã tỏ rõ thái độ. Chẳng lẽ văn phòng tổ cải tạo không hiểu được ý đồ của thị trưởng Trần sao? Còn không cảm thấy thị trưởng Trần nghiêng về phía bất động sản Cát Thành sao? Suy đoán của Kiều Bạch Điền về văn phòng tổ cải tạo sẽ làm giúp mình đã thất bại. Đồng thời cũng khác rất nhiều tưởng tượng của y, Hạ Tưởng chẳng những chủ trì công việc hàng ngày, hơn nữa Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân trước đó đều rất nhiệt tình với y thì cũng đã đổi sang thái độ giải quyết việc công.
Y vừa tức vừa vội nhìn Hạ Tưởng đang ngồi như thả cần câu làm y rất khó chịu. Y thầm nghĩ không phải một cán bộ cấp phòng nhỏ nhoi mà dám đấu với bất động sản Cát Thành sao? Không hỏi xem chỗ dựa của bất động sản Cát Thành là ai sao? Là thị trưởng Đàm, là bí thư thôi. Kiều Bạch Điền tự nhận chỗ dựa của mình cứng rắn, lại tự nhận định nếu thị trưởng Trần giao phố nhị thập lý cho bất động sản Cát Thành, như vậy văn phòng tổ cải tạo phải đầy đủ hiểu ý của lãnh đạo. Hạ Tưởng không nghiêng, không giúp bất động sản Cát Thành chính là chống đối thị trưởng Trần, như vậy nhất định không có kết quả tốt. Hơn nữa dù là thị trưởng Trần không xử lý hắn, thị trưởng Đàm nếu xử lý hắn thì hắn cũng không chịu được. Kiều Bạch Điền đi tới trước mặt Hạ Tưởng rồi nói với giọng lạnh nhạt. Chủ nhiệm Hạ, thôn dân phố nhị thập lý thường xuyên gây rối khiến chúng tôi không thể giải phóng mặt bằng được. Có phải nên mời chủ nhiệm Hạ ra mặt đả thông công tác một chút không, cũng làm cho bất động sản Cát Thành nhanh chóng có đất, xây dựng khu dân cư mới, tích cực phối hợp với quy hoạch toàn thành phố của thị trưởng Trần không? Hạ Tưởng ngẩng đầu lên, mặt không hề có nụ cười mà nói. Giám đốc Kiều, chính sách giải phóng mặt bằng đó là nếu như nhà đầu tư nhận cải tạo thôn nội đô thì sẽ do nhà đầu tư tự mình giải quyết việc giải phóng mặt bằng. Vấn đề tranh cãi thì cơ quan nhà nước sẽ không trực tiếp tham gia. Kiều Bạch Điền thầm mắng một tiếng. Ai chẳng biết văn phòng tổ cải tạo chưa bao giờ lấy cái chính sách chó má này ra mà làm lý do, muốn chơi ông sao? Kiều Bạch Điền rất khó chịu nên lộ rõ ra mặt, y không kiên nhẫn mà nói. Chủ nhiệm Hạ, nói cũng không thể nói như vậy. Trước khi anh tới thì phó chủ nhiệm Ngô vẫn rất tích cực phối hợp giải quyết vấn đề ở phố nhị thập lý. Sao chủ nhiệm Hạ vừa đến công tác liền đình trệ vậy? Có phải là chủ nhiệm Hạ có ý kiến với Kiều Bạch Điền tôi, hay là có ý kiến với bất động sản Cát Thành? Lời này của Kiều Bạch Điền không hề làm Hạ Tưởng tức giận, hắn còn cười nói. Tôi vừa tới văn phòng tổ cải tạo, không biết giám đốc Kiều, lại chưa từng nghe qua bất động sản Cát Thành thì có ý kiến, có cái nhìn gì chứ? Ý của Hạ Tưởng chính là Kiều Bạch Điền mày là ai, bất động sản Cát Thành là thần tiên ở đâu? Xin lỗi không biết. Kiều Bạch Điền đã tức giận, y đập bàn mà nói. Chủ nhiệm Hạ, anh còn rất trẻ. Làm việc gì cũng cần suy nghĩ rõ ràng nếu không hối hận cũng không kịp đâu. Hạ Tưởng cũng lạnh nhạt nói. Giám đốc Kiều, đập bàn ở văn phòng tổ cải tạo thì hình như sai rồi. Đây không phải là văn phòng anh, đây là cơ quan nhà nước. Kiều Bạch Điền tức giận đùng đùng định nói gì đó thì ngoài cửa đột nhiên tiến vào đi tới trước mặt Hạ Tưởng rồi nói với giọng báo cáo công việc. Chủ nhiệm Hạ, xe của chúng ta đã hỏng, không có cách nào tới hiện trường, làm sao bây giờ? Lần trước Hạ Tưởng vốn đang muốn Kiều Bạch Điền mất máu, vì thế hắn đã bảo Trung Nghĩa Bình vừa thấy Kiều Bạch Điền tới liền tìm đúng thời cơ nói việc xe ô tô hỏng. Bây giờ hắn đã thay đổi ý tưởng chính là muốn đấu với Kiều Bạch Điền một phen, thử xem phản ứng khắp nơi là như thế nào, như vậy cũng tốt cho phán đoán trong lòng hắn. Hắn quên không nhắc Trung Nghĩa Bình không nên đề cập tới việc này. Không ngờ đang khi tranh cãi với Kiều Bạch Điền thì Trung Nghĩa Bình lại tiến vào. Hạ Tưởng suy nghĩ thì thấy như vậy cũng tốt, lấy một chiếc xe thử Kiều Bạch Điền này xem. Thông qua thái độ của Kiều Bạch Điền là có thể thấy được suy nghĩ của nhân vật sau lưng. Hạ Tưởng đã có quyết định nên gật đầu nói với Trung Nghĩa Bình. Tôi biết rồi, mang đi sửa đi, xe dù sao cũng sẽ hỏng mà. Còn việc không tới được hiện trường thì cậu nghĩ biện pháp giải quyết một chút. Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân đều biết ý ngậm miệng, không nói gì. Trung Nghĩa Bình đến làm lửa giận trong lòng Kiều Bạch Điền giảm đi. Khi thấy Hạ Tưởng từ trước đến giờ không hề ra vẻ tức giận thì khá giật mình. Khi thầm nghĩ thằng Hạ Tưởng này tuổi không nhiều mà tâm tư khá sâu, mình tức giận mà hắn không hề có vẻ tức giận gì cả, xem ra rất giỏi nhịn. Chẳng qua y cũng không để trong lòng, y cho rằng Hạ Tưởng đang giả vờ mà thôi, thằng thanh niên dễ xúc động, nếu không sao có thể không hiểu được ý đồ của thị trưởng Trần. Nghe Trung Nghĩa Bình nói như vậy, y coi như hỏi hóa ra là quà không đưa tới, còn lớn miệng đòi một chiếc ô tô. Y vừa tức vừa cười thầm trong lòng, tính kế ai thì tính, lại đòi tính kế lên đầu ông, không hỏi ông là ai ư. Kiều Bạch Điền thở hổn hển rời đi, lúc này Ngô Cảng Đắc cẩn thận nói. Chủ nhiệm Hạ, nghe nói Kiều Bạch Điền có chút lai lịch, không nên tức giận với y làm gì. Khúc Nhã Hân cũng có ý tốt mà nói. Bất động sản Cát Thành mấy năm nay phát triển rất nhanh. Đường đi khá thuận lợi, nhất định là có chỗ dựa. Chủ nhiệm Hạ phải cẩn thận một chút. Hạ Tưởng có thể nghe ra hai người quan tâm mình là thật lòng, hắn cười cười cảm ơn hai người nhưng không giải thích gì nhiều.
Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân thấy Hạ Tưởng không cho là đúng liền nhìn nhau và lộ ra một tia lo lắng. Bọn họ lại nghĩ tới việc Trung Nghĩa Bình đề cập tới xe ô tô hỏng liền cùng nghĩ rằng đừng nói Kiều Bạch Điền đưa xe tới mà chỉ sợ Hạ Tưởng rất nhanh sẽ bị bên trên nói. Không ai ngờ được 3 ngày trôi qua mà Hạ Tưởng chẳng những không gặp chút phiền phức nào, mỗi ngày đều tươi cười ra mặt, không hề coi chuyện của Kiều Bạch Điền vào trong lòng. Kết quả đến ngày thứ 5 Kiều Bạch Điền tự mình dẫn người đưa một chiếc Santana tươi cười thân thiết đi lên chào Hạ Tưởng, giống như giữa hai người chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Ngô Cảng Đắc trợn tròn mắt đến độ muốn rơi xuống mặt đất, Khúc Nhã Hân cũng mở rộng tầm mắt. Càng làm hai người ngạc nhiên chính là Hạ Tưởng cũng tươi cười ra mặt nói chuyện rất thân thiết với Kiều Bạch Điền, thái độ chân thành giống như chuyện mấy hôm trước không phải cãi nhau mà là uống một bữa rượu ngon vậy. Ngô Cảng Đắc không khỏi than thở so sánh với Hạ Tưởng thì mình tuy hơn tuổi một chút nhưng lại cảm thấy mình lại nhỏ hơn, Hạ Tưởng lại lão luyện, thành thục hơn giống như một ông lão ở trong quan trường nhiều năm. Khúc Nhã Hân tuy không biết sau lưng xảy ra chuyện gì nhưng nhìn qua thì cũng biết lần này Hạ Tưởng toàn thắng. Hôm sau Ngô Cảng Đắc dẫn người tới phố Nhị Thập Lý. Thôn dân quấy rối, rất sợ hãi, sự sáng suốt của Ngô Cảng Đắc rất nhanh tan rã. Về sau phố Nhị Thập Lý không hề xuất hiện hiện tượng gây rối nữa. Hạ Tưởng không hề đắc ý vì thắng trận, hắn vẫn đi làm theo đúng giờ. Xe mà Kiều Bạch Điền đưa đến liền do hắn sử dụng. Mặc dù hắn vào văn phòng tổ cải tạo không được bao lâu. Ba phó chủ nhiệm của văn phòng chỉ có một chiếc xe. Hạ Tưởng cũng không ra vẻ công thần mà vẫn hay trêu chọc với Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân, thi thoảng mời hai người dùng bữa. Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân vừa kính sợ Hạ Tưởng, lại thêm một phần quan tâm. Bọn họ cảm thấy Hạ Tưởng này cũng được, giữ lợi ích của văn phòng tổ cải tạo, hơn nữa lại cố gắng làm việc, chưa bao giờ kể công. Tuy rằng chuyện Hạ Tưởng nhúng tay thì tuyệt đối nói một là một, nhưng hầu hết chuyện đều để cho hai người có đủ quyền lực, đồng thời cũng kính trọng hai người. Ân uy cùng thực hiện được hắn áp dụng quá nhuần nhuyễn. Ba phó chủ nhiệm của văn phòng tổ cải tạo, mỗi người có một chiếc xe mới là khá bắt mắt trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong lòng Cao Hải biết rõ, Trần Phong cũng biết rõ. Hạ Tưởng trước đó khi báo cáo công việc đã báo cáo việc hai chiếc ô tô kia. Sau đó khi Kiều Bạch Điền đưa xe mới tới lại không nhắc đến làm cho Trần Phong có ý kiến với cách làm của Hạ Tưởng. Trong văn phòng Trần Phong, Cao Hải cung kính ngồi trên ghế nghe Trần Phong nói chuyện. Ánh mắt của cậu ta đúng là rất chuẩn, nhìn vấn đề cũng có thể trúng chỗ hiểm. Hơn nữa thủ đoạn xử lý vấn đề rất sắc bén, xảo quyệt và âm hiểm. Trần Phong đắc ý cười cười sau đó lại tự giễu mình. Tuy rằng nói tôi thích âm hiểm nhưng cậu ta đúng là làm hơi quá một chút. Làm cho bất động sản Cát Thành mất mặt thì không phải cố ý ép tôi thay cậu ta giải quyết phiền phức sao. Cao Hải cười cười ra vẻ nghiêm túc nói. Hạ Tưởng dù sao còn trẻ, làm việc có hơi cực đoan, hơi kích động một chút cũng không sao. Cậu ta năm nay mới 24 tuổi, tôi khi từng tuổi này cho rằng nếu không cưới được cô gái mình thích sẽ là tận thế. Tuổi trẻ có thể hiểu mà. Tôi không cho rằng cậu ta trẻ tuổi không có kinh nghiệm. Ngược lại tôi cảm thấy Hạ Tưởng cố ý làm như vậy. Trần Phong nhìn Cao Hải giống như không tin lời vừa nãy của Cao Hải là thật tâm. Anh có phải là cố ý che giấu giúp Hạ Tưởng không? Cao Hải vội vàng nói. Sao có thể thế chứ, thị trưởng Trần, tôi che giấu gì giúp cậu ta chứ? Tôi cảm thấy chính là Hạ Tưởng đi lại khá gần với bất động sản Thiên An, lại có quan hệ với Thẩm Lập Xuân của tập đoàn Đạt Tài. Kiều Bạch Điền ra vẻ ta đây với Hạ Tưởng, cho nên Hạ Tưởng cho đối phương mặt mũi mới là lạ. Đừng nói cậu ta không biết sau lưng bất động sản Cát Thành là thị trưởng Đàm. Bí thư thôi cũng nói chuyện giúp bất động sản Cát Thành. Dù biết thì thanh niên lúc nóng lên thì không cho Kiều Bạch Điền mặt là bình thường. Cao Hải vừa nói vừa thầm quan sát Trần Phong, thấy Trần Phong cũng ra vẻ suy nghĩ nên yên tâm hơn. Cao Hải tiếp tục nói. Thị trưởng Trần, ngài nghĩ xem một bên là bất động sản Thiên An chủ động tỏ ý tốt đưa một chiếc xe tới, một bên là tập đoàn Đạt Tài có quan hệ khá tốt, cũng đưa xe tới. Bất động sản Thiên An cho dù kém bất động sản Cát Thành, nhưng cũng là công ty lớn hàng đầu của thành phố Yến. Càng không cần nói tới tập đoàn Đạt Tài là số 1 số 2 của tỉnh Yến. Có hai công ty này mà Cao Hải còn ra vẻ ta đây thì Hạ Tưởng không tức đó chính là tượng đất. Không thể không nói phân tích và lập luận có đạo lý và sắc sảo. Trần Phong nghe xong cũng khá động tâm, y suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Tôi thật ra cho rằng Hạ Tưởng cố ý chọc Kiều Bạch Điền tức giận là để nhân cơ hội thử phản ứng của tôi.
Nếu Kiều Bạch Điền tức giận khiến tôi gặp áp lực thì về sau triển khai công việc sẽ có nhiều điều e ngại. Bởi vì tuy rằng Hạ Tưởng từ bất động sản Thiên An biết một ít chuyện ở phố Nhị Thập Lý, nhưng cậu ta không biết nội tình trong đó, cũng không đoán được vì sao tôi phải chịu dưới áp lực của bí thư thôi, lúc cuối cùng lại giao phố Nhị Thập Lý cho bất động sản Cát Thành. Nếu tôi không có phản ứng thì dù cho Kiều Bạch Điền không lùi bước, không đưa xe tới thì cậu ta cũng sẽ thu tay lại. Hạ Tưởng không phải là người lỗ mãng, cũng có thể thấy rõ sự ẩn giấu sau lưng sự việc. Trần Phong cười cười đầy ẩn ý, trong mắt mang rõ vẻ thích thú mà nhìn Cao Hải. Thật lòng mà nói, Cao Hải mặc dù cũng cho rằng Hạ Tưởng là nhân tài, nhưng chuyện Hạ Tưởng có thể phát hiện mâu thuẫn giữa bất động sản Thiên An và bất động sản Cát Thành, qua đó lợi dụng đầy đủ mâu thuẫn để đạt mục đích thử Trần Phong, điều này Cao Hải không tin. Y cũng không tin Hạ Tưởng có tầm mắt và tâm cơ như vậy. Cho dù người làm quan mười mấy năm cũng chưa chắc có thể quyết định thật nhanh và đưa ra quyết định phù hợp lợi ích. Quan trường rất phức tạp, không cẩn thận là rơi vào cạm bẫy ngay. Hạ Tưởng làm sao có ánh mắt và dũng khí như vậy. Cho nên lời vừa nãy của y chính là chủ yếu xuất phát từ việc bảo vệ Hạ Tưởng. Trần Phong nhìn Cao Hải một lúc rồi nói. Mặc kệ, không cần biết cậu ta thích gây chuyện thì cứ để cậu ta gây chuyện đi. Văn phòng tổ cải tạo vốn chính là vì quấy nhiễu cục diện khắp nơi nên mới được thành lập, không có một người có cái nhìn đại cuộc, có sự bốc đồng là không thể chủ trì được. Hạ Tưởng cần sân khấu thì tôi sẽ cho cậu ta đủ không gian. Cao Hải rời đi, Trần Phong ngồi một lát rồi gọi Giang Thiên vào mà hỏi. Cậu thấy cách làm của Hạ Tưởng như thế nào? Giang Thiên rất cung kính mà nói. Không đơn giản, không phải hành vi kích động. Trần Phong gật đầu nói. Cao Hải thì sao? Năng lực bình thường, trung thực, giác ngộ cao, có thể dùng một chút. Giang Thiên nghe thị trưởng Trần hỏi liền đáp rõ ràng, không nói thừa một câu. Cậu thấy cá nhân Hạ Tưởng như thế nào? Trần Phong nói lời này chính là muốn thử xem ý kiến theo mình nhiều năm như thế nào. Giang Thiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Tôi không nhìn thấu cậu ta nên không thể nói rõ. Nói không rõ là được rồi. Trần Phong cười cười xua tay nói. Đúng là một thanh niên làm người ta không thể nhìn thấu. Giang Thiên biết ý lui ra, Trần Phong liền cầm máy lên gọi. Phó thị trưởng Tào, tôi là Trần Phong đây, có rảnh không chúng ta ngồi chỗ ăn bữa cơm? Thời gian tiến vào tháng 6, thành phố Yến chính thức vào mùa hè nóng bỏng. Buổi tối rất nhiều người tới bờ sông Bách Tính hóng gió. Các cặp vợ chồng, các đôi nam nữ yêu đương nồng nhiệt đều có. Trong đám người có một thanh niên đẹp trai nhưng hơi đen cùng một cô gái da trắng, xinh đẹp tuyệt trần làm người ta không dám nhìn thẳng đang đi dạo trong đó. Cô gái mặc chiếc váy màu vàng, dù là buổi tối nhưng mỗi một động tác của cô đều lộ vẻ đẹp tuyệt vời làm người đi đường đều phải thầm nhìn cô. Bọn họ thầm than cô gái xinh đẹp như vậy đúng là ít thấy. Tiếu Dai không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người. Chẳng qua cô không quá quen việc nắm tay Hạ Tưởng đi đường. Cô giãy ra mấy lần nhưng bị hắn nắm chặt nên đành nhẹ nhàng nói. Nóng quá, anh bỏ tay ra cho em hít thở không khí chút được không? Không được, tay em mát nắm, cầm tay em rất thoải mái, bỏ ra chẳng phải thiệt cho mình sao? Hạ Tưởng cười cười đưa tay vuốt ve lên mặt Tiếu Dai. Tiếu Dai vừa đi vừa ra vẻ buồn nôn, cô tuy nói mấy câu oán trách nhưng khi cô giả vờ giận trông càng quyến rũ, động lòng hơn. Chẳng những không có chút sức uy hiếp nào lại càng tỏ vẻ cô đang khiêu khích. Hạ Tưởng cũng như vậy, cũng may câu nói tiếp theo của cô làm Hạ Tưởng ngoan ngoãn hơn nhiều. Anh nói em nên làm như thế nào bây giờ? Em muốn tiến vào thị trường rau quả Bắc Kinh, không muốn dễ như vậy mà bỏ tay. Nhưng Hứa Ngạn Nhiên rất phiền phức, suốt ngày vây quanh em. Em rất ghét hắn, không muốn gặp hắn, nhưng lại tiếc khó khăn lắm mới mở được cục diện. Hứa Ngạn Nhiên nói với em nếu em làm bạn gái hắn. Như vậy thị trường rau quả Bắc Kinh thì hắn sẽ giúp em lấy 20%. Nếu em không đồng ý thì thị trường rau quả Bắc Kinh sẽ đóng chặt cửa với em. Hứa Ngạn Nhiên là một thiếu gia của gia tộc Bắc Kinh điển hình, bản chất tiểu nhân, thấy gái đẹp là quấn chặt lấy, ra vẻ không tới tay thể không bỏ qua. Tiếu Dai tuy nóng lòng muốn mở ra thị trường rau quả Bắc Kinh nhưng không có cách nào đối phó được Hứa Ngạn Nhiên nên rất khó chịu. Hôm nay cô gọi Hạ Tưởng tới để nghĩ biện pháp giúp cô. Chương 182, Liên Nhược Hạm vẫn ổn. Hạ Tưởng nhíu mày mà nghĩ, Tiếu Dai bây giờ kinh doanh khá thuận lợi, dần dần chiếm 20% thị trường rau quả thành phố Yến. Hàng tháng lợi nhuận cũng vài chục ngàn,
cứ tiếp tục như vậy thì trong vòng nửa năm cô chiếm 1/3 thị trường rau quả thành phố Yến cũng không có gì là khó. Tiếu Dài có đầu óc, có ánh mắt và có dã tâm. Cô không thỏa mãn với thị trường rau quả thành phố Yến, vì thế khi căn cứ rau quả ở huyện Bá đã đủ cung cấp nguồn hàng sung túc cho cô liền muốn mở thị trường rau quả Bắc Kinh. Công tác giai đoạn đầu khá thuận lợi, mắt thấy sắp thành công thì đột nhiên có một thằng thiếu gia chú ý tới Tiếu Dài, thể nhất định phải đoạt cô được vào tay. Tiếu Dài tự nhận đối phó đàn ông thừa sức, nhưng Hứa Ngạn Nhiên không phải người bình thường, y có nhiều kinh nghiệm trong việc tán gái, cũng có quyền thế. Y vừa nhìn đã thấy nhược điểm của Tiếu Dài là muốn vội vàng tiến vào thị trường rau quả Bắc Kinh, y liền lấy đây là mồi câu dụ dỗ Tiếu Dài. Tiếu Dài đương nhiên sẽ không mắc mưu của y, nhưng thế lực Hứa ra là quá lớn, tất cả các nhà kinh doanh mà cô đã đàm phán từ trước đều tránh cô không gặp, hoặc là hợp tác với người khác, hoặc là xe hợp đồng đã có. Dù sao chỉ trong một đêm tất cả các cửa ở Bắc Kinh đều đã đóng lại đối với cô. Bao dã tâm của Tiếu Dài bị đả kích mạnh. Không tìm được ai nên cô đành tìm Hạ Tưởng mà kể khổ. Hạ Tưởng không phải không muốn nghĩ biện pháp giúp cô, mà bây giờ hắn đúng là bất lực. Tay hắn chưa với được tới Bắc Kinh, Lý Đình Sơn có lẽ chỉ có sức ảnh hưởng ở giới truyền thông, còn đâu cũng có nhiều vấn đề không thể ảnh hưởng tới. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi khuyên Tiếu Dài. Hay là tạm thời thu tay lại, thị trường rau quả thành phố Yến đủ lớn mà, không nên tham quá. Chờ thị trường rau quả thành phố Yến bão hòa thì còn có thị trường rau quả của thành phố Đan Thành, thành phố Bảo Cơ mà, sao lại phải bỏ gần cầu xa, cứ đến Bắc Kinh làm gì? Anh kiểu gì cũng nói được, trước đây anh cho em ý tưởng lên Bắc Kinh, bây giờ lại còn nói thành như vậy, có đáng giận hay không? Tiếu Dài không vui mà nói, đối với dã tâm rất lớn của cô thì thành phố Yến đúng là nhỏ hẹp. Tiếu Dài lúc bực mình làm nũng trông rất đẹp, Hạ Tưởng liền cười cười dụ dỗ cô. Em bây giờ mới chiếm 20% thị trường thành phố Yến, hơn nữa số lượng tiêu thụ của thị trường thành phố Yến sẽ tăng lên. Nếu chẳng may về sau còn có một thị trường rau quả mới phát triển lên, như vậy 20% thị trường của em sẽ giảm mạnh. Em nghĩ kỹ đi, tham lam không ăn được thì đâu. Nói xong Hạ Tưởng ôm chặt cô vào lòng mà nói. Anh không phải là không muốn người khác lừa em đi sao? Tiếu Dài đưa tay ra ôm eo Hạ Tưởng. Em sẽ không chạy theo người khác đâu, anh yên tâm, cho dù không làm kinh doanh nữa. Em cũng có nguyên tắc của mình, vấn đề nguyên tắc thì không thể thương lượng. Cô dựa đầu vào lòng Hạ Tưởng mà nói giống như đang mơ ngủ. Trừ anh ra thì dù tất cả những người đàn ông khác trên đời này đều không cho em cảm giác an toàn. Hơn nữa còn một điều quan trọng nhất là... Tiếu Dài cười hì hì giơ ngón lên chỉ vào mũi mà nói. Anh có ưu điểm mà người đàn ông khác không có. Đó chính là vừa hồn nhiên vừa thành thục, nhất là ánh mắt trong suốt như nước của anh không hề có vẻ không sạch sẽ và trần trụi như những người đàn ông khác, khiến người ta nhìn vào thấy thoải mái. Là người đều thích nghe lời tốt về mình, Hạ Tưởng cũng như vậy. Hơn nữa Tiếu Dài hình dung rất hay, hắn liền đắc ý ngẩng đầu lên ra vẻ không anh thì ai. Không xem Hạ Tưởng này là ai, Hạ Tưởng chính là ánh mặt trời, Hạ Tưởng là anh chàng đẹp trai người gặp người thích. Tiếu Dài cười hì hì đến độ không thể thẳng lưng. Gặp người thích tâng bốc mình nhưng chưa thấy ai tự kỷ như anh, cười chết em. Sao, đã thấy tốt hơn chưa? Hạ Tưởng đổi thái độ mà an ủi Tiếu Dài. Có nhiều niềm vui trong cuộc sống, không chỉ có kiếm tiền không đâu. Hơn nữa cho dù kiếm tiền cũng có nhiều phương pháp, không phải ngoài Bắc Kinh thì trên đời này không đâu kiếm được tiền. Yên tâm đi theo anh sẽ giải quyết vấn đề khó khăn này cho em. Em bây giờ có lên Bắc Kinh thì anh cũng không đồng ý. Anh không hy vọng em bị tên Hứa Ngạn Nhiên quấn chặt lấy. Tiếu Dài lúc này mới hiểu Hạ Tưởng đây là cố ý trêu cho cô vui. Cô ngẩn ra nhìn người đàn ông trước mặt, thực ra gọi là thanh niên thì thỏa đáng hơn. Đôi mắt trong suốt của hắn không có vẻ tham lam và dâm dục như người đàn ông khác. Bộ mặt gầy của hắn lộ ra sự tự tin. Đôi tay mạnh mẽ của hắn cũng tỏ vẻ hắn không hề che giấu muốn chiếm hữu cô. Cô vui mừng cười cười, nước mắt cũng tuôn ra. Em nghe anh, tất cả đều nghe anh. Hạ Tưởng véo véo tai Tiếu Dài mà nói. Vừa khóc vừa cười thì là khóc hay cười. Em đã muốn nghe thì anh nói cho em một tin tức tốt, em nghe không? Tiếu Dài gật đầu, mặc dù trên thực tế cô lớn hơn Hạ Tưởng nửa tuổi nhưng trước mặt hắn, cô luôn cảm thấy hắn chín chắn hơn mình. Sắp tới phố Thập Lý sẽ mở một khu chợ bán sỉ rau quả.
có lẽ nhanh nhất là sang năm sẽ xây xong. Phố Thập Lý. Tiếu Dài rõ ràng là bị tin này làm cho chấn động. Cô nghiêng đầu hình hạ tưởng, sau đó vui vẻ nói. Phố Thập Lý chính là đoạn có vị trí tốt giao nhau giữa Kiều Đông, Kiều Tây, bên Tây và bên Đông cầu phải không anh? Nếu thật sự xây dựng thị trường rau quả lớn ở đó thì chẳng những ảnh hưởng đến cả thành phố Yến, còn có thể ảnh hưởng tới thành phố Đan Thành phía Nam và thành phố Bảo phía Bắc. Về sau tiếp tục phát triển thì sẽ thành căn cứ của toàn bộ tỉnh Yến. Tốt quá, em muốn vào đó. Phùng Húc Quang đúng là không nói sai. Tiếu Dài là nhà kinh doanh trời sinh, có ánh mắt nhạy cảm với thị trường, chỉ nghĩ một chút là nhìn ra được tương lai của nó, đúng là rất lợi hại. Hạ Tưởng đúng là thầm phục cô. Nếu anh cho em quyền ưu tiên lựa chọn tham gia cổ phần vào khu chợ này, đồng thời cũng miễn phí một văn phòng cho em nghĩ sao? Thật sao? Mắt Tiếu Dài sáng rực lên. Người ngay không nói dối mà. Hạ Tưởng rất nghiêm túc nói. Tốt quá, tốt quá. Anh thật vĩ đại, Hạ Tưởng, em yêu anh quá. Tiếu Dài không nhìn được kêu lên. Người xung quanh quay đầu lại nhìn hai người như quái vật. Tiếu Dài cũng biết biểu hiện của mình không đúng nên xấu hổ cười cười kéo Hạ Tưởng chạy nhanh tới chỗ không người. Mặt cô đỏ bừng rồi thở hổn hển nói. Anh nếu dám lừa em thì trong vòng nửa năm không cho anh chạm vào em, cho anh khó chịu đến chết. Lấy cái này uy hiếp mình thì có vẻ không tác dụng mấy. Hạ Tưởng ngẩng đầu nhìn sao trên trời mà nói. Trong quy hoạch của thành phố thì sẽ do bất động sản Thiên An tiến hành xây dựng thị trường rau quả. Cuối tuần này sẽ bắt đầu giải phóng mặt bằng. Nếu như nhanh thì một tháng sau là có thể khởi công. Sao, trong vòng nửa năm không cho anh chạm vào em, hay là nửa năm em sẽ chủ động chạm anh? Tiếu Dài vừa hưng phấn vừa xấu hổ cúi đầu. Hạ Tưởng có thể thấy mặt cô đã đỏ ửng lên. Cùng lắm thì về sau anh muốn làm gì thì làm. Dù sao buôn lãi thì tiền là của anh, người cũng là của anh, còn không phải do anh quyết định sao? Tiếu Dài ngẩng đầu lên, rất kiên quyết nói. Chờ em làm lớn thị trường rau quả thành phố Yến, có đủ thực lực sẽ tiến quân vào thị trường rau quả Bắc Kinh. Em không tin tên Hứa Ngạn Nhiên dám kiêu căng trước mặt em. Tên đàn ông xấu xa, Tiếu Dài này mà bị uy hiếp sao? Hạ Tưởng thấy một người trông rất quen đang đi về phía này nên vội vàng kéo Tiếu Dài nhanh đi về trước. Tiếu Dài có chút khó hiểu nói. Làm gì mà đi gấp như vậy? Về nghiên cứu kỹ xem anh chạm em hay em chạm anh. Em phải nhớ là dùng hết toàn lực, không cho lưu lại sức. Anh! Tiếu Dài xấu hổ không nói thành lời. Thứ hai Hạ Tưởng vừa tới văn phòng liền nhận được điện của Kiều Bạch Điền nói là chưa mời hắn ăn cơm. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Lần trước sau khi Kiều Bạch Điền chủ động yếu thế, tươi cười đưa xe lên thì Hạ Tưởng cũng thu tay lại. Hắn bảo Tôn Hiện Vĩ thu tay rồi dồn hết tâm trí mà xây dựng khu chợ rau quả ở phố Thập Lý. Bởi vì có quan hệ với trưởng ban Phương, hơn nữa lại được phó thị trưởng thường trực Tào mạnh mẽ ủng hộ nên mấy hôm trước Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị về quy hoạch của các chuyên gia. Cuối cùng Trần Phong quyết định việc giao cho bất động sản Thiên An xây dựng khu chợ rau quả ở phố Thập Lý. Bí thư Thôi im lặng không lên tiếng ở việc này. Tôn Hiện Vĩ sau khi tìm người nghiên cứu về khu chợ rau quả ở phố Thập Lý liền càng xác định ý tưởng của Hạ Tưởng, càng thêm phục Hạ Tưởng. Hơn nữa y nghe nói Hạ Tưởng và Kiều Bạch Điền cãi nhau liền cho rằng Hạ Tưởng xả giận cho mình, càng cho rằng tên này được. Y coi Hạ Tưởng là người nhà mình. Bữa trưa Hạ Tưởng khi đi ăn với Kiều Bạch Điền liền gọi theo Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân. Mọi người đều coi như chuyện không thoải mái trước đây chưa từng diễn ra, nói chuyện vui vẻ hết chuyện này đến việc kia, chẳng qua không liên quan gì mấy tới công việc. Mọi người đều hiểu rằng mặc dù ngoài mặt duy trì hài hòa nhưng do lập trường khác nhau nên vĩnh viễn không thể nào hợp tác một cách chân thành. Hạ Tưởng còn không biết cuộc nói chuyện của Trần Phong và Cao Hải, cùng với việc Trần Phong đoán về hắn. Nếu biết thì nhất định sẽ chấn động và không khỏi khen Trần Phong đúng là gừng càng già càng cay. Trần Phong đúng là đã phân tích rõ tâm tư của hắn. Hắn đây là cố ý tranh cãi với Kiều Bạch Điền để thử xem phản ứng của Trần Phong. Muốn xem thái độ của thị trưởng Trần với việc đi lại gần giữa Đàm Long và Bí Thư Thôi là như thế nào. Là nhân nhượng hay là ra vẻ không có việc gì. Cuối cùng từ việc Kiều Bạch Điền yếu thế có thể thấy Trần Phong lần trước nhường Bí Thư Thôi nhất định là có ẩn tình nào đó. Tuy rằng phố Nhị Thập Lý cuối cùng đã cho người của Bí Thư Thôi, nhưng sau đó Trần Phong cũng không thiên vị bất động sản Cát Thành. Điều này chứng minh Trần Phong cùng lắm tôn kính Bí Thư Thôi một chút chứ không phải là kính sợ.
Hạ Tưởng cũng hiểu rõ văn phòng tổ cải tạo tuy rằng danh nghĩa không chính thống, thành lập lâu như vậy cũng chưa chính vào biên chế là vì Trần Phong cố ý là vậy, khiến cho nó như một văn phòng nửa dân gian nửa chính thức để tạo quan hệ cân bằng giữa các nơi. Trần Phong rất thông minh, rất giàu hoạt, thậm chí còn có thể dùng từ Trần Phong hình dung Hạ Tưởng với chính y rất âm hiểm. Chẳng qua suy nghĩ từ góc độ chính trị thì cách làm của Trần Phong là rất bình thường. Y muốn làm ra thành tích, vừa phải đối phó với sự xa lánh và kìm kẹp của quan trường, vừa phải đề phòng người khác đâm sau lưng, lấy được thành tích thì lúc nào đều giống như đi trên tấm băng mỏng. Huống chi cải tạo thôn nội đô là công trình lớn liên quan tới lợi ích của vô số người. Sau khi cải tạo cũng mở ra lợi ích kinh tế không thể phán đoán. Đây là mảng thịt béo quá lớn, ai chẳng đỏ mắt. Ai lại không nhìn chằm chằm vào đó. Hạ Tưởng cũng hiểu nỗi khó xử của Trần Phong. Đối với việc Trần Phong đưa mình tới văn phòng tổ cải tạo là có ý đồ xấu, cũng từng đoán nếu không phải mình có mười mấy năm kinh nghiệm tái sinh thì không thể ứng phó được văn phòng tổ cải tạo này. Văn phòng tổ cải tạo vừa làm trọng tài, vừa làm vận động viên. Có thể lấy thân phận chính quyền ra mặt, cũng có thể làm tay đấm đe dọa người. Thân phận có thể thay đổi, gương mặt có thể thay đổi, nhưng một điều không thay đổi chính là văn phòng tổ cải tạo thể hiện ý chí cá nhân của thị trưởng Trần, không phải thể hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố mà đi giải phóng mặt bằng. Trần Phong là thị trưởng mạnh mẽ cứng rắn thì đúng, cũng có chỗ dựa mạnh. Nhưng Tào Bá Bá lại không hề mạnh, phó thị trưởng thường trực không có chỗ dựa đủ mạnh. Hạ Tưởng hiểu rõ mình chẳng qua chỉ là một con tốt qua sông chiếm vị trí quan trọng mà thôi, có thể thành lưỡi dao sắc bén hoặc là bị các thế lực khắp nơi chèn ép khiến tan xương nát thịt. Cho nên hắn phải tự bảo vệ mình, phải tìm kiếm tất cả lực lượng để mình lớn mạnh hơn, phải mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, không thể đặt an toàn của mình vào một người. Trần Phong thưởng thức và coi trọng hắn, có thể đề bạt sử dụng hắn. Nhưng đó là ở tình hình bình thường, còn nếu khi xảy ra chuyện lớn thì bất cứ ai đều phải hy sinh, vậy ai còn có thể bảo vệ cho hắn? Bất cứ là ai, bao gồm của Trần Phong cũng sẽ không bảo vệ hắn. Hạ Tưởng không ngu ngốc cho rằng Trần Phong nói chuyện đúng suy nghĩ trong lòng, nhìn như hiền hòa nhưng lúc quan trọng sẽ liều lĩnh tất cả mà bảo vệ hắn. Trần Phong là chính trị gia, không phải hiệp khách vì bạn mà không tiếc mạng mình. Hơn nữa trong cuộc sống thực tế cũng không có người như vậy. Văn phòng tổ cải tạo chỉ là một quân cờ của Trần Phong. Nó có thể anh dũng xung phong, cũng có thể ném đi để giảm sóc, dùng tốt thì đó là khẩu súng xịn, dùng không tốt thì nó sẽ là vật hy sinh cho kế hoạch cải tạo thôn nội đô. Hạ Tưởng tự biết chính mình, hắn biết mình phải lợi dụng sự tin tưởng của Trần Phong mà tạo vầng sáng trong văn phòng tổ cải tạo, lợi dụng quyền lực của nó mà cố gắng tạo thế lực. Cũng phải cố gắng vì Trần Phong cân bằng cục diện bị chèn ép. Nếu không thì chưa chờ hắn kịp vững cánh đã bị Trần Phong vứt bỏ. Đương nhiên so sánh với những người khác thì Trần Phong là một chính trị gia đủ tư cách. Ít nhất y còn có trái tim vì dân chúng, còn có tư tâm, nhưng vẫn chưa đủ đáng giá để Hạ Tưởng dựa vào. Bây giờ mới chỉ là tiếp xúc một góc thế lực các nơi liên quan đến việc cải tạo thôn nội đô mà thôi, rất nhiều nhân vật cao cấp còn chưa xuất hiện. Nhưng Hạ Tưởng tin rằng theo việc cải tạo thôn nội đô tiến gần vào khu phố trung tâm, việc tranh đoạt lợi ích sẽ càng lúc càng kịch liệt. Khu đất trung tâm quá đắt đỏ, là tài nguyên không thể tái sinh nên không tranh nhau vỡ đầu chảy máu mới là lạ. So sánh với xung đột nho nhỏ với Kiều Bạch Điền thì tương lai mới là khó khăn thật sự, trách nhiệm nặng nề. Kiều Bạch Điền thấy Hạ Tưởng ăn cơm có vẻ không tập trung, trong lòng y cũng không hề thoải mái. Lần trước y tức giận vì Hạ Tưởng. Sau đó về nói với Đàm Long. Đàm Long nghe xong không lập tức tỏ thái độ, bảo Kiều Bạch Điền chờ một ngày rồi nói. Hôm sau Đàm Long chủ động tìm Kiều Bạch Điền, nói cho y đáp ứng yêu cầu của Hạ Tưởng, đưa xe cho Hạ Tưởng. Kiều Bạch Điền không phục, Đàm Long không giải thích nhiều mà chỉ nói một câu. Bí thư thôi nói lui là lui. Kiều Bạch Điền đương nhiên không biết Đàm Long cũng tức giận và báo cáo việc này với bí thư thôi. Khi ấy bí thư thôi nghe xong chỉ thản nhiên. Ồ, một tiếng sau đó hỏi lại. Chuyện nhỏ nhặt trẻ con cãi nhau về sau đừng làm phiền tôi. Chẳng lẽ lần sau Kiều Bạch Điền tranh gái bị thiệt cũng cần thành ủy ra mặt sao? Lão Đàm, anh muốn giúp người thì cũng tìm người có đầu óc, biết kiềm chế chứ. Sao lại tìm Kiều Bạch Điền? Đàm Long không dám nói nhiều nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Chọn Kiều Bạch Điền không phải là do tên này dễ sai bảo ư. Đổi một tên có đầu óc mưu kế. Cuối cùng không khống chế được chẳng phải việc xấu sao. Chẳng qua y không dám phản bác lại bí thư thôi, đành quay đầu lại nói một câu kia với Kiều Bạch Điền.
Kiều Bạch Điền bị Hạ Tưởng làm tức, bây giờ lại bị Đàm Long mắng thì sao có thể vui vẻ được. Nhưng y lại không thể không nở nụ cười mà mời Hạ Tưởng dùng cơm. Bây giờ lại thấy Hạ Tưởng ra vẻ mất tập trung, suy nghĩ đâu đâu nên y đúng là không nhịn được nên nói. Chủ nhiệm Hạ có phải vẫn còn có ý kiến với tôi không? Anh xem, xe đã tặng anh, cơm cũng mời, anh còn muốn tôi như thế nào nữa? Hạ Tưởng bởi vì chuyện Kiều Bạch Điền liên quan đến các mặt quan hệ trên thành phố, dù có tức thì hắn cũng không việc gì phải chấp nhặt người như Kiều Bạch Điền. Kiều Bạch Điền chưa đáng để Hạ Tưởng chú ý. Hạ Tưởng giơ chén lên nói. Tôi mời Giám đốc Kiều một chén này để cảm ơn Giám đốc Kiều đã ủng hộ văn phòng tổ cải tạo. Vừa nãy tôi suy nghĩ một chuyện nên hơi thất thần chút. Tôi xin lỗi. Ngô Cảng Đắc rất biết ý mà hỏi. Chủ nhiệm Hạ có phải nghĩ tới bạn gái không? Trẻ tuổi đúng là rất nhiệt tình, tuổi trẻ mà suy nghĩ đến bạn gái là bình thường. Tôi dù sao cũng đã trải qua thời kỳ này mà. Chủ nhiệm Hạ có cần tôi giới thiệu một bạn gái không? Ngô Cảng Đắc nói vào khiến không khí sôi nổi hơn. Ngô Cảng Đắc cũng nhân cơ hội nói muốn giới thiệu bạn gái cho Hạ Tưởng, còn dõng dạc nói mình biết nữ MC của đài truyền hình tỉnh Thu Ái. Còn nói Thu Ái bây giờ chưa có bạn trai, tuổi cũng là 24 như Hạ Tưởng. Mà họ Hạ, họ Thu cũng có duyên phận, có thể giới thiệu cô với Hạ Tưởng. Về đến văn phòng, Khúc Nhã Hân như nghĩ ra gì đó nên đột nhiên nói một câu. Thu Ái tôi cũng quen, trông rất đẹp, tính cách lại tốt, rất thích hợp với chủ nhiệm Hạ. Hạ Tưởng cười cười không nói gì, hắn bây giờ không có tâm tư với người phụ nữ khác. Nhất là bây giờ có Tào Thù Lê, còn có cả Tiếu Giai đã đủ để hắn ứng phó rồi. Tào Thù Lê đáng yêu, Tiếu Giai quyến rũ động lòng, đều là các cô gái hiếm có. Thu Ái dù sao cũng không phải người phụ nữ trong đời hắn. Đột nhiên hắn ngẩn ra và nhớ đến tin nhắn khó hiểu nhận được mấy hôm trước. Hắn vội vàng lấy máy ra xem, may là còn chưa xóa đi. Hắn nhìn chằm chằm số điện thoại một lúc rồi cười cười nhắn lại một tin. Nửa năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Một lát sau có người nhắn tin lại. Anh nhầm người rồi, đừng làm phiền. Hạ Tưởng không nhịn được cười, nhắn lại y hệt hắn lần trước, tính cách của đối phương đúng là không hề thay đổi. Tính cách này làm người ta bất đắc dĩ và phải than thở. Tôi đã lên thành phố Yến, làm ở văn phòng tổ cải tạo. Hạ Tưởng nhắn lại. Một lúc sau lại có một tin nhắn tới với ba chữ. Sớm biết rồi. Sau đó không có thêm tin gì cả. Có lẽ Liên Nhược Hạm vẫn mạnh khỏe. Ít nhất từ tin nhắn của cô thì không có gì không ổn. Hạ Tưởng đã yên tâm hơn. Thẩm Lập Xuân tập đoàn đạt tài không ngừng liên lạc làm Hạ Tưởng khá ngạc nhiên. Thẩm Lập Xuân sớm đưa ý tưởng của Hạ Tưởng nói với Thành Đạt Tài được gần tháng, nhưng Thành Đạt Tài vẫn chưa nói sẽ gặp hắn. Xem ra Thành Đạt Tài là người sáng lập tập đoàn Đạt Tài không phải dễ bị người làm rung động như vậy. Cuối tuần, Hạ Tưởng vốn nhận lời đi chơi với Tào Thù Lê thì lại nhận được điện của Phùng Húc Quang nói là Cao Kiến Viễn xuất hiện và muốn gặp hắn. Chương 183, Cao Kiến Viễn không hết ý đồ với Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng vốn định một mình đi gặp Phùng Húc Quang nhưng Tào Thù Lê lại muốn đi cùng. Cô nói có thể vừa đi vừa siêu thị vừa đợi hắn. Hạ Tưởng nghĩ cô bé thông minh ngoan ngoãn này chưa bao giờ gây phiền cho mình, còn thường âm thầm giúp mình nên hắn không có lý do gì từ chối. Hạ Tưởng đến siêu thị Giai Gia đúng vào lúc 10 giờ sáng, ở siêu thị đã có rất nhiều người tới, xem ra kinh doanh khá phát đạt. Sức ảnh hưởng của siêu thị Giai Gia bắt đầu tăng lên làm Hạ Tưởng biết từ nay về sau siêu thị Giai Gia đã bước một bước mở rộng. Phùng Húc Quang thấy Tào Thù Lê liền chào một câu và trêu chọc Hạ Tưởng. Cậu mang bạn gái như vậy tới đây có phải là muốn làm người ta tức giận không? Biết bà vợ anh đã già một chút thì chú cũng không cần phải mang bạn gái xinh đẹp đến kích thích anh đó chứ. Phụ nữ luôn già đi mà, đàn ông cũng sẽ có ngày đó. Hai người đều già, đều xấu nhưng cũng đã từng có năm tháng tuổi trẻ, xinh đẹp. Càng quan trọng hơn đó là hai người đã cùng nhau đi qua quãng đường đẹp nhất, vậy là đủ rồi. Tào Thù Lê cười hì hì mà nói. Lúc nói câu này cô nhìn Hạ Tưởng đầy ân tình. Phùng Húc Quang không khỏi thầm kêu thông minh, lúc nói chuyện mà cũng có nhiều ẩn ý. Ngoài mặt là khuyên và an ủi Phùng Húc Quang, khen vợ y, nhưng trong đó lại nói cho Hạ Tưởng biết cô bây giờ là lúc đẹp nhất. Phùng Húc Quang liền khen ngợi. Thù Lê hiền hậu, rộng lượng như vậy đúng là phúc của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ tâm tư nho nhỏ này của Tào Thù Lê nên cười cười véo mũi cô mà nói. Được rồi. Đừng bùi ngùi xúc động,
Tình cảm của em thì anh luôn luôn hiểu. Em đi quanh siêu thị đi, xem có gì cần thì cứ lấy, nếu không cầm được thì có xe đẩy mà. Có tổng giám đốc Phùng ở đây mà, không cần phải tiết kiệm cho anh ta. Hạ Tường có cổ phần trong siêu thị Dai Gia nên không hề khách khí coi mình là người ngoài. Tào Thù Lê ngoan ngoãn chạm tay Hạ Tường rồi xoay người rời đi. Phùng Húc Quang cười ha hả trêu Hạ Tường. Bạn gái của chú đúng là rất đẹp, lại còn thông minh và biết điều như vậy. Trước đây là con gái giám đốc sở, bây giờ là con gái của phó thị trưởng, chú sao lại may mắn vậy nhỉ? Trái có Tiếu Dai, phải có Thù Lê, hưởng hết phúc thế gian này. Anh cũng phải ghen tị với chú. Hạ Tường vội vàng bịt miệng Phùng Húc Quang mà nói. Anh lớn tiếng như vậy có phải muốn hại chết em không? Thù Lê chưa đi xa đâu đó. Phùng Húc Quang cười ha hả nói. Anh từ lúc gặp chú đến giờ thì chú đều rất bình tĩnh, không ngờ chú cũng có lúc sợ hãi và lo lắng. Xem ra anh nắm được nhược điểm của chú rồi. Chị dâu đâu rồi? Em phải tìm chị dâu nói chuyện, nói em giới thiệu một nữ đối tác đầy xinh đẹp, quyến rũ cho anh. Cũng thuận tiện hỏi xem là số lần anh lấy lý do ra khỏi nhà là nhiều hay ít hơn trước đây. Hạ Tường không chịu kém mà hỏi lại một câu. Phùng Húc Quang vội vàng nói. Chú muốn hại chết anh sao? Anh và Mễ Huyên không có gì. Chú sao lại có thể hại người như vậy? Chú mà nói thì có khác gì giết anh? Chú không phải không biết anh rất tôn trọng cô ấy, rất ít khi tức cô ấy. Phùng Húc Quang vỗ vỗ đầu rồi nói. Coi như chú lợi hại. Chút việc nhỏ vậy mà cũng phải trả lại, tâm lý báo thù quá nhạy cảm. Hai người nhìn nhau và cười phá lên. Gần 11 giờ, Cao Kiến Viễn mới đến. So với lần trước gặp mặt thì Cao Kiến Viễn không hề thay đổi. Mặt y lộ vẻ xa cách, mặc chiếc áo dài kẻ ô vuông, quần phẳng lì không một nếp nhăn, chiếc giày da màu đen không một hạt bụi. Từ cách ăn mặc có thể thấy được Cao Kiến Viễn là người rất chú ý. Người chú ý các chi tiết đơn giản như vậy thì chính là người thường xuyên thích bắt bẻ người khác, hoặc là làm việc gì cũng mong đạt mức hoàn hảo. Bởi vì biết Cao Kiến Viễn đã ra nước ngoài du học, cùng với việc y luôn ra vẻ phong độ, Hạ Tưởng biết mỗi người theo đuổi hoàn mỹ đều chỉ là mô phỏng và theo đuổi những gì người khác đã làm mà thôi, chỉ là biểu hiện bề ngoài, mà không phải bản chất thật sự. Cho nên hắn cười thầm trong lòng về phương pháp của Cao Kiến Viễn, còn đâu không hề tán thành, khen ngợi gì cả. Văn phòng Phùng Húc Quang bố trí không quá xa hoa, không trang nhã, có thể nói không hề có gì đặc biệt. Cao Kiến Viễn vừa vào thấy thế liền nhíu mày, chẳng qua y không nói gì. Phùng Húc Quang vào liền chủ động bắt tay Cao Kiến Viễn, sau đó giới thiệu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn nở nụ cười xa cách mà bình tĩnh. Hắn biết Cao Kiến Viễn hứng thú với các thứ tao nhã, mặc kệ là thật lòng hay không thì việc như vậy dần dần cũng sẽ thành một thói quen, không thể sửa nổi. Quả nhiên Cao Kiến Viễn đầu tiên là có chút kinh ngạc khi nhận ra Hạ Tưởng, sau đó liền giãn lông mày. Tất nhiên là y hài lòng với biểu hiện của Hạ Tưởng. Y gật đầu nở nụ cười mà nói. Không ngờ lại gặp được Hạ tiên sinh, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Rất hân hạnh, Cao tiên sinh gọi tôi Hạ Tưởng là được. Hạ Tưởng rất nho nhã mà nói. Nhập gia tùy tục, về nước thì phải dựa theo quy định, phong tục trong nước mà gọi. Được rồi, Hạ Tưởng. Anh gọi tôi Kiến Viễn là được. Đúng, bạn gái của anh sao không đến? Vài câu, Cao Kiến Viễn liền mở miệng hỏi ra điều mà y không thể giấu được nó trong lòng. Có thể thấy dù là nho nhã, phong độ hay không thì đều là con người. Một khi mất đi vầng sáng của vở kịch, vai diễn thì đều là kẻ có ham muốn. Phùng Húc Quang ngẩn ra, y một là không nghĩ Hạ Tưởng và Cao Kiến Viễn đã biết nhau từ trước, hai là không ngờ Cao Kiến Viễn nói hai câu liền hỏi bạn gái của người khác. Bạn gái của người ta dù đẹp, dù anh hâm mộ tới đâu cũng không cần nóng lòng hỏi như vậy chứ. Đương nhiên Phùng Húc Quang không biết Cao Kiến Viễn hỏi bạn gái của Hạ Tưởng chính là Liên Nhược Hạm, chứ không phải là Tào Thù Lê. Hạ Tưởng nói, Nhược Hạm về Bắc Kinh, không ở thành phố Yến, mời Cao Huynh ngồi, chúng ta nói chuyện một chút. Hạ Tưởng đúng là không muốn nói nhiều về Liên Nhược Hạm. Cao Kiến Viễn thích Liên Nhược Hạm là việc của y, Liên Nhược Hạm không phải bạn gái của hắn. Nhưng hắn cũng không hy vọng Cao Kiến Viễn nhắc quá nhiều tới Liên Nhược Hạm. Cao Kiến Viễn không chịu bỏ qua đề tài về Liên Nhược Hạm. Y thấy Hạ Tưởng khi nhắc tới Liên Nhược Hạm thì không có vẻ mặt gì liền cho rằng hai người đã chia tay nên hỏi. Anh và Liên Nhược Hạm có phải là có mâu thuẫn, tranh cãi gì không? Đúng là có mâu thuẫn nhưng không như Cao Kiến Viễn nghĩ. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng thế,
tôi và cô ấy đã có nửa năm không gặp nhau. Nói được một nửa, Hạ Tưởng thấy trong mắt Cao Kiến Viễn lộ ra một tia vui mừng. Hắn thầm nghĩ rằng dù phong độ cũng không phải đóng giả là có thể giả được. Có những thứ có thể học nhưng cần thời gian rất dài. Hạ Tưởng không có ý đả kích Cao Kiến Viễn nhưng lại là kẻ thành thật nên nói. Chẳng qua tôi cũng mới liên lạc, có lẽ vài hôm nữa là cô ấy về thành phố Yến. Hạ Tưởng vốn muốn Cao Kiến Viễn hết suy nghĩ về Liên Nhược Hạp, nhưng không ngờ Cao Kiến Viễn nghe xong lại cười cười đưa một danh thiếp cho Hạ Tưởng rồi nói. Đây là danh thiếp cá nhân của tôi, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nếu Liên Tiểu Thư tới thành phố Yến, mời Hạ Huynh dù như thế nào cũng phải thông báo với tôi một tiếng, cho tôi một cơ hội để làm chủ nhà nhận lỗi với cô ấy. Được, tôi sẽ nói với cô ấy, nếu cô ấy đồng ý thì tôi nhất định sẽ nói với Cao Huynh. Hạ Tưởng cầm danh thiếp, hắn vốn muốn tạo quan hệ mật thiết với Cao Kiến Viễn, bây giờ có số điện thoại cá nhân của Cao Kiến Viễn, không ngờ lại nhờ Liên Nhược Hạm mà mình được lợi. Liên Nhược Hạm không ở đây nhưng cô lại có ảnh hưởng ở khắp nơi, luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Nếu cô đã nhắn tin cho hắn thì không biết khi nào cô sẽ xuất hiện. Sau khi nói chuyện riêng, mấy người liền đi vào chuyện chính. Mảnh đất vàng khu trung tâm mà Cao Kiến Viễn cung cấp vốn là khu tập thể của trạm trung chuyển hàng hóa Ngũ Kim. Bởi vì hiệu quả kinh doanh của Ngũ Kim không tốt nên bán đi của cải, tài sản. Đất đã được Cao Kiến Viễn mua, Cao Kiến Viễn ra giá 10% cổ phần của siêu thị Giai Gia, điều kiện khác tạm thời không có. Lần trước sau khi Cao Kiến Viễn đề cập liền không hề xuất hiện là vì y có việc ra nước ngoài. Bây giờ về nước thấy siêu thị Giai Gia kinh doanh thắng lợi. Y càng quyết tâm phải có một chân trong siêu thị Giai Gia. Thật lòng mà nói yêu cầu Cao Kiến Viễn đưa ra là khá hợp lý. Ít nhất khách quan mà nói thì có thể chấp nhận được. Hơn nữa đất mà y cung cấp không thể lấy giá cả bình thường mà tính toán. Bởi vì nếu không có quan hệ thì tuyệt đối không lấy được khu đất này vào tay. Nhưng kinh doanh chính là kinh doanh, nếu không hề mặc cả thì chính là hai bên không phải làm ăn mà là tạo quan hệ. Mặc dù Cao Kiến Viễn là con của bí thư tỉnh ủy nhưng y cũng không nói ra, giả vờ không biết có khi lại hay. Có lẽ Cao Kiến Viễn còn cố ý muốn giấu thân phận, không lấy quầng sáng con bí thư tỉnh ủy để đè người, mà coi mình là người bình thường. Cao Kiến Viễn này cũng có đầu óc kinh doanh. Hạ Tưởng nhìn Phùng Húc Quang hiểu ý nên gật đầu nói. Hạ Tưởng là anh em tốt của tôi, cũng là người hợp tác. Cậu ấy có thể thay mặt tôi nói chuyện. Cao Kiến Viễn có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng rồi nói. Tôi nhớ rõ anh hình như là thư ký của một bí thư huyện ủy, sao cũng làm kinh doanh vậy. Tôi trước khi theo chính trị đã quen với Tổng Giám Đốc Phùng, lúc ấy siêu thị Giai Gia còn chưa khai trương. Tôi và Tổng Giám Đốc Phùng hợp tác từ lúc đó. Hạ Tưởng cười cười giải thích. Cao Huynh chắc có lẽ không biết tôi bây giờ đã công tác ở văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến. Đồng nghiệp với Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân. Cao Kiến Viễn có chút kinh ngạc, đây không phải là giả vờ. Trong mắt y lộ rõ một tia thật sự. Nói như vậy anh là người của thị trưởng Trần. Đường đường con của bí thư tỉnh ủy cũng biết đến tên của hai phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, qua đó có thể thấy văn phòng tổ cải tạo do Trần Phong tự tay thành lập đúng là có tiếng tăm. Nếu là người khác dù kẻ đó là phó trưởng ban thư ký, phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố thì Cao Kiến Viễn cũng chưa chắc đã nhớ. Tôi chỉ là một cán bộ cấp phòng nhỏ bé sao có thể lọt vào mắt thị trưởng Trần. Chẳng qua thị trưởng Trần bố trí đến văn phòng tổ cải tạo, tôi cũng chỉ có thể cố gắng làm tốt công việc của mình mà thôi. Hạ Tưởng không sợ Cao Kiến Viễn đoán ra quan hệ giữa hắn và Trần Phong. Lúc này mâu thuẫn giữa Trần Phong và Cao Thành Tùng còn không có hoàn toàn bộc phát, hơn nữa còn bị hắn vô tình đẩy cho nó lùi lại. Nếu bây giờ đã biết Cao Kiến Viễn thì có thể tiến thêm một bước mở rộng không gian. Có một số việc nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Dù sao với quan hệ của Cao Kiến Viễn thì muốn điều tra về Hạ Tưởng là rất đại nhân giản, không bằng chủ động nói ra cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt. Nói như vậy Cao Huynh cũng biết thị trưởng Trần. Không nói là biết, từng có vài lần gặp mặt. Cao Kiến Viễn xua tay ra vẻ không muốn tiếp tục đề tài trong chốn quan trường. Được rồi. Anh đã có thể đại biểu Tổng Giám Đốc Phùng thì nói ra suy nghĩ của anh đi. Hạ Tưởng đưa tay ra làm động tác rồi nói. 8% cổ phần của siêu thị Giai Gia. Với đầu óc kinh doanh xuất sắc của Cao Huynh thì cũng thấy được sức ảnh hưởng của siêu thị Giai Gia bây giờ đã hơn xa lúc mới bắt đầu, rất nhiều tài sản vô hình đã tăng mạnh.
cho nên Cao Huynh lúc trước đề cập 10% cổ phần thì là hơi cao một chút. Phùng Húc Quang ở bên mà đổ mồ hôi, Hạ Tưởng này sao to gan như vậy, biết rõ Cao Kiến Viễn là con của bí thư tỉnh ủy mà còn mặc cả, không phải tự chuốc phiền phức cho mình hay sao? Hơn nữa trong tay Cao Kiến Viễn có đất mà. Cao Kiến Viễn cũng thầm ngẩn ra, sau đó cười nói. Làm kinh doanh thì có hai mục đích là kiếm tiền và làm bạn. Nếu chỉ vì kiếm tiền thì đương nhiên là đạt lợi ích lớn nhất, nếu còn có thêm nhân tố làm bạn bè thì cũng phù hợp nguyên tắc của tôi. 8%, đồng ý. Y giơ tay ra bắt tay Hạ Tưởng, y nở nụ cười rồi nói. Chẳng qua tôi cũng có một điều kiện. Mời nói. Hạ Tưởng đoán Cao Kiến Viễn sẽ đồng ý nhưng không ngờ đối phương đồng ý nhanh như vậy, gần như không hề do dự. Hắn có chút tò mò về điều kiện của đối phương. Tôi xin rửa tai lắng nghe. Một thời gian nữa tôi sẽ tổ chức tiệc rượu mời mấy nhân vật tầng trên và người trong vòng tròn. Hy vọng tới lúc đó anh và tiểu thư Liên Nhược Hạm có thể tham gia. Nếu tiểu thư Liên Nhược Hạm đồng ý cho tôi chút mặt mũi thì điều kiện 8% cổ phần mà anh nói, tôi sẽ đồng ý. Về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Cao Kiến Viễn nói rất nghiêm túc cũng rất chính thức, tất nhiên y đề xuất chỉ là lời mời mà thôi. Có cơ hội đi lại gần với Cao Kiến Viễn, tiến gần vào cuộc sống của y, hiểu thêm về y sẽ khiến cho kế hoạch của Hạ Tưởng tiến thêm một bước. Cao Kiến Viễn bây giờ mời như vậy chính là cơ hội hiếm có. Hạ Tưởng vốn định lập tức đồng ý nhưng bởi vì Cao Kiến Viễn nhắc tới Liên Nhược Hạm nên làm hắn có chút khó xử. Liên Nhược Hạm ở Bắc Kinh, cô có tới thành phố Yến hay không thì tất cả đều theo ý cô. Hơn nữa cho dù cô đến không cùng hắn tham gia bữa tiệc thì hắn có nói cũng không tính mà. Liên Nhược Hạm không phải Tào Thù Lê, không phải Thiếu Giai, quan hệ với hắn vừa gần vừa xa. Hắn cũng không nghĩ ra được tính cách của cô. Hơn nữa tính cách của cô khá tùy hứng, nói nghe lời cũng nghe lời, nhưng khi nào nghe lời hắn nói thì Hạ Tưởng không tự tin. Cô lúc nghĩ là ngoan lại không hề ngoan, lúc nghĩ không ngoan lại rất ngoan, Hạ Tưởng đúng là không thể quản được cô. Hạ Tưởng do dự một chút rồi nói. Chỉ có thể nói tôi sẽ cố gắng, nhưng Nhược Hạm rất bận, không biết khi nào sẽ tới thành phố Yến. Nếu có thể tới kịp lúc tiệc rượu diễn ra nên tôi sẽ rất vinh hạnh mang cô ấy tới tham gia. Không gấp. Khi nào Liên tiểu thư tới thành phố Yến thì khi đó tôi lại mở tiệc. Được rồi, tôi thông báo bọn họ một chút, bảo bọn họ chờ là được mà. Cao Kiến Viễn không thèm để ý phất tay nói. Trong lúc này đã vô ý lộ ra vẻ hống hách ẩn giấu trong lòng y. Vì chờ Cao Kiến Viễn mà khiến tất cả những người khác chờ đợi. Như vậy không bằng nói bữa tiệc này y chuyên môn mở ra vì Liên Nhược Hạm. Phùng Húc Quang mặc dù ở bên nghe mà cảm thấy như mình đi trong sương mù. Không nắm được trọng điểm nhưng cũng coi như vài phần. Có lẽ là Cao Kiến Viễn chú ý Liên Nhược Hạm, mà Liên Nhược Hạm lại bị Cao Kiến Viễn gọi là bạn gái của Hạ Tưởng. Đối với việc Cao Kiến Viễn mời bạn gái của người ta trực tiếp như vậy, Phùng Húc Quang đúng là khó hiểu. Phùng Húc Quang cũng không hiểu nổi Hạ Tưởng đã có Tào Thù Lê và Tiếu Giai thì sao còn đột nhiên hiện ra một Liên Nhược Hạm. Hơn nữa Liên Nhược Hạm là ai? Phùng Húc Quang phải nhịn trong lòng nên rất khó chịu. Lại không tiện hỏi Hạ Tưởng khi có mặt Cao Kiến Viễn ở đây. Y đành phải ngậm miệng đứng bên, thi thoảng còn khó chịu chừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Đến bữa trưa, Cao Kiến Viễn từ chối lời mời dùng cơm của Phùng Húc Quang rồi đứng dậy ra về. Hạ Tưởng đưa ra ngoài cửa, bắt tay tạm biệt Cao Kiến Viễn. Bởi vì văn phòng Phùng Húc Quang ở trên tầng 2, khi xuống tầng 1 sẽ đi ngang qua cửa chính của siêu thị. Cao Kiến Viễn vừa tới cửa thì đột nhiên phát hiện một cô gái mặc váy màu xanh từ trong siêu thị đi ra. Cô đẹp không hề kém gì Liên Nhược Hạm, hơn nữa còn thêm vài phần trẻ trung và hoạt bát hơn Liên Nhược Hạm, khiến cho Cao Kiến Viễn không tự chủ nhìn vài lần. Cao Kiến Viễn thầm nghĩ rằng cô gái này cũng được, nhìn tuổi cô bé chắc còn đang là sinh viên, đúng là giai đoạn ngây thơ, trong sáng nhất. Nếu không theo đuổi được Liên Nhược Hạm thì theo đuổi cô gái này cũng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cao Kiến Viễn nhìn đến thất thần, cô gái kia vui vẻ đi lên tầng 2 không thèm để ý tới y, khiến cho y không khỏi có chút thất vọng, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không đủ? Cẩn thận ra vẻ thêm khí chất của lưu học sinh chẳng lẽ không đủ sức hấp dẫn đối với con gái bây giờ sao? Chỉ thoáng cái cô gái kia đã không thấy đâu, Cao Kiến Viễn cười cười tự giễu mình, với thân phận của mình thì còn lo không tìm được bạn gái sao? Vấn đề là do ánh mắt cao nên mấy thứ bình thường, dung tục sẽ không lọt vào mắt y. Muốn tìm gái đẹp thì trong mấy trường nghệ thuật tỉnh Yến không hiếm,
nhưng mấy cô này giống như những sản phẩm công nghiệp đẹp được sản xuất từ nhà máy, từ lời nói, cử chỉ đều không làm mắt người ta sáng lên, cảm thấy nó rất bình thường. Y buồn bực thu hồi ánh mắt rồi lên xe gọi điện ra ngoài. Văn Dương, có thêm công ty nào đến quảng cáo ở màn hình tinh thể lỏng không? Đầu bên kia truyền tới giọng nói mà Hạ Tưởng rất quen thuộc, giọng của Văn Dương. Giám đốc Cao, tình hình không tốt mấy. Mặc dù có mấy công ty vì nể ngài nên cũng quảng cáo một chút nhưng không đủ để duy trì hoạt động. Công ty đã thua lỗ 5 tháng liên tục, tài chính công ty đã xuất hiện vấn đề. Bên công ty đầu tư nhất định sẽ không rót thêm tài chính. Ý của ngài là, tôi chuẩn bị liên lạc trường nghệ thuật, tìm nữ sinh của bọn họ quay vài đoạn phim ngắn, đẹp mắt, sau đó không ngừng chiếu trên màn hình thì nhất định sẽ tăng hiệu suất. Chờ người đi lại trên quảng trường có thói quen xem, tôi sẽ nghĩ biện pháp đàm phán với các công ty cần quảng cáo, có lẽ sẽ nhiều lên. Trong đầu Cao Kiến Viễn hiện ra Liên Nhược Hạm và cô gái mặt váy màu lục kia. Nếu các cô mà làm người mẫu thì khi quảng cáo được công chiếu nhất định sẽ có chấn động, đáng tiếc chính là. Y thu lại suy nghĩ này rồi nói tiếp. Công ty đầu tư thì anh không cần quan tâm. Cho dù không có tài chính mới rót vào thì tài chính đầu tư trước đây cũng không thể vội vã thu hồi mà. Tôi sẽ lo liệu. Nói xong, Cao Kiến Viễn ngồi trong xe mà một lúc lâu không động đậy. Cái gọi là công ty đầu tư Phương Nam thực ra là do Vũ Phái Dũng đăng ký thành lập giúp y ở Phương Nam, đồng thời giúp y tìm kiếm tài chính. Tính ra thì trong cả quá trình còn có Lô Thư Hoài, thư ký đầu tiên của Cao Thành Tùng tham gia. Lô Thư Hoài sau khi từ chức liền đi kinh doanh ở phía Nam. Vũ Phái Dũng giới thiệu y với Ngụy Cát Bình, giám đốc công ty rượu Trường Phương thành phố Chương Trình, hai người qua lại khá chặt chẽ. Khi Vũ Phái Dũng nói muốn vay Lô Thư Hoài 10 triệu để đưa cho Cao Kiến Viễn, Lô Thư Hoài không hề do dự lập tức đồng ý. Chương 184, trộm tình lần thứ hai thành công. Y thông qua một loạt hoạt động khiến Ngụy Cát Bình chuyển 10 triệu từ công ty rượu Trường Phương, lại thông qua tài khoản giả chuyển đến tài khoản công ty đầu tư mới thành lập, sau đó liền từ công ty gửi giấy tờ ủy quyền cho Cao Kiến Viễn phụ trách nghiệp vụ đầu tư mạo hiểm. Cao Kiến Viễn liền thuận lợi lấy được 10 triệu. Về phần công ty rượu Trường Phương làm sao bù lại khoản tiền 10 triệu thì đó là chuyện của Ngụy Cát Bình và Thẩm Phục Minh. Nghe nói sau khi Thẩm Phục Minh được ám chỉ liền khiến ngân hàng lấy hình thức cho vay mà bù vào lỗ hổng tài chính đó. Cao Kiến Viễn thật không ngờ chính là 10 triệu đến tay, y đầu tư vào hạng mục màn hình tinh thể lỏng lại không có chút hiệu quả và lợi ích gì. Bây giờ về cơ bản sắp đi đến bờ vực phá sản. Thực ra Cao Kiến Viễn cũng là vô tình phát hiện ra hạng mục màn hình tinh thể lỏng. Tống Chiêu Độ từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy chuyển sang công tác làm trưởng ban ủy ban công nông tỉnh ủy liền thay đổi văn phòng. Văn phòng trước đó giao cho trưởng ban thư ký mới đến sử dụng. Trước khi trưởng ban thư ký nhận chức thì theo bình thường sẽ do người đi kiểm tra văn bản và dọn dẹp. Vũ Phái Dũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại chủ động chạy đến văn phòng của Tống Chiêu Độ, muốn đích thân kiểm tra Tống Chiêu Độ có mang đi văn bản không nên mang không. Kết quả không thấy gì nhưng vô tình phát hiện một bản báo cáo khả thi mà Tống Chiêu Độ để lại. Bên trên ghi rõ chi tiết và tính khả quan, triển vọng, cơ hội kinh doanh trước thời đại của hạng mục màn hình tinh thể lỏng nhà ga xe lửa. Vũ Phái Dũng lấy được tài liệu liền giao cho Cao Kiến Viễn. Bởi vì y biết Cao Kiến Viễn rất hứng thú với các hạng mục lớn. Y cảm thấy hạng mục này khá được, từ việc tài liệu được niêm phong cẩn thận có thể thấy Tống Chiêu Độ nhất định là coi trọng bản báo cáo này. Vũ Phái Dũng sao có thể trả lại cho Tống Chiêu Độ. Cao Kiến Viễn sau khi xem xong thấy hạng mục màn hình tinh thể lỏng nhà ga xe lửa đã làm xong các công tác giai đoạn đầu nhưng bởi vì không có tài chính đầu tư tiếp nên tạm thời dừng lại. Cơ hội như vậy y sao có thể bỏ qua, vì thế liền tìm cách hoạt động được khoản tiền 10 triệu đầu tư vào trong hạng mục màn hình tinh thể lỏng. Phải nói nếu như dựng một màn hình tinh thể lỏng ở quảng trường tại Bắc Kinh hoặc thành phố lớn phía Nam, nơi có nhiều người qua lại thì nó quả thật có triển vọng rất lớn, có thể thu hút nhiều người xem, sẽ không thiếu người xin quảng cáo. Đáng tiếc thành phố Yến là thành phố có kinh tế chậm phát triển hơn Bắc Kinh và các thành phố duyên hải nhiều. Các nhà đầu tư mới nổi thì tiếp nhận vấn đề mới cũng chậm hơn. Sau khi màn hình tinh thể lỏng được dựng xong thì đúng là quá ít quảng cáo. Rất nhiều nhà kinh doanh căn bản là không tán thành hình thức quảng cáo như vậy. Tuy rằng dựa vào quan hệ còn có một vài nhà kinh doanh quảng cáo, nhưng miễn cưỡng duy trì gần năm và vẫn lỗ. Trên thực tế bây giờ Cao Kiến Viễn đã mất niềm tin vào triển vọng của màn hình tinh thể lỏng. Chẳng qua y vẫn quyết định thử một lần cuối cùng,
từ cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc váy lục kia làm y nghĩ đến việc mời nữ sinh viên trường nghệ thuật đóng các đoạn phim ngắn, hấp dẫn ánh mắt người xem coi như là thí nghiệm cuối cùng. Nếu còn không được thì bỏ qua vậy. Dù sao 10 triệu này coi như mua một bài học, không có 10 triệu thì hắn cũng không quá đáng tiếc. Nhớ lúc đó đó Lô Thư Hoài mới tới phía Nam đầu tư không phải bị một nhà kinh doanh Hong Kong lừa đi 20 triệu sao. Tiền dù sao là lấy từ công ty thuốc lá thành phố Bảo, dù sao cuối cùng đều có thể bù đắp khoản tiền đó, nếu không sẽ để hệ thống ngân hàng gánh vác. Công ty nhà nước có ưu đãi này mà, đập tường đông, xây tường đông dù sao đều do quốc gia bỏ tiền, lãi lại là tiền của mình, lỗ do ngân hàng bù vào thì có gì mà sợ. Sợ thì không sợ nhưng Cao Kiến Viễn lại muốn thành công. Muốn thành công kiếm một khoản tiền lớn, đó là một loại tán thành và khiến y tin rằng mình có năng lực. Chẳng qua hạng mục màn hình tinh thể lỏng thất bại làm y rút ra bài học xương máy, mới biết được Vũ Phái Dũng nói đúng, giao dịch quyền tiền là cách đơn giản nhất, cách kiếm tiền nhanh nhất. Cho nên y liền chú ý tới siêu thị Giai Gia, nghĩ biện pháp lấy khu đất kia đổi lấy 8% cổ phần của siêu thị Giai Gia. Cao Kiến Viễn khởi động xe rồi không hề do dự trực tiếp chạy tới trường nghệ thuật tỉnh Yến. Lại nói đến Hạ Tưởng, sau khi Cao Kiến Viễn đi hắn liền gọi cho Tào Thù Lê. Phùng Húc Quang không ngừng hỏi về Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng không nói làm Phùng Húc Quang rất tức, khiến cho y không hề cảm ơn việc Hạ Tưởng giúp mình tiết kiệm được 2% cổ phần. Hạ Tưởng cũng không thèm so đo với đối phương, hắn không muốn nhiều lời về Liên Nhược Hạm, vì thế Tào Thù Lê vừa lên liền kéo cô rời khỏi siêu thị Giai Gia. Buổi trưa hai người ở ngoài ăn một chút. Chiều Tào Thù Lê làm nũng mãi nên hắn phải cùng cô đi xem phim. Cơm tối thì hắn tới Tào gia ăn, sau đó ở lại trong căn phòng dành riêng cho mình ở Tào gia. Không biết là có phải cố ý trốn hắn hay không mà Tào Thù Lê không sang trải giường cho hắn. Hạ Tưởng nhắn tin cho cô nói không ai trải giường cho hắn thì không ngủ được, tối sẽ thấy lạnh. Tào Thù Lê nhắn lại cô không mắc mưu, còn nói bây giờ là mùa hè nên có ngủ như thế nào cũng không bị lạnh, đừng lừa người. Hạ Tưởng vì lừa cô lại đây nên phải nhắn tin là hắn phát hiện một bí mật kinh người ở trong phòng muốn chia sẻ với cô. Tào Thù Lê không hề mắc mưu, Hạ Tưởng không còn cách nào nên đành phải dùng một tin nhắn đầy sát thủ và có sức uy hiếp, cứu mạng. Một lát sau cửa phòng vang lên một tiếng động nhỏ, Tào Thù Lê mặc áo ngủ mỏng manh xuất hiện trước cửa mà nói. Mẹ em ở dưới lầu, lỗ tai tinh lắm nên nghe rõ động tĩnh trên lầu. Anh đây là muốn tìm việc có phải không? Anh là người xấu bảo em lại đây, còn không biết ý đồ đen tối của anh sao? Cô chưa dứt câu đã bị Hạ Tưởng ôm vào lòng, môi lập tức bị cặp môi khác vây lấy. Tào Thù Lê chỉ thấy cả người bủn rủn, chỉ kịp hừ một tiếng đã không nói thành lời. Hạ Tưởng mừng thầm trong lòng, cuối cùng đã thành công trộm được nụ hôn đầu. Mặc dù hàm cô bé sống chết không cho lưỡi hắn tiến vào trong để thưởng thức chiếc lưỡi của cô nhưng vẫn đủ để làm người ta rất kích động. Hơn nữa cặp ngực nóng bỏng của cô cùng cơ thể mềm mại, mùi hương ập vào mũi đúng là làm người ta không thể khống chế. Hai người không biết hôn nhau bao lâu, Hạ Tưởng bỏ cô ra, cúi xuống nói sát vào tai cô. Sao, có gì không ổn không em? Không tốt. Cô bé không hề do dự trả lời, còn có một tia khó chịu. Răng của anh cứng lắm, làm em đau, còn nữa anh có cho người ta thở không đó, khó chịu quá. Hạ Tưởng không còn gì để nói nên đành nhận thua. Được rồi, anh chạm miệng của mình vào miệng em để đánh dấu một chút thôi mà. Anh có ý gì? Tào Thù Lê không biết là không rõ hay là giả vờ, cô mở to đôi mắt sáng rực lên đầy mê người mà nói. Đánh dấu như vậy thì có lợi ích gì? Bây giờ đánh dấu trên miệng trước, giống như là việc ký tên vào một quyển sách mới để chứng minh quyển sách này đã có chủ sở hữu, chứng minh em từ nay về sau là hoa có chủ. Hạ Tưởng cười ha hả nói. Tào Thù Lê gật đầu giống như hiểu ra gì đó rồi hỏi. Nếu về sau anh muốn đọc sách của anh thì sẽ làm như thế nào? Cô đây là khiêu khích hắn hay là không rõ, nhất là cô hỏi xong liền ngửa mặt ra sau, trừng mắt nhìn hắn với đôi mắt tò mò, ngây thơ, nhìn Hạ Tưởng với vẻ mong chờ. Vẻ mặt này làm cho Hạ Tưởng cảm thấy mình rất tà ác, rất vô sỉ, lại có ngọn lửa dục đang thiêu đốt khắp người. Đọc một quyển sách phải xem từng tờ một, nếu đọc em thì đương nhiên phải để lại dấu ấn trên khắp người em. Hạ Tưởng liền nói ra suy nghĩ tà ác trong lòng mình. Đồ xấu xa, đồ dê xồm, Tào Thù Lê đỏ mặt xấu hổ đẩy Hạ Tưởng ra, xoay người chạy ra cửa, khi đóng cửa cô còn không quên nhỏ giọng mắng một câu. Không nghĩ chuyện tốt bao giờ, không.
không thèm để ý tới anh nữa. Hạ Tưởng chạy ra cửa thì nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng của Vương Vũ Phân. Lê Nhi, còn chưa ngủ sao? Trên tầng có tiếng gì thế? Tào Thù Lê sợ hãi ho khan một tiếng rồi nói. Con vào WC. Hạ Tưởng giật mình mà nghĩ không biết Vương Vũ Phân nhắc nhở là ám chỉ hay có ý gì. Hạ Tưởng cũng hoảng sợ cười cười với Tào Thù Lê. Tào Thù Lê vung vung tay về phía hắn, môi mấp máy không có tiếng động gì nhưng Hạ Tưởng coi như hiểu cô đang nói. Em hận tên háo sắc. Bị Trương Tín Dĩnh mắng dê sồm chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Bị Tào Thù Lê mắng là háo sắc là do mình tự tìm. Hạ Tưởng gãi đầu cười cười xấu hổ với Tào Thù Lê, thiếu chút nữa làm cô cười hì hì thành tiếng. Cô lại thị uy với hắn một lần rồi mới khẩn trương bỏ chạy vào phòng mình. Sáng hôm sau khi ăn sáng, Vương Vũ Phân như vô tình mà nói. Lê Nhi, con ngủ không ngon gì cả, đi WC cũng tạo tiếng động lớn như vậy. Về sau Hạ Tưởng có ở lại thì con xuống dưới lầu ngủ, biết không? Nhà mình tầng trên tầng dưới có hai phòng ngủ mà, phòng cũng đủ nhiều. Vương Vũ Phân nhất định nghe được gì đó nên đề phòng từ trong trứng nước. Tào Thù Lê có chút chột dạ nhìn Hạ Tưởng, dùng ánh mắt nói cho hắn nói. Đều tại anh. Da mặt Hạ Tưởng rất dày nên nói. Không sao ạ, cháu mà ngủ thì ầm hơn nữa cũng không dậy. Tào Vĩnh Quốc bỏ tờ báo xuống rồi nói. Cứ quyết định như vậy đi, hai đứa ban ngày cùng một chỗ thì được, nhưng tới tối xa nhau một chút thì tốt hơn. Tào Thù Lê đỏ mặt, Hạ Tưởng cũng xấu hổ, Tào Thù Quân nhướng nhướng mày ngồi bên vui vẻ xem nỗi đau của người khác. Thứ hai Hạ Tưởng đi làm. Trung Nghĩa Bình đã quét sạch văn phòng của ba vị phó chủ nhiệm và lau bàn làm việc của bọn họ không còn một hạt bụi. Ngô Cảng Đắc biết Hạ Tưởng khá ưa thích Trung Nghĩa Bình nên cũng khen vài câu. Điều này càng làm cho Trung Nghĩa Bình thêm nhiệt tình, cảm thấy mình cuối cùng cũng đã hiểu ra, tốt hơn nhiều so với lúc trước chỉ cúi đầu làm việc ở Cục Công Thương. Hạ Tưởng vào văn phòng thì phát hiện văn phòng chẳng những sạch sẽ hơn nhiều, hơn nữa còn có vẻ trang nhã hơn trước. Bàn của Ngô Cảng Đắc cũng sạch hơn không ít. Trên bàn còn đặt một bình hoa. Hắn cẩn thận nhìn thì thấy trên bàn mỗi người đều có một bình hoa, cửa sổ cũng có chậu hoa nên trông khá mới lạ. Hạ Tưởng không nhịn được mà khen. Phó chủ nhiệm Khúc đúng là có lòng, để mấy bình hoa vào làm người ta thấy thoải mái hơn nhiều. Khúc Nhã Hân lắc đầu nói. Không phải tôi. Hạ Tưởng nhìn Ngô Cảng Đắc, Ngô Cảng Đắc cũng cười nói. Không phải tôi, là Tiểu Trung. Trung Nghĩa Bình. Hạ Tưởng cười cười gật đầu nói. Tiểu Trung cũng được, người chăm chỉ lại có ánh mắt, lại còn là sinh viên đại học, có tương lai.